Diệp Thạch Sinh và Thành Đạt Tài đã thảo luận nhiều lần về bước phát triển tiếp theo của tập đoàn Đạt Tài. Ý của Thành Đạt Tài là tập đoàn Đạt Tài nên hướng đến các thành phố vừa và nhỏ để phát triển chứ không tranh giành các tài nguyên đất đai hiếm hoi trong các thành phố lớn để biến tướng đẩy cao giá nhà ở. Hơn nữa đến các thành phố vừa và nhỏ để phát triển sẽ có lợi cho mục tiêu chiến lược của tập đoàn Đạt Tài trong tương lai, và cũng rất hợp với ước vọng của Thành Đạt Tài. Diệp Thạch Sinh không thuyết phục Thành Đạt Tài, ông ta vẫn luôn cảm thấy với thực lực của tập đoàn Đạt Tài nên hướng đến các thành phố lớn để phát triển căn hộ chất lượng cao và căn hộ xa hoa, để tạo ra hiệu ứng và khí thế của tập đoàn Đạt Tài chỉ làm ra những sản phẩm chất lượng cao chiếm lĩnh thị trường các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến. Cũng có ích trong việc nâng cao hình tượng của tập đoàn Đạt Tài, tạo nên thương hiệu doanh nghiệp bất động sản đứng đầu tỉnh Yên. Thành Đạt Tài vẫn cố chấp cho rằng tập đoàn Đạt Tài nên phát triển hướng vào các thành phố vừa và nhỏ, đến các thành phố lớn tạo ra những căn hộ chất lượng cao không phù hợp với sự phát triển lâu dài trong tương lai, hơn nữa các căn hộ chất lượng cao không đem lại lợi ích cho xã hội và cũng không có lợi cho hình tượng gần gũi với dân chúng mà tập đoàn Đạt Tài đã tạo dựng ra. Diệp Thạch Sinh và Thành Đạt Tài là bạn lâu năm nên chỉ xem là cuộc trò chuyện giữa bạn bè nên có thuyết phục hay không cũng không sao, mỗi người có một cách nghĩ riêng, dù ông ta có dùng thân phận là bí thư tỉnh ủy cũng không thể can thiệp vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Hôm nay đem ra hỏi Hạ Tưởng là muốn xem Hạ Tưởng sẽ đặt bước đi của tập đoàn Đạt Tài trong tương lai như thế nào. Diệp Thạch Sinh vừa nói xong, Thành Đạt Tài liền tỏ vẻ quan tâm, nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết thời khắc quan trọng đã đến. Hạ Tưởng lại rót trà cho hai người họ, tự mình cầm ly trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm rồi mới tiếp tục nói. Từ việc chủ tịch Thành đầu tư vào Dương Quang Thành mà nói thì hướng phát triển sau này của tập đoàn Đạt Tài là tập trung hướng đến thị trường các thành phố vừa và nhỏ. Lời vừa nói ra khiến Diệp Thạch Sinh thay đổi sắc mặt, ánh mắt hoài nghi nhìn Thành Đạt Tài. Thành Đạt Tài mỉm cười khoát tay ý là ông ta không có cùng Hạ Tưởng trao đổi trước. Hiện giờ tỷ suất đô thị hóa trong nước rất thấp, các thành phố lớn bây giờ lại đông dân, không gian phát triển không nhiều, sau này các thị trấn duyên hải rất có thể phát triển thành các thành phố vừa và nhỏ. Dự đoán trong một thời gian dài trong nước sẽ tăng thêm rất nhiều các thành phố vừa và nhỏ với dân số 500.000 người, hơn nữa chủ yếu tập trung ở các tỉnh duyên hải có kinh tế phát triển. Sự trỗi dậy của thành phố vừa và nhỏ sẽ có lợi cho việc mở rộng sản nghiệp bất động sản của chủ tịch Thành. Thậm chí nếu triển khai đúng đắn thì chủ tịch Thành có thể trực tiếp tham gia xây dựng các thành phố vừa và nhỏ, dùng thực lực của một công ty trực tiếp xây dựng một khu đô thị mới vừa và nhỏ. Thành Đạt Tài vỗ tay khen ngợi, cười ha hả. Bí thư Diệp, cái gì gọi là không mưu mà hợp, cái gì gọi là chí lớn gặp nhau. Ý tưởng mà tôi nói với anh lúc đầu chẳng phải rất giống với những gì Hạ Tưởng vừa nói sao. Diệp Thạch Sinh càng thêm cảm thán cứ nhìn Hạ Tưởng gật đầu liên tục. Lần đầu khi nghe Đạt Tài nói tôi cảm thấy bước tiến có hơi nhanh không dễ thực hiện, không ngờ bây giờ chính tai nghe Hạ Tưởng nói lại những lời như vậy thì bỗng cảm thấy chiến lược hướng đến thị trường thành phố vừa và nhỏ của Đạt Tài rất có triển vọng. Hạ Tưởng cậu nói tôi biết, cậu có trao đổi với Đạt Tài từ trước không? Hạ Tưởng liền cười. Bí thư Diệp, ngài thử nghĩ xem, kế hoạch lớn của Chủ tịch Thành sao lại cố ý tiết lộ với tôi chứ? Vậy thì lạ thật, sao cậu lại có thể nghĩ giống như Đạt Tài vậy? Diệp Thạch Sinh rất lấy làm lạ, ai cũng nói Hạ Tưởng có đầu óc kinh doanh, ông ta nghĩ Hạ Tưởng chưa làm qua ông tổng của một tập đoàn, lại không làm qua quan chức cấp cao, cho dù có con mắt tinh tường thì cũng chỉ giới hạn trong một thành phố, một tỉnh chứ sao lại có cái nhìn toàn cục trên cả nước. Không ngờ hắn lại cùng Thành Đạt Tài không mưu mà hợp, khiến Diệp Thạch Sinh vừa khiếp sợ vừa vui mừng. Khiếp sợ là vì Hạ Tưởng có đầu óc kinh doanh. Bao gồm cả Tiền Cẩm Tùng và những ủy viên thường vụ đã nhìn hắn với con mắt khác đều không nhìn lầm người. Vui mừng là vì Hạ Tưởng lại có tài năng xuất sắc như vậy, bây giờ lại đảm nhiệm trọng trách trong tổ lãnh đạo, chỉ cần ông ta hơi có ý tỏ ra lôi kéo thì Hạ Tưởng chẳng phải sẽ dựa vào sao. Nghĩ đến những lời Phạm Duệ Hằng và Tiền Cẩm Tùng nói với ông ta, trong lòng Diệp Thạch Sinh lại lóe lên một tia hy vọng. Đối với một nhân tài như Hạ Tưởng thì mình sử dụng là tốt nhất. Cho dù không được thì cũng cố sức lôi kéo. Dù sao những việc hắn làm nếu có thể thực sự đem đến cơ hội cho tỉnh Yên thì cũng như đem đến thành tích lớn lao cho bản thân mình. Diệp Thạch Sinh đã ngầm hạ quyết tâm, sau này sẽ ra sức ủng hộ tổ lãnh đạo trong việc điều chỉnh kết cấu kinh tế, Phạm Duệ Hằng đã thấy được triển vọng, Tiền Cẩm Tùng cũng cho rằng có hy vọng, Tống Triều Độ và Hạ Tưởng cũng tự nguyện dấn thân vào tổ lãnh đạo, rõ ràng là cũng cho rằng tổ lãnh đạo có triển vọng.
nếu Hạ Tưởng đã có con mắt kinh doanh thì có thể thấy hắn rất tin tưởng vào việc thí điểm thay đổi chế độ xã hội của thành phố Đan Thành và thành phố bảo là hắn sẽ nắm chắc phần thắng. Chương 432, không biết trời cao đất rộng. Hạ Tưởng kính cẩn trả lời. Thật ra tôi cũng là từ sau khi vào tổ lãnh đạo có nghiên cứu về hướng phát triển của rất nhiều các tỉnh duyên hải nên mới phát hiện ra. Các tỉnh phát triển, nhất là các tỉnh phát triển ở vùng duyên hải, tỷ suất thành thị hóa ngày càng nâng cao, nhưng chủ yếu không hướng về thành phố lớn mà là không ngừng hình thành các thành phố vừa và nhỏ. Có nơi nào thích hợp hơn để phát triển ngành bất động sản chứ? Có nơi nào có thể khiến sản nghiệp bất động sản hình thành quy mô và hiệu quả nhất đây? Không phải là thành phố lớn mà là các thành phố vừa và nhỏ đang trên đà phát triển mới trỗi dậy. Tỉnh Yên có tổng cộng có 11 thành phố mà thị xã lại rất ít. Điều chỉnh kết cấu sản xuất công nghiệp không chỉ điều chỉnh kết cấu lạc hậu của các doanh nghiệp quốc dân, còn có một số nhà máy sản xuất lạc hậu gây tiếng ồn lớn và ô nhiễm nghiêm trọng. Biện pháp tốt nhất là chuyển các nhà máy đó ra khỏi nội thành, phân chia một khu vực chuyên môn sắp xếp các nhà máy gây ô nhiễm nặng như nhà máy chế tạo giấy và nhà máy thép để ô nhiễm tránh xa nội thành. Đồng thời lại phân chia địa điểm mới bởi vì xây dựng nhà xưởng cần phải có một lượng công nhân rất đông nên cần phải xây thêm rất nhiều nhà ở và các cơ sở hạ tầng phụ trợ khác. Đây cũng chính là sản nghiệp bất động sản mà Chủ tịch Thành đã nghĩ đến. Có người ở thì sẽ có nhu cầu, về lâu về dài sẽ hình thành một thành phố quy mô nhỏ. Khó có thể tưởng tượng được là Hạ Tưởng lại có thể liên hệ được việc điều chỉnh kết cấu sản xuất công nghiệp và sản nghiệp bất động sản lại với nhau, Diệp Thạch Sinh nghe xong khẽ gật đầu tỏ ra tán thành. Ý tưởng không tệ, có ý thức đi trước thời đại. Tuy có mục tiêu hơi cao nhưng vẫn có thể xem là một ý tưởng. Cho đến lúc này, trong lòng ông ta đã hoàn toàn chấp nhận Hạ Tưởng rồi, cho rằng Hạ Tưởng đúng là một người tài có thể sử dụng. Bí thư Diệp, tôi muốn cho Hạ Tưởng đến tập đoàn Đạt Tài đảm nhiệm chức phó tổng, ý ngài thế nào? Thành Đạt Tài bây giờ ngày càng thích Hạ Tưởng, ông ta mới chỉ nghĩ đến sản nghiệp bất động sản, nhưng chẳng qua mới chỉ là một ý tưởng đại khái. Hạ Tưởng thì không ngờ lại có ý tưởng sơ bộ, đúng thật khiến người khác kinh ngạc. Mọi người nói hắn là kỳ tài trong kinh doanh, thật ra Hạ Tưởng cũng xứng danh thiên tài kinh doanh lại có con mắt tinh tường hơn người. Thành Đạt Tài lại một lần nữa thực sự động lòng vì mến người tài. Không được, tôi không thể đồng ý được. Diệp Thạch Sinh cười ha hả, với tay lấy ly trà ý muốn Hạ Tưởng rót trà cho ông ta rồi nói. Hạ Tưởng bây giờ là nhân vật trung tâm trong tổ lãnh đạo. Cùng với sự thành công bước đầu trong việc thí điểm thay đổi chế độ xã hội của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, tiếp theo đây còn có rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa, nói không chừng nửa năm sau sẽ có thêm nhóm các thành phố thí điểm thứ hai, công việc của cậu ta sẽ rất nặng nề. Với lại, nói không chừng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh còn có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho cậu ta hoàn thành. Để cậu ta đến tập đoàn Đạt Tài của anh là không thể đâu. Diệp Thạch Sinh bây giờ lại xem Hạ Tưởng là người của mình. Trong lời nói tỏ rõ tình cảm và ý bênh vực. Thành Đạt Tài lắc đầu thở dài. Đây là lần thứ hai tôi muốn mời Tiểu Hạ đến tập đoàn Đạt Tài, đáng tiếc là con đường trong quan trường của cậu ta ngày càng vững chãi. Tôi vẫn nghĩ có khi nào cậu ta không muốn ở trong quan trường nữa thì đến tập đoàn Đạt Tài của tôi trả lương một năm vài triệu tệ cũng không thành vấn đề. Xem ra mỗi người có chí riêng không thể cưỡng ép, Tiểu Hạ vẫn hy vọng có thể làm được việc lớn lao trong quan trường. Muốn tạo ra thành tích lớn hơn nữa. Chủ tịch Thành đã quá lời, tôi chỉ ngẫu hứng nói ra ý kiến mà thôi, nghĩ ra chiến lược còn được chứ ngài để tôi đảm nhiệm chức phó tổng thì đề cao tôi quá rồi. Tôi tự biết bản thân mình, thật sự không thể đảm nhiệm được đâu. Tôi chỉ mong là dưới sự quan tâm của Bí thư Diệp và sự lãnh đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, được làm việc trong tổ lãnh đạo, có thể đóng góp một chút sức lực trong việc điều chỉnh kết cấu sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên thì cũng thấy mãn nguyện rồi. Có nghe thấy không Đạt Tài? Đừng hòng bắt mất Hạ Tưởng trước mặt tôi, cậu ta là người có khả năng nhất trong tổ lãnh đạo chúng tôi. Diệp Thạch Sinh cười nhìn Hạ Tưởng một cái và rất vừa ý với câu trả lời của Hạ Tưởng lúc nãy. Buổi trưa, ở lại nhà của Thành Đạt Tài ăn bữa cơm đạm bạc, sau đó Hạ Tưởng lại cùng Diệp Thạch Sinh đi dạo một lát, nói về công việc trọng điểm tiếp theo của tổ lãnh đạo. Sau dự án đường sắt nối ra biển và du lịch thành ngữ của thành phố Đan Thành, còn có các nhà máy Lông Vũ. Nhà máy linh kiện Hán Quang, nhà máy năng lượng Tân Hưng đều là những nhà máy trọng điểm cần phải tiến hành điều chỉnh. Thành phố Đan Thành là một nơi chuyên sản xuất bông vải, lại lần lượt có mấy nhà máy bông vải đóng cửa. Nếu có thể làm cho các nhà máy bông vải chuyển hình thành công,
chuyển sang sản xuất các đồ dùng trên giường cấp trung và thấp hoặc trở thành nhà máy sản xuất khăn mặt cũng không phải là không thể. Nhưng là vì tạo dựng thương hiệu mới nên cũng rất mạo hiểm, có lẽ không nên nhập thêm vốn mà cần phải tìm kiếm cơ hội. Còn về thành phố Bảo đã bước đầu đạt được thỏa hiệp là ô tô Vạn Lý và dao ngâm Mậu Thịnh. Phim nhựa Đạt Phú cũng đã có chút hy vọng, hắn và Khâu Tự Phong cuối tuần sẽ đến Mỹ tiến hành đợt đàm phán thứ hai cùng Kodak. Mục tiêu của Hạ Tưởng là hy vọng Kodak tăng mạnh vốn đầu tư và kịp thời chuyển hình sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD. Nếu có thể, thậm chí có thể thuyết phục Kodak bỏ ra một số tiền lớn để nghiên cứu, chế tạo máy ảnh kỹ thuật số để đảm bảo sau này trong trào lưu máy ảnh kỹ thuật số có thể chiếm một vị trí nhỏ. Kết quả tốt nhất là Kodak sẽ bị thuyết phục và đầu tư xây dựng nhà máy ở thành phố Bảo. Nếu thành công thì phỏng chừng có thể thu hút được 500 triệu đô la vốn đầu tư nước ngoài. Nghe được ý tưởng của Hạ Tưởng, thấy hắn cất bước vững chắc, tuy không mất đi sự kính cẩn nhưng lại thản nhiên ứng phó, Diệp Thạch Sinh lại càng có cảm tình với Hạ Tưởng hơn. Một người trẻ tuổi như vậy dũng cảm sáng tạo cái mới, dám làm dám chịu. Không những chủ động khuyên thành phố Đan Thành và thành phố Bảo xin làm thành phố thí điểm mà còn thay họ nghĩ ra cách thực hiện điều chỉnh kết cấu sản xuất công nghiệp cụ thể, nói là làm, một lòng đặt vào công việc, là một hạt giống tốt. Tâm lý của con người thật kỳ lạ, trước đây Diệp Thạch Sinh không biết Hạ Tưởng như thế nào, hôm nay tiếp xúc gần gũi, lại được người bạn thân của mình là Thành Đạt Tài khen ngợi và còn muốn lấy người trước mặt ông ta thì khiến ông ta càng cảm thấy Hạ Tưởng có thể đào tạo thêm. Nếu kết hợp với lời nói của Phạm Duệ Hằng và Tiền Cẩm Tùng thì ý nghĩ cố gắng tiến thêm một bước lớn của ông ta càng dâng lên mãnh liệt. Tiến thêm một bước là được hưởng chế độ đãi ngộ cấp phó thủ tướng, là được đến Bắc Kinh phóng tầm mắt ra cả nước, nở mày nở mặt đến thế nào chứ? Cả một đời người chẳng phải là quá trình cố gắng leo lên từng bước sao? Khi thấy phía trước không còn đường để đi thì ai cũng nghĩ chỉ cần làm tốt những việc trước mắt là được. Còn những bước phát triển kế hoạch về lâu về dài thì không nghĩ đến cũng vậy mà thôi. Đừng nghĩ làm cách nào để làm mọi thứ càng thêm lớn mạnh hơn, bởi vì làm càng lớn, càng mạnh thì sẽ gặp phiêu lưu và trả giá không nhỏ, nhưng cũng không có được gặt hái lớn hơn nữa. Tình Yến từ trước đến giờ rất khó lên chức, người có hy vọng lên tới Bắc Kinh nhất là Cao Thành Tùng thì cuối cùng lại thân bại danh liệt. Diệp Thạch Sinh tự biết mình đã có tuổi mà kinh tế của Tình Yến lại nửa vời, thủ thành thì dễ, tiến lên thì khó. Ông ta đã nghĩ rằng nếu đã không thể thăng tiến thì chi bằng yên ổn làm bí thư vài năm, cuối cùng để lại một thanh danh không cao không thấp rồi về nhà dưỡng già. Đột nhiên lại xuất hiện sự việc điều chỉnh kết cấu sản xuất công nghiệp, lại được thúc đẩy bởi phần đông ủng hộ và cấp trên tạo áp lực nên mới có cục diện hôm nay. Điều làm cho mọi người càng cảm thấy khó tin hơn chính là ông ta vẫn luôn cho rằng dù có để các thành phố thí điểm thi hành điều chỉnh kết cấu sản xuất công nghiệp thì cũng khó mà thành công được. Không ngờ chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, thành phố Đan Thành và thành phố Bảo lần lượt có tin vui truyền đến. Hơn nữa theo như lời Hạ Tưởng nói thì đó chỉ mới là khởi đầu, tiếp theo sau sẽ đưa ra một loạt biện pháp, có thể sẽ có thành công lớn hơn nữa. Diệp Thạch Sinh bỗng nảy sinh một cảm giác cấp bách không chờ đợi được, cảm thấy mình là một bí thư tỉnh ủy đã rất ít quan tâm đến tổ lãnh đạo. Một phòng ban có thành tích như vậy lại bỏ mặc để cho Ủy ban Nhân dân tỉnh toàn quyền nắm giữ thật đúng là đã quá không làm tròn bổn phận rồi. Đồng chí Hạ Tưởng, công việc của cậu rất vững chắc, tác phong vững vàng, phải đề xuất khen thưởng. Diệp Thạch Sinh hơi trầm tư, rồi vẫn nói tiếp. Tuy tổ lãnh đạo do Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chính, nhưng thực tế vẫn do sự quan tâm của cả tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh mới có thể trưởng thành lên được. Có khó khăn gì phải kịp thời báo cho tỉnh ủy. Tôi vẫn luôn cực kỳ quan tâm đến tiến triển công việc của tổ lãnh đạo. Hạ Tưởng sao lại không hiểu ngụ ý của Diệp Thạch Sinh, liền cung kính trả lời. Tôi sẽ báo cáo công việc cho bí thư Diệp nhiều hơn. Tôi cũng vẫn luôn cảm thấy tổ lãnh đạo dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh mới có thể triển khai công tác tốt hơn, hoàn thành trước mục tiêu đặt ra. Diệp Thạch Sinh gật gật đầu không nói lời nào, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm chìm trong suy nghĩ. Thứ hai đi làm. Tổ lãnh đạo có tin vui, xét thấy tổ lãnh đạo làm việc xuất sắc, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thông báo khen ngợi. Hạ Tưởng mỉm cười, ngoài mặt là khen ngợi, là việc tốt nhưng thực tế đã chứng tỏ lập trường của Diệp Thạch Sinh, ông ta muốn thâu tóm quyền hành. Nhưng thâu tóm quyền lực cũng không phải việc xấu, nếu thôi hướng đã có thể bày mưu tính kế để ảnh hưởng đến quyết định của Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng tin bằng năng lực của hắn cũng có thể tiếp cận được ngày càng gần hơn với bí thư Diệp. Dù sao bí thư Diệp rất kỳ vọng vào tổ lãnh đạo, mọi người đều có chung mục đích, bí thư Diệp muốn thành tích,
Hạ Tưởng muốn thành tích. Việc Diệp Thạch Sinh ủng hộ tổ lãnh đạo Hạ Tưởng thấy rất lạc quan. Xung đột mâu thuẫn của Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng không quá lớn, Phạm Duệ Hằng muốn tiếp nhận chức bí thư, Diệp Thạch Sinh muốn thăng tiến, chỉ cần hai người cố gắng tìm đến cái chung gác lại bất đồng, thì điều chỉnh kết cấu sản xuất công nghiệp là cơ hội chung của hai người, nhưng đối với Thôi Hướng thì tình thế sẽ không lạc quan. Nếu điều chỉnh kết cấu sản xuất công nghiệp đạt được thành công, công lao là của Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng, Tống Triều Độ cũng mượn cơ hội này để nổi trội hẳn lên, trên cơ bản không có phần của Thôi Hướng. Sự việc này sau khi kết thúc dù Diệp Thạch Sinh có thăng chức hay lui xuống thì Phạm Duệ Hằng cũng sẽ nhân cơ hội này tiếp nhận chức bí thư một cách hợp lý. Và ứng cử viên cho chức chủ tịch tỉnh, Tống Triều Độ do quá trình đảm nhiệm tổ trưởng của tổ lãnh đạo trong việc điều chỉnh kết cấu sản xuất công nghiệp đã có biểu hiện xuất sắc cũng sẽ ghi được nhiều điểm trong mắt của cấp trên. Nếu lại có sự vận động thỏa đáng, cũng không phải là không có khả năng Tống Triều Độ được ủng hộ tiếp nhận chức chủ tịch tỉnh sẽ hơn cả Thôi Hướng. Những người khác thì không đáng lo, mối đe dọa lớn nhất của Tống Triều Độ là Mã Vạn Chính. Mã Vạn Chính đang là phó chủ tịch thường trực tỉnh, nếu tính theo thứ bậc thì ông ta là ứng cử viên số 1. Nhưng sự việc trên quan trường có rất nhiều biến đổi, Hạ Tưởng khẳng định chỉ cần điều chỉnh kết cấu sản xuất công nghiệp đạt được thành công, cũng không cần phải thành công lớn. Chỉ cần hai thành phố Đan Thành và thành phố Bảo hoàn thành trước mục tiêu đặt ra thì tiếng tăm của Tống Triều Độ sẽ lấn ép Mã Vạn Chính. Là một sự kiện mới, điều chỉnh kết cấu sản xuất công nghiệp là một thử thách nhưng cũng là một cơ hội lớn. Đem so với Mã Vạn Chính thì Hạ Tưởng đương nhiên muốn Tống Triều Độ tiếp nhận chức chủ tịch tỉnh hơn. Thứ tư, Hạ Tưởng sắp xếp xong công việc đang dang dở, cùng Khâu Tự Phong và người phụ trách của phim nhựa Đạt Phú bay đến trụ sở chính của Kodak ở Rochester, Mỹ. Sau khi xuống máy bay, Hạ Tưởng đầu tiên là gọi điện cho Liên Nhược Hạp, được biết cô vẫn bình thường, tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu sinh nên cũng yên tâm. Hạ Tưởng và người của phim nhựa Đạt Phú tiến hành trao đổi với nhau. Vốn ban đầu, tập đoàn Kodak muốn thu mua 40% cổ phần của Đạt Phú, vì xét đến vấn đề bảo vệ thương hiệu quốc hữu nên Đạt Phú không đồng ý. Đến khách sạn dừng chân, sau khi nghỉ ngơi một lát Hạ Tưởng cùng Khâu Tự Phong và người của Đạt Phú mở một cuộc hội ý nhỏ. Người phụ trách của Đạt Phú tên Thường Thanh Tùng là một phó tổng chừng 40 tuổi. Nghe nói trước đây từng du học ở Mỹ, thông thạo tiếng Anh và kỹ thuật đàm phán. Thường Thanh Tùng người như cây tùng, khi đi ngẩng đầu ưỡn ngực, chí ít không thua người khác về khí thế. Hạ Tưởng cũng không nói lời thừa thãi đi thẳng vào vấn đề. Phó tổng Thường, khi trẻ ông đến học tại Mỹ có lẽ cũng đại khái biết về xu thế phát triển sau này của sản phẩm kỹ thuật số. Theo ông thị trường của máy ảnh phim nhựa còn lâu dài không? Thường Thanh Tùng khẽ lắc đầu. Triển vọng không mấy lạc quan, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là chủ đạo, dự tính vẫn còn tuổi thọ hơn 10 năm. Ưu thế của máy ảnh kỹ thuật số rất rõ ràng nhưng phải kết hợp sử dụng với máy tính, trước mắt máy tính ở trong nước vẫn chưa thông dụng. Trung Quốc đã lạc hậu hơn thế giới rất nhiều, cái duy nhất không lạc hậu là trào lưu máy tính, trào lưu kỹ thuật số và mạng. Trước mắt, tính phổ biến của máy tính vẫn còn thua xa nước Mỹ nhưng tôi tin sẽ không lâu máy tính sẽ đến với mọi nhà. Vì tính phổ biến của máy tính từ đó kéo theo sản phẩm kỹ thuật số và ứng dụng, sẽ như cơn thủy triều trở thành trào lưu lớn. Tôi nghĩ là đồng ý yêu cầu của Kodak cho nắm giữ 40% cổ phần, và điều kiện của chúng ta là đòi Kodak bỏ ra 1 tỷ đô la vốn đầu tư, trong đó một nửa rót vào phim nhựa Đạt Phú, một nửa dùng để đầu tư dây chuyền sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD. Thường Thanh Tùng kinh ngạc há to miệng. Trưởng phòng Hạ, lúc đầu Kodak chỉ đồng ý bỏ ra 300 triệu đô la cho 20% cổ phần mà bây giờ còn vẫn chưa thương thảo xong. Bây giờ lại mở miệng đòi 1 tỷ đô la mới chuyển nhượng 40% cổ phần thì có tham quá không? Đối phương nhất định sẽ từ chối. Đàm phán là một quá trình thỏa hiệp. Hạ Tưởng tự tin cười, hắn rất rõ tâm trạng nóng lòng muốn chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc của Kodak. Vì trên thị trường quốc tế Kodak đã bị các hãng của Nhật Bản ép đến từng bước thoái lui. Bây giờ đã nhìn thấy Trung Quốc là một thị trường khổng lồ, ai giành quyền chiếm lĩnh thị trường trước thì sẽ giành được giấy phép để mở cánh cửa vào Trung Quốc. Hạ Tưởng căn cứ vào cuộc đàm phán của Kodak và Đạt Phú ở đời sau, Kodak sẽ không ngừng nhượng bộ và cũng biết được rằng Kodak nhất định cảm thấy được nguy cơ mãnh liệt. Đàm phán, ai nắm giữ được điểm yếu của đối phương thì sẽ nắm chắc phần thắng. Kodak bây giờ đã có ý thức về mối nguy cơ, đồng thời cũng đang đối mặt với lần chuyển hình quan trọng. Tiếc là trong tương lai Kodak đã chọn con đường bảo thủ không kịp thời nắm bắt trào lưu kỹ thuật số, bị loại ra khỏi cuộc chơi.
máy ảnh kỹ thuật số của Nhật Bản nhân cơ hội nổi dậy chiếm hơn 80% thị trường. Càng không phải nói về lĩnh vực màn hình tinh thể lỏng LCD lại càng không có phần của Kodak. Kodak từng là một trong ba thương hiệu phim nhựa lớn, chỉ vì một chốc suy bại mà thậm chí những lớp trẻ sinh sau không ai biết đến tên Kodak nữa. Tất cả đó đều là do quyết định chính sách sai lầm của Kodak, không bắt lấy cơ hội lần này. Hạ Tường tin rằng chỉ cần thuyết phục được Kodak thay đổi ý định thì hắn có thể moi thêm càng nhiều tiền của Kodak hơn. Chỉ cần Phó Tổng thường cứ theo ý kiến của tôi mà đàm phán với Kodak, nói không chừng có thể lấy được 1,5 tỷ vốn đầu tư. Hạ Tường liếc nhìn Khâu Tự Phong một cái rồi nói tiếp. Cứ thử nghĩ nếu các anh có thể thu hút được 1,5 tỷ đô la vốn đầu tư vào thành phố Bảo thì các anh sẽ là người có công lớn nhất của thành phố Bảo. Một câu nói có thể khiến Khâu Tự Phong nhiệt huyết sục sôi. 1,5 tỷ đô la là một con số đáng kinh ngạc, việc này nếu thật như Hạ Tưởng nói có thể thu hút được 1,5 tỷ đô la thì Thường Thanh Tùng sẽ được tập đoàn Đạt Phú khen thưởng. Khâu Tự Phong thì chẳng quan tâm đến cái gì khác, điều y luôn quan tâm chính là y có thể trở thành một ngôi sao chính trị sáng chói của thành phố Bảo. 1,5 tỷ đô la sẽ là một số vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước tới giờ của tỉnh Yến. Có được thành tích lớn lao này, Khâu Tự Phong dù sau này không làm việc gì thì cũng được làm thị trưởng trong nhiệm kỳ tiếp theo. Khâu Tự Phong hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Tưởng. Trưởng phòng Hạ, anh đừng có vẽ chiếc bánh trước mặt chúng tôi rồi sau đó không có kết quả gì. Đừng nói là 1,5 tỷ, mức mấu chốt của đợt đàm phán lần này là 300 triệu đô la với chuyển nhượng 20% cổ phần thì đã là đạt được mục tiêu rồi. Tôi muốn biết làm cách nào để khiến cho Kodak tự nguyện bỏ ra 1,5 tỷ ra đây. Hạ Tường thản nhiên cười. Đàm phán là quá trình dò xét điểm yếu của đối phương, tôi tiến anh lui hoặc là anh tiến tôi lui, nói chung cả hai đều không ngừng tranh luận về lợi ích của riêng mình, đều muốn thuyết phục đối phương, khiến đối phương cảm thấy nếu trả giá sẽ được đền đáp thì đối phương sẽ bỏ tiền ra. Nếu anh hiểu rõ khó khăn và điểm yếu trước mắt của đối phương và đưa ra một ý kiến hay giúp họ thoát khỏi khó khăn, đương nhiên ý kiến đó phải có lợi cho ta mới được, thì như vậy trong đàm phán anh sẽ giữ thế chủ động. Có thể từ từ làm hao mòn sự tự tin của đối phương, vượt qua giới hạn của họ để tiến tới. Thường Thanh Tùng nghe đến chỗ mấu chốt tỏ ra khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ trưởng phòng Hạ tin là sẽ thuyết phục được Kodak sao? Có phải đã biết điểm yếu của đối phương không? Có Hạ Tưởng đi theo trong chuyến này Thường Thanh Tùng không suy nghĩ gì nhiều. Ông ta nghĩ Hạ Tưởng tuy là thành viên trong tổ lãnh đạo và là một trong những nhân vật quan trọng nhưng hắn quá trẻ chưa chắc có kiến thức gì nhiều. Tuy là trong kinh doanh có chút hiểu biết và có chút thông minh nhưng khác nghề như khác núi, chắc chắn hắn chưa hiểu rõ hết về phim nhựa, và cũng chưa chắc đã thấu đáo về hiện trạng phim nhựa của thế giới và trong nước, cùng lắm chỉ là một tên quan liêu bình thường, cùng theo đến Mỹ để thương thảo cũng là vì mục đích được thơm lây và vui chơi mà thôi. Cho nên khi ông ta nghe Hạ Tưởng đưa ra mục tiêu 1,5 tỷ đô la thì ngoài mặt tỏ ra cung kính mà thỉnh giáo nhưng thực chất trong lòng rất khinh thường Hạ Tưởng. Ông ta đã gặp qua rất nhiều quan viên là người ngoài ngành lại chỉ huy người trong ngành, không biết lại tỏ ra biết, cũng là lần đầu tiên gặp một tên quan viên như Hạ Tưởng chẳng những tuổi còn trẻ mà còn kiêu ngạo, ngông cuồng, bỏ qua tất cả. Lời nói của những quan viên khác dù sao cũng dập khuôn, còn lời nói của Hạ Tưởng quả thực ba hoa, thật khó tin. Công ty Kodak là công ty có thương hiệu lâu năm của Mỹ, ai không biết người Mỹ rất khôn khéo, trong đàm phán không những ngạo mạn mà còn không chịu nhường bước. Đàm phán của Đạt Phú và Kodak đã tiến hành hơn một năm, Kodak đưa ra hai điều kiện, một là dùng 500 triệu đô la để thu mua 51% cổ phần, giữ quyền khống chế cổ phần, hai là dùng 200 triệu đô la để mua 20% cổ phần nhưng có rất nhiều điều kiện hà khắc kèm theo. Cuối cùng đã đàm phán hơn chục lần nhưng vẫn chưa tìm đến tiếng nói chung. Chương 433, không cần nói tình nghĩa với người Mỹ. Không thể nhường quyền nắm giữ cổ phiếu. Đây là giới hạn cuối cùng. 20% cổ phần cũng là mức cuối cùng không thể hơn nữa, nhưng Đạt Phú hy vọng có thể bán được 300 triệu đô la. Đồng thời cũng hủy bỏ một số điều kiện hà khắc kèm theo. Cho nên Thường Thanh Tùng thấy chuyến đến Mỹ đàm phán này không mấy lạc quan. Người Mỹ rất khó đối phó, cũng rất gian trá khi chạm đến giới hạn là sẽ lắc đầu nói, no, no, không cho người ta một con đường sống, khiến người ta không rõ họ có thành ý hay không. Nói không có thành ý thì họ lại thường chủ động yêu cầu đàm phán. Nói có thành ý thì khi đàm phán cứ ôm khư khư lấy điều kiện, khiến người khác không biết phải làm thế nào. Hạ Tưởng vẫn chưa biết đến sự lợi hại của người Mỹ,
mở miệng là bảo họ bỏ ra số vốn 1 tỷ rưỡi, đúng là một ý tưởng không biết trời cao đất dày. Hạ Tưởng cũng thấy được dưới vẻ mặt cung kính của Thường Thanh Tùng là thái độ phản đối, liền cười và trả lời. Tôi cũng đâu phải thầy bói, sao biết được giới hạn thấp nhất của đối phương. Đó là bí mật thương mại của cô Đắc, không ai dám tiết lộ với tôi, nhưng tôi dám nói nếu Phó Tổng Thường phối hợp và Phó Thị trưởng Khâu có dũng khí, chúng ta sẽ cùng người Mỹ đánh một cuộc chiến lội ngược dòng thật đẹp. Thường Thanh Tùng mặc dù vẫn không phục, và cũng bè dỉu cách nói của Hạ Tưởng, và lại cuộc đàm phán lần này tuy rằng anh ta là chủ yếu nhưng thành phố Bảo hiện giờ là thành phố thí điểm, lại có Phó Thị trưởng Khâu đi cùng, anh ta phải nghe theo ý kiến của cấp trên. Cho nên Thường Thanh Tùng liền nói với Khâu Tự Phong. Mọi việc đều để cho Phó Thị trưởng Khâu an bài. Chủ tịch Dương cũng đã nói cuộc đàm phán này do tôi làm chủ, nhưng khi nào bắt đầu đàm phán, khi nào dừng đàm phán thì tôi xin nghe theo lời Phó Thị trưởng Khâu. Khâu Tự Phong suy nghĩ một lúc, cười nói. Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu, trưởng phòng Hạ. Trước giờ cậu vẫn chưa làm tôi thất vọng. Nếu hôm nay cậu đã tự tin như vậy thì chúng ta cứ thử xem, dù gì tôi cũng không mấy kỳ vọng vào cuộc đàm phán lần này. Trước lúc chúng ta lên máy bay bọn người Mỹ vẫn rất kiên trì. Hạ Tưởng gật đầu cười. Vậy là tốt rồi, nếu đã để tôi sắp xếp thì tôi không khách sáo nữa. Buổi trưa sau khi gặp người của cô Đắc, chúng ta không nói đến chuyện đàm phán trước làm gì, cứ để họ đưa chúng ta đi đây đó du ngoạn một chuyến rồi mới nói. Thường Thanh Tùng bất mãn nói. Trưởng phòng Hạ, chúng ta đến đàm phán là công việc chứ không phải để du lịch đâu. Tôi biết. Hạ Tưởng vẫn với dáng vẻ tươi cười. Binh pháp có nói, hai quân giao chiến, ai dũng mãnh sẽ thắng. Bây giờ người Mỹ đang dùng khỏe đối phó với mệt. Chúng ta vừa đi đường mệt mỏi rồi, nếu lập tức cùng họ đàm phán thì sẽ bị thiệt lớn về thể lực, phải nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày sau mới có thể tranh tài cao thấp được. Khâu Tự Phong cũng hơi hiểu ý của Hạ Tưởng, nói. Lão Thường, hiếm khi được ra ngoài nghỉ ngơi một lần, cứ bỏ gánh nặng xuống thưởng thức cảnh đẹp ở Mỹ một chút đã. Theo kinh nghiệm của tôi, trưởng phòng Hạ là người rất đáng nể. Anh ta bình thường không nói đùa đâu. Thường Thanh Tùng bất đắc dĩ cười. Không đùa ít thì cũng đùa nhiều. Thôi thì tôi cũng nghe theo lời của lãnh đạo vậy. Đàm phán có thành hay không Phó Thị trưởng Khâu là người dẫn đầu. Quá lắm thì tôi chỉ bị Chủ tịch Dương mắng vài câu thôi. Ngụ ý là, nói không chừng Khâu Tự Phong sẽ bị thành ủy khiển trách. Khâu Tự Phong gật đầu. Đàm phán đã tiến hành hơn một năm cũng không có tiến triển gì. Chuyến đi này cũng không mấy lạc quan, cứ nghe theo trưởng phòng Hạ một lần, có lẽ thay đổi cách nghĩ và cách làm một chút ngược lại sẽ có gặt hái bất ngờ. Thường Thanh Tùng không nói gì thêm chỉ gật gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút không bằng lòng. Buổi chiều cả ba đều y theo lời Hạ Tưởng, sau khi gặp người của cô Đắc, từ chối yêu cầu lập tức đàm phán của đối phương, nói là đi đường đã mệt, cơ thể vẫn chưa thích nghi muốn nghỉ ngơi hai ngày tiện thể tham quan phong cảnh. Đối phương cũng không miễn cưỡng còn phái người phụ trách hướng dẫn du lịch cùng đi chơi với họ. Chơi liên tục hai ngày, Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong chơi rất vui, thả lỏng tâm trạng, Thường Thanh Tùng thì cứ luôn cau mày lo lắng về việc đàm phán. Anh ta rất không vừa lòng với thể hiện của Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong, thầm nghĩ quả đúng là cán bộ nhà nước, đâu có làm việc đàm phán gì, chỉ đến để chơi bời mà thôi. Hai người họ chỉ tốt hơn những cán bộ khác một chút ở chỗ không dùng tiền của công và không mua đồ lung tung thôi. Cho dù vậy, thiện cảm của Thường Thanh Tùng đối với Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong đã giảm xuống mức thấp nhất. Nhất là đối với Hạ Tưởng, anh ta nghĩ hắn là người ăn nói bốc phét, vô học bất tài. Bởi vì trong hai ngày nay hắn ngoài chơi ra vẫn là chơi, không nói câu nào liên quan đến việc đàm phán như thế nào. Ngày thứ tư, bên phía Mỹ lại đề xuất đàm phán. Hạ Tưởng lại từ chối lần nữa, nói là chơi mệt rồi trong người không khỏe, muốn nghỉ ngơi hai ngày nữa rồi mới bàn sau. Bọn người Mỹ bị chọc giận nói là nếu không muốn đàm phán thì có thể không nói chuyện nữa. Thường Thanh Tùng muốn giải thích thì bị Khâu Tự Phong ngăn lại. Trình độ tiếng Anh của Hạ Tưởng tuy chỉ bình thường nhưng vẫn có thể giao tiếp được, liền trực tiếp nói. Cũng được, nếu bên anh đã mở miệng thì cũng không có ý hợp tác với chúng tôi đành phải quay về vậy. Tuy mua bán không thành thì vẫn còn tình bạn, phiền anh giúp chúng tôi đặt vé máy bay để quay về có được không? Phía bên Mỹ lịch sự đồng ý yêu cầu của Hạ Tưởng. Phía bên Mỹ vừa đi, cơn nóng giận của Thường Thanh Tùng không thể kiềm chế được nữa đã nổi nóng. Trưởng phòng Hạ, xin anh hãy giải thích tại sao lại quay về.
anh không hề bàn bạc gì với chúng tôi cả mà đã đề nghị quay về rồi. Tuy anh cũng là trưởng phòng của tổ lãnh đạo, nhưng đối với thành phố Bảo và Đạt Phú anh chỉ có quyền chỉ đạo chứ không có quyền quản lý. Hy vọng anh có lý do giải thích hợp lý, nếu không tôi sẽ phản ánh tình hình thực tế lên tỉnh. Hạ Tường cũng không giận, đối với lời chỉ trích của Thường Thanh Tùng chỉ mỉm cười. Phó Tổng Thường, đừng nóng giận, càng không cần nóng vội. Trong đàm phán nổi giận và nóng vội có thể dẫn đến thất bại. Bên Mỹ đã mời chúng ta đến đàm phán không phải để chơi. Bọn họ cũng muốn hợp tác, nhưng bọn họ đoan chắc tâm trạng nóng lòng muốn thu hút vốn đầu tư của chúng ta, nghĩ là sẽ ăn chắc chúng ta. Bọn họ tự cho là giỏi, cho rằng đã nắm được điểm mấu chốt của chúng ta rồi. Bây giờ cho dù cùng họ ngồi vào bàn đàm phán thì cũng sẽ tranh luận không ngớt, ai cũng không chịu nhượng bộ đâu. Chúng ta đề xuất về nước, nếu bọn họ thật sự đặt vé máy bay thì chứng tỏ bọn họ đã hết kiên nhẫn, đã vậy thì chúng ta không cần phải tiếp xúc với họ thêm nữa làm gì. Nếu họ không đặt thì chứng tỏ chúng ta đã chạm đến điểm mấu chốt của họ rồi. Lời giải thích của Hạ Tưởng cũng có lý, tuy cách làm có hơi mạo hiểm nhưng không phải cố tình gây sự, Thường Thanh Tùng cũng nguôi giận và nói. Nếu chẳng may phía bên Mỹ đặt vé máy bay cho chúng ta thì chẳng lẽ chúng ta lại ỉu xìu mà quay về sao? Không, tâm trạng nóng lòng muốn hợp tác của phía bên Mỹ cũng không kém chúng ta. Chúng ta chỉ cần như Lã Vọng, ngồi ung dung buông cần câu cá là được. Điều khiến Hạ Tưởng không ngờ là buổi chiều phía bên Mỹ đã đưa vé máy bay đến, là vé của trưa ngày hôm sau. Thường Thanh Tùng choáng váng, cầm vé máy bay cứ loay hoay. Làm sao đây, giờ phải làm sao, cứ về như vậy tôi sẽ bị Chủ tịch Dương mắng chết. Cứ như đem chuyện hợp tác của cô Đắc ra đặt cược, trưởng phòng Hạ Anh nói giờ phải làm sao đây. Không làm sao cả, nên ăn rồi ngủ, ngày mai thu dọn hành lý ra sân bay sớm rồi về. Hạ Tưởng vẫn không thay đổi sắc mặt, thoải mái nằm trên giường nhắm mắt lại. Nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, có khi là do lòng kiên nhẫn, Phó Tổng Thường cứ yên tâm đừng nóng vội. Thường Thanh Tùng nổi giận đi ra đóng sập cửa lại. Khâu Tự Phong cũng có chút lo lắng. Tiểu Hạ, cứ như vậy về thật sao? Lão Thường không thể giải thích với tập đoàn, tôi cũng không thể giải thích với Bí Thư Tào được đâu. Tôi cũng không biết cách giải thích với Phó Chủ tịch tỉnh Tống. Hạ Tưởng bực bội nói. Giao thiệp với người nước ngoài cần phải có kiên nhẫn, đừng tỏ ra quá hấp tấp để họ cảm thấy chúng ta không hợp tác với họ là không được, sẽ bị họ ăn chắc. Kinh nghiệm học hỏi được về sau còn rất nhiều, 1 tỷ 500 triệu đô la thì có đáng là bao. Học phí của chúng ta bỏ ra cả 150 tỷ đô la ấy chứ. Cậu nói sao, cái gì 150 tỷ? Khâu Tự Phong hết sức kinh ngạc. Hạ Tưởng xúc động nhất thời. Nghĩ đến đời sau có rất nhiều chính quyền địa phương bị doanh nghiệp nước ngoài xoay vòng vòng, kết quả đã mất phu nhân lại thiệt quân, một mà không thu hút được vốn nước ngoài ngược lại còn bị doanh nghiệp nước ngoài quyết mất vốn vay, lừa lấy kỹ thuật, tổn thất nặng nề nên cũng có chút kích động. Cũng vì thái độ nóng vội của Thường Thanh Tùng khiến hắn có chút nóng giận, đàm phán ngay cả một chút điềm tĩnh cũng không có mà đàm phán cái gì. 1. Mời các bạn đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, đoạn Lưu Bị sang Đông Ngô cưới tôn phu nhân. Vốn là một việc hai bên đều có lợi, cũng không phải cầu xin cô Đắc bỏ vốn đầu tư vào. Cô Đắc cảm thấy có lợi thế, có lợi cho họ tự nhiên sẽ tự động đến, nếu không có lợi cho họ thì cho dù có cầu xin đến mấy họ cũng không bố thí cho một đồng. Người của mình có lúc quá nóng lòng muốn thành công, cũng có nhiều lúc cấp trên đem việc thu hút vốn đầu tư xem như chỉ tiêu và thành tích, phải thu hút bao nhiêu vốn đầu tư mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ. Vì để hoàn thành nhiệm vụ đừng nói đến lợi ích của công ty nhiều khi ngay cả lợi ích của quốc gia cũng bị bỏ mặc, chỉ cần mình có thể thăng chức là được. Không sao cả, chỉ thuận miệng nói thôi ha ha. Hạ Tưởng vội vàng giải thích nói. Tự Phong, cứ tin tôi, nếu thành công thì sẽ chạy không thoát, nếu không thành công thì có miễn cưỡng cũng không được. Khâu Tự Phong bán tín bán nghi, nhưng với tâm lý tin tưởng mù quáng vào Hạ Tưởng nên tạm thời nén nghi vấn trong lòng xuống. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng kêu Khâu Tự Phong và Thường Thanh Tùng thu dọn hành lý gọi một chiếc xe đến sân bay. Thường Thanh Tùng không hiểu, bất mãn nói. Phía bên Mỹ nói là đưa chúng ta ra sân bay, sao không chờ họ? Đi mà không chào tạm biệt rất không lễ phép. Chúng ta từ ngàn dặm xa đến đây đàm phán, họ không có thành ý thì thôi vậy. Chúng ta đi về bọn họ còn không nói lời nào để giữ lại như vậy là có lễ phép sao? Thương mại là thương mại. Không nên nói tình nghĩa với người Mỹ, và lại bọn họ cũng không nói tình nghĩa với chúng ta,
bọn họ chỉ nói đến lợi ích, nếu nói tình nghĩa với họ thì chúng ta đã để lộ điểm yếu. Thường Thanh Tùng không ủng hộ cách lý giải của Hạ Tưởng, nhưng cũng không có cách nào khác chỉ biết sầm mặt lại đi theo Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong ra sân bay, trong lòng oán trách Hạ Tưởng rất nhiều lần, chỉ trích hắn không có tài chỉ biết chơi bời. Giao thiệp với người Mỹ thì phải ăn nói nhỏ nhẹ mới đúng, dù gì người ta cũng là người bỏ vốn đầu tư. Hơn nữa nước Mỹ là một nước lớn, bất cứ một người nào đến Trung Quốc đều được người khác kính trọng. Hạ Tưởng hay thật, dựa vào đâu mà ra vẻ kênh kiệu với người Mỹ? Người Trung Quốc có khi nào cứng rắn trước mặt người Mỹ? Đúng là có hơi yếu đuối, có đầu tư là được. Bây giờ thì hay thật, lưng thì đứng thẳng rồi mà ví tiền lại ít đi. Đúng là không biết tính toán. Thường Thanh Tùng giận dỗi ngồi một bên, không thèm để ý đến Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong. Hôm qua cả đêm anh ta đã xin chỉ thị của Chủ tịch Dương. Chủ tịch Dương lại xin chỉ thị của Bí thư Tào rồi cuối cùng hồi âm lại với anh ta nói, mọi việc cứ theo sự sắp xếp của Hạ Tưởng dù kết quả thế nào cũng không ghi lỗi của anh ta. Dù là vậy nhưng anh ta vẫn không hiểu được sự cứng rắn của Hạ Tưởng. Người Mỹ muốn đầu tư, kẻ có tiền chính là đại gia, vì sao Hạ Tưởng lại ra vẻ cứ như hắn mới là đại gia vậy? Hạ Tưởng chính là thấy được các quan chức của đời sau trở thành cháu ngoan trong ngoại thương, kết quả là bị gạt đến mặt xám mày cho, bị đánh cho nát răng cũng phải nuốt vào bụng. Không phải hắn muốn cố ý tỏ ra cao quý, trong việc đầu tư không nên đấu trí với nhau. Hắn chính là muốn kiểm tra thành ý của phía bên Mỹ, đặt cược bằng tâm trạng nóng vội của cô Đắc và sự nóng lòng muốn đột phá tình hình trước mắt của họ. Còn 2 tiếng nữa máy bay mới cất cánh, Thường Thanh Tùng chán nản đứng lên muốn đi lòng vòng. Điện thoại reng, bắt lên nghe thì đó là nhân viên tiếp đón của phía bên Mỹ, vội vàng hỏi họ tại sao không ở khách sạn. Thường Thanh Tùng trả lời là đã đến sân bay, đang chuẩn bị lên máy bay, đối phương sốt ruột liền nói rất nhiều câu sorry. Sau đó dặn họ dù thế nào cũng đừng lên máy bay, phó tổng của Kodak sẽ lập tức đến sân bay để gặp họ. Sau khi cúp máy, Thường Thanh Tùng thấy Hạ Tưởng thanh thản ngồi ở ghế, mỉm cười với mình thì anh ta vẫn không hiểu buồn bực hỏi. Cô Đắc rốt cuộc là có ý gì đây? Họ đến đón chúng ta quay lại chứng tỏ việc chúng ta muốn quay về đã chạm đến điểm yếu của họ. Họ mua vé máy bay cho chúng ta là muốn thử chúng ta. Chúng ta đến sân bay họ nghĩ chúng ta đi thật, tự nhiên sẽ thấy khẩn trương. Chứng tỏ một điều họ cũng rất coi trọng việc góp vốn. Hạ Tưởng cười với vẻ tự đắc và có chút xúc động nói. Thường Thanh Tùng như nghe được điều gì đó ngạc nhiên hỏi. Sao, trưởng phòng Hạ? Chúng ta không phải về thật sao? Thật thật giả giả, đi thật đi giả ai có thể nói trước chứ? Hạ Tưởng bỏ mặc Thường Thanh Tùng với vẻ mặt ngơ ngác, xoay người đi ra phòng chờ. Phó Tổng Giám đốc điều hành của Kodak, Seo Tần đích thân ra mặt. Trước là nhân viên tiếp đón của Kodak lên tiếng xin lỗi vì đã hiểu lầm việc 3 người Hạ Tưởng muốn về nước. Thật ra Kodak thật lòng muốn cùng Đạt Phú hợp tác, chẳng qua là trong quá trình tiếp đón có chút hiểu lầm hy vọng mọi người bỏ qua cho. Thường Thanh Tùng thấy thái độ thành khẩn của Seo Tần, luôn miệng nói sorry thì có chút mềm lòng định lên tiếng đáp lại mềm mỏng. Hạ Tưởng liền giành nói trước. Ngài Seo Tần kính mến, thật ra chúng tôi vội vã trở về cũng không phải vì phía ông không có thành ý mà là tổng bộ của chúng tôi đã bước đầu tiếp xúc với Fuji của Nhật Bản và cũng có ý hợp tác. Nói thật Fuji không những có kỹ thuật mà có thực lực cũng mạnh không kém phía bên ông, và lại Fuji có tầm nhìn xa hơn phía bên ông. Seo Tần ngạc nhiên. Tỏ ra khó hiểu nhìn Thường Thanh Tùng, Thường Thanh Tùng định cong lưng giải thích thì bị Khâu Tự Phong bước đến ngăn lại, Khâu Tự Phong tiếp lời của Hạ Tưởng. Trung Quốc và Nhật Bản là nước láng giềng, cùng là người da vàng, có nhiều tiếng nói chung, tôi đoán không chừng tổng bộ rất nhanh sẽ ký hợp đồng hợp tác với Fuji. Seo Tần bán tín bán nghi, lại không dám lơ là mời 3 người họ quay lại khách sạn tiếp tục bàn bạc. Trên đường Hạ Tưởng nói với Thường Thanh Tùng. Phó Tổng Thường. Đừng thấy người Mỹ nói xin lỗi là nghĩ họ thật lòng xin lỗi, mỗi người họ mỗi ngày đều nói rất nhiều câu xin lỗi, thực tế không có bao nhiêu câu là thật lòng, cũng giống như chúng ta gặp mặt là hỏi ăn cơm chưa. Chỉ là thuận miệng hỏi thôi chứ anh có ăn hay chưa tôi không quan tâm. Người Mỹ nói xin lỗi cũng có ý nghĩa như vậy, nếu anh nghĩ là thật thì đã bị mắc lừa rồi. Thường Thanh Tùng muốn nói gì đó định mở miệng rồi lại quay đầu sang nơi khác, rõ ràng là vẫn không phục. Hạ Tưởng ngán ngẩm cười, người nước ta tại sao lại nghĩ là phải kém người khác một bậc thì mới thu hút được đầu tư nước ngoài. Đối phương nếu cảm thấy có lợi thì tự nhiên sẽ đến,
nếu cảm thấy không có triển vọng thì dù anh có quỳ trước mặt thì họ cũng không bỏ tiền ra. Người Mỹ là người thực tế nhất thế giới, đàm phán với họ chỉ cần nói lợi ích là được, không cần nói tình nghĩa. Ngay cả hàng xóm phát ra chút tiếng ồn họ cũng báo cảnh sát, đừng có mơ họ nói tình nghĩa với người Trung Quốc như mình. Tỉnh táo lại đi. Ngồi vào bàn đàm phán, Hạ Tưởng liền ngồi bên cạnh Thường Thanh Tùng chuẩn bị đưa ra những đề xuất bổ sung mấu chốt bất cứ lúc nào. Thường Thanh Tùng đã được Khâu Tự Phong dặn dò rất kỹ nên cũng không dám lơ là. Trước tiên là đề xuất bỏ 500 triệu ra mua 20% cổ phần. Không ngờ vẻ mặt tươi cười của Seo Tần khi vừa ngồi vào bàn đàm phán liền thay đổi như một người khác, vừa nghe Thường Thanh Tùng nói liền lắc đầu nói chẳng câu no. Thường Thanh Tùng bày sự thật ra giảng giải, trình bày ưu thế của Đạt Phú và khiếm khuyết của Kodak. Seo Tần liền trả đũa chỉ trích thiết bị của Đạt Phú lạc hậu, kỹ thuật cổ lỗ sĩ, quản lý không tốt, người nhiều hơn việc vân vân. Dù sao cũng là có qua có lại, tranh cãi gay gắt. Hạ Tưởng chờ so chiêu xong hiệp một mới chậm rãi mở miệng nói. Ngài Seo Tần, ông nghĩ sao về việc bây giờ chuộng máy ảnh kỹ thuật số? Seo Tần sửng sốt, không ngờ Hạ Tưởng đột nhiên thay đổi đề tài liền hỏi ngược lại. Câu hỏi này không liên quan đến việc chúng ta đàm phán, tôi không trả lời. Có liên quan rất lớn. Hạ Tưởng cười nói. Bên Fuji nói nếu Đạt Phú quyết định cùng Fuji hùn vốn, Fuji sẽ bổ sung thêm một số vốn để xây một dây chuyền sản xuất máy ảnh kỹ thuật số ở thành phố Bảo, và lại còn nhập một số tiền lớn vào việc nghiên cứu kỹ thuật của máy ảnh kỹ thuật số để đối phó với trào lưu kỹ thuật số sắp tới. Seo Tần đưa một ngón tay ra đưa qua đưa lại trước mặt. Máy ảnh kỹ thuật số chỉ mới trỗi dậy nhưng nó không thể thay thế vị trí của máy ảnh truyền thống, tính theo hướng lạc quan chỉ có thể chiếm 1/3 thị trường máy ảnh. Kodak đã phỏng đoán sai lầm việc trỗi dậy của máy ảnh kỹ thuật số nên mới thất bại trong làn sóng kỹ thuật số, thậm chí rơi xuống thương hiệu cấp thấp. Hạ Tưởng đã đoán trước được thái độ của Seo Tần, ha hả cười, đưa hai ngón tay ra nói. Tôi lại nghĩ máy ảnh kỹ thuật số có thể hoàn toàn thay thế máy ảnh truyền thống, chiếm 100% thị trường. Seo Tần sửng sốt, sau đó cười ha hả. Không, không, cách nhìn của anh hoàn toàn sai lầm nghiêm trọng khi phân tích thị trường. Thị trường máy ảnh truyền thống dù bị tấn công, nhưng máy ảnh kỹ thuật số có rất nhiều hạn chế, ở trong mắt nhiếp ảnh gia, máy ảnh kỹ thuật số chỉ là một món đồ chơi. Chương 434, gặt hái thành quả. Vậy xin được hỏi ông Seo Tần, năm xưa Nhật Bản phát minh đồng hồ Thạch Anh, lúc đó người Thụy Sĩ đã rẻ bỉu đồng hồ Thạch Anh, cho rằng đây chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, hoàn toàn không có tính nghệ thuật và công nghệ, chẳng thể tấn công được đồng hồ đeo tay điện tử truyền thống. Nhưng sự thật lại trái ngược với kết luận của người Thụy Sĩ, đồng hồ Thạch Anh vừa ra đời liền rất được ưa chuộng, trong khoảng thời gian ngắn đã chiếm lĩnh hơn phân nửa thị trường, khiến người Thụy Sĩ phải thay đổi chiến lược cũng đi vào nghiên cứu đồng hồ Thạch Anh. Vậy xin hỏi cách nhìn của ông về việc này? Hạ Tưởng chậm rãi hỏi. Seo Tần nghẹn lời, không nói được lời nào. Cho dù Hạ Tưởng không thích Nhật Bản, nhưng trí thông minh của người Nhật khiến người ta phải khâm phục. Họ phát minh ra đồng hồ Thạch Anh khiến cho vương quốc đồng hồ Thụy Sĩ như gặp phải kẻ thù lớn, bắt buộc phải nghênh chiến. Họ phát minh ra mì ăn liền tiêu thụ toàn cầu, tiện lợi cho rất nhiều người. Thành tựu của họ trên sản phẩm kỹ thuật số gần như trở thành quy tắc chung cho tất cả các ngành sản xuất, cho dù là màn hình tinh thể lỏng hay máy ảnh kỹ thuật số, thậm chí các loại đồ dùng gia dụng cũng là tốt nhất thế giới, không khỏi khiến người khác phải thán phục kỹ thuật và năng lực chế tạo của Nhật Bản. Làn sóng máy ảnh kỹ thuật số hoàn toàn chính là dưới sự thúc đẩy của một vài nhà máy Nhật Bản mà phát triển trên toàn cầu. Nước Mỹ cũng không ngoại lệ, đều bị tính thực dụng, dễ sử dụng và tiện lợi của máy ảnh kỹ thuật số hấp dẫn, nhanh chóng vứt bỏ máy ảnh truyền thống. Tôi cho rằng trong tương lai không xa, máy ảnh kỹ thuật số cùng với máy tính sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Thị trường của máy ảnh truyền thống sẽ dần thu hẹp lại, công nghiệp phim nhựa cũng sẽ trở thành lỗi thời, triển vọng không ổn. Và Trung Quốc cũng vì các nguyên nhân khác nhau, sẽ trở thành nhà máy của cả thế giới, Kodak nên nắm lấy cơ hội cùng Đạt Phú bắt tay nhau tiến vào trào lưu máy ảnh kỹ thuật số sắp tới, chiếm một vị trí có lợi, tăng cường nghiên cứu kỹ thuật chế tạo dòng máy ảnh kỹ thuật số đời mới. Hạ Tưởng đã tung ra quả bom hạng nặng của hắn, hắn cũng biết trong nội bộ của Kodak đã có rất nhiều tranh luận về việc máy ảnh kỹ thuật số có thể thay thế máy ảnh truyền thống hay không. Hắn như châm dầu vào lửa, nhân cơ hội đưa ra ý kiến của hắn. Canon, Nikon và Sony là những nhà sản xuất máy ảnh lâu đời của Nhật Bản,
họ đều bỏ ra một số vốn rất lớn để nghiên cứu chế tạo máy ảnh kỹ thuật số, họ cá cược máy ảnh kỹ thuật số có thể thay thế máy ảnh truyền thống. Thị trường máy ảnh truyền thống của Kodak còn có thể cạnh tranh với các thương hiệu Nhật Bản. Nhưng so với máy ảnh kỹ thuật số thì lạc hậu hơn rất nhiều. Đạt Phú đã nhạy bén nắm bắt được thị trường máy ảnh truyền thống sẽ bị thu hẹp và kéo theo thị trường phim nhựa cũng bị thu hẹp. Bây giờ họ đã đầu tư sức người sức của để xây dựng dây chuyền sản xuất máy ảnh kỹ thuật số và màn hình tinh thể lỏng. Tiếp theo Hạ Tưởng so sánh thị trường hiện tại, ưu khuyết điểm của máy ảnh kỹ thuật số và máy ảnh truyền thống, cuối cùng đưa ra kết luận máy ảnh kỹ thuật số sẽ thắng chắc, đồng thời hiện giờ màn hình máy tính CRT và màn hình tinh thể lỏng đang tiến hành so sánh kỹ thuật và phân tích thị trường. Do đã đính thân trải nghiệm trong tương lai và tận mắt nhìn thấy sự cạnh tranh khốc liệt vô tình như sóng dữ của thị trường, Hạ Tưởng rõ hơn ai hết về xu thế phát triển trong tương lai nên giảng giải cũng rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu khiến người khác phải thán phục, không chỉ ví dụ tỉ mỉ, đối với các tham số kỹ thuật đều thuộc như lòng bàn tay, và lại phân tích thị trường cũng rất tốt, ngay cả Selton sau khi nghe xong cũng gật đầu liên tục. Tiếng Anh của Hạ Tưởng không được tốt, sau một hồi thao thao bất tuyệt thì giao cho phiên dịch, có nhiều thuật ngữ dịch cũng không chính xác, Hạ Tưởng ngồi bên bổ sung. Thuật ngữ chuyên nghiệp luôn luôn làm nổi bật được nét chính, khi đến tai Selton thì ông ta không khỏi nhìn Hạ Tưởng với cặp mắt khác. Ông ta vốn nghĩ Hạ Tưởng chỉ là một tên quan chức bình thường, ông ta từng tiếp xúc qua rất nhiều quan chức như vậy, hoàn toàn không biết gì về kỹ thuật và thị trường nhưng lại thích phát biểu những lời sáo rỗng, kém cỏi. Một hồi diễn thuyết lưu loát của Hạ Tưởng đã trực tiếp đánh vào lựa chọn của Selton vốn chưa biết quyết định thế nào. Selton ở lập trường trung gian. Ông ta nghĩ trong tương lai máy ảnh kỹ thuật số có thể sánh ngang hàng với máy ảnh truyền thống. Nhưng trong nội bộ của Kodak đa số người lại cho rằng vị trí của máy ảnh truyền thống không thể lung lay. Lần này bỗng nhiên nghe được Hạ Tưởng phân tích về thị trường tường tận như vậy, so sánh với những báo cáo của các chuyên gia phân thị trường của Kodak thì còn xuất sắc hơn gấp 10 lần, khiến ông ta liền thấy kính nể Hạ Tưởng. Người Mỹ rất kính trọng những người có thực lực. Sau khi Hạ Tưởng nói xong Selton là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, liên tục tán thưởng. Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Hạ tiên sinh, tôi có một yêu cầu không biết anh có đồng ý hay không. Tôi muốn mời anh đến trụ sở chính của Kodak làm khách, đích thân gặp mặt ngài chủ tịch. Tôi tin những lời lẽ đặc sắc của cậu sẽ làm cho ngài chủ tịch xúc động, và cũng sẽ tác động vào suy nghĩ của rất nhiều thành viên ban giám đốc. Hạ Tưởng cũng đứng dậy tỏ ý cảm ơn. Nếu ngài Selton đã có thành ý tôi sẽ chấp nhận lời mời của ông. Trong lòng hắn như bỏ được cục đá nặng, khiến Selton cảm động có thể được gặp mặt chủ tịch thì cũng như đã bước được một bước tiến thành công. Dù sao muốn thuyết phục quan niệm bảo thủ của Kodak cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Hạ Tưởng có lý do để tin rằng, dựa vào kinh nghiệm của hắn trong tương lai và đã đích thân trải nghiệm chỉ cần hắn đem tình hình thị trường tương lai nói ra như là một dự đoán tương lai thật sự. Vì thật sự mang đến kinh ngạc thì chắc chắn có thể làm ngài chủ tịch và các chuyên gia phân tích thị trường của Kodak cảm động. Cũng chính vì là sự thật nên cách nói của hắn mới tỉ mỉ, xác thực khiến người khác tin mà không chút nghi ngờ. Một cuộc đàm phán bỗng trở thành buổi diễn thuyết của Hạ Tưởng khiến Thường Thanh Tùng chuẩn bị không kịp. Nhưng những phân tích về thị trường và hiểu biết về kỹ thuật của Hạ Tưởng khiến Thường Thanh Tùng rất kinh ngạc, lúc này anh ta mới biết thì ra Hạ Tưởng quả thật có tài chứ không phải một tên quan chức bất tài. Sự hiểu biết của Hạ Tưởng về thị trường phim như hiện tại, phân tích tương lai của máy ảnh kỹ thuật số, dự báo về sự phát triển màn hình tinh thể lỏng LCD v.v. Không cái nào không khiến Thường Thanh Tùng phải thán phục, không cần biết kết luận của Hạ Tưởng có đúng hay không, chỉ riêng tri thức lý luận phong phú của hắn và hiểu biết sâu về thị trường đều không kém anh ta, có một số chỗ thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chờ Selton đi khỏi, Thường Thanh Tùng đi đến trước mặt Hạ Tưởng ấp úng nói. Trưởng phòng Hạ, trước đây tôi đã hiểu lầm anh, thật xin lỗi. Hạ Tưởng cũng biết Thường Thanh Tùng vốn xuất thân là một kỹ thuật lại là phó tổng, về cơ bản là có cả sự cứng nhắc của một nhân viên kỹ thuật và có cả sự ứng biến của một cán bộ, không phải người xấu nhưng trong quan trường không thể duy trì ý kiến riêng, chỉ cười nói. Không sao, cũng đều vì mục đích chung, chỉ là tôi có mục tiêu quá cao, còn phó tổng Thường thì nghĩ đến trước mắt. Hiện giờ chúng ta tìm đến cái chung gác bất đồng lại. Cố gắng tạo một kết quả vừa ý. Ngày hôm sau ba người họ cùng đến trụ sở chính của Kodak và gặp được chủ tịch Smith của Kodak. Lần này Hạ Tưởng đã chuẩn bị đầy đủ, chậm rãi trình bày về việc sau này máy ảnh truyền thống sẽ bị máy ảnh kỹ thuật số chiếm mất thị trường như thế nào, phim nhựa bị ế ẩm như thế nào, v
và màn hình tinh thể lỏng LCD trong vòng 2-3 năm tới sẽ đánh bại hoàn toàn CRT như thế nào. Dùng những lời lẽ sinh động thực tế cứ như đang kể chuyện để nói với Smith. Cùng có mặt với Smith ngoài Shelton ra còn có vài thành viên ban giám đốc và chuyên viên phân tích thị trường. Hạ Tưởng đã liên tục nói hơn 2 tiếng, chủ yếu dừng lại nửa chừng để chờ phiên dịch xong rồi mới nói tiếp. Diễn thuyết xong, Smith là người đầu tiên vỗ tay, mọi người cũng đứng dậy đến hỏi han Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong và Thường Thanh Tùng thấy Hạ Tưởng được tiếp đón long trọng như vậy cũng thấy rất vui, nghĩ là sự việc đã thành. Hạ Tưởng cũng biết người Mỹ vỗ tay khen là tỏ ra tán thưởng, nhưng không chắc là tỏ ra đồng ý với cách nhìn của anh, hắn biết sự việc không đơn giản như vậy nhưng ít nhất bước đầu cũng đã thành công. Sau đó, các thành viên ban giám đốc và chuyên viên phân tích thị trường đã đặt nhiều câu hỏi với Hạ Tưởng, trong đó có vài vấn đề rất gai góc khắt khe, nhưng Hạ Tưởng chẳng thể nào không có lòng tin và sức thuyết phục của sự thật mình đã tận mắt nhìn thấy. Hắn ung dung trả lời, bình tĩnh tự nhiên. Tất cả câu trả lời đều khiến người khác vừa lòng, cuối cùng khiến những người có mặt đều không còn lời nào để nói. Nhưng Smith không tỏ ra thái độ gì về bài diễn thuyết của Hạ Tưởng, chỉ cho người bố trí 3 người họ đi dùng bữa, sau đó bắt đầu họp kín. Hạ Tưởng cũng biết cần thời gian cho cô Đắc tiêu hóa, hắn cũng không vội liền cùng Khâu Tự Phong bàn bạc chuẩn bị đi San Francisco thăm Liên Nhược Hạm. Khâu Tự Phong trong lòng hơi thiếu tự tin. Cậu đi rồi. Tôi và Thường Thanh Tùng làm sao đối phó bọn người Mỹ được? Cậu không nói tôi còn không suy nghĩ kỹ, cậu nói rồi nghĩ lại thấy bọn người Mỹ không dễ đối phó, một là một, hai là hai, không như chúng ta cứ nói tình nghĩa, họ trở mặt là không biết ai cả. Hạ Tưởng liền cười. Nước Mỹ là một nước hiện thực coi trọng thực lực, không nói những lời nói suông, không nói tình nghĩa, tất cả xem lợi ích là lớn nhất. Hai người cũng không cần sợ họ, chỉ cần giữ thái độ đúng mực là được rồi. Bọn họ cũng dễ tiếp xúc thôi. Cứ tin tôi, tâm trạng nóng lòng muốn hùn vốn của họ cũng không kém gì chúng ta. Nhưng bây giờ họ vẫn lạc hậu hơn Fuji và các nhà máy ở Nhật Bản về mặt máy ảnh kỹ thuật số. Bây giờ thị trường phim nhựa đang thu nhỏ lại cho nên họ mới nóng lòng muốn mở cửa vào Trung Quốc. Nói thật, tôi nghĩ nếu Kodak không đồng ý điều kiện của chúng ta thì chấm dứt đàm phán. Sau khi về sẽ tiến hành tiếp xúc chặt chẽ với Fuji, Kodak sẽ chủ động tìm đến chúng ta. Hạ Tưởng có dự đoán trước Kodak sẽ bị thị trường đào thải. Tuy là bây giờ có vị trí anh cả nhưng đã là chuyện xưa. Đối với một người biết trước tương lai của Kodak, trong mắt hắn, Kodak không có gì đáng để nể sợ, ngược lại ý kiến của hắn rất có lợi cho Kodak. Fuji và Đạt Phú vẫn luôn duy trì mối quan hệ mật thiết, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, Đạt Phú vẫn có vẻ nghiêng về muốn hợp tác với Kodak hơn. Hạ Tưởng nghĩ nếu Kodak vẫn giữ khư quan niệm máy ảnh truyền thống không đầu tư vào máy ảnh kỹ thuật số và màn hình tinh thể lỏng thì chi bằng không hợp tác, chuyển sang hợp tác với Fuji. Vì Fuji không những có hứng thú với máy ảnh kỹ thuật số mà còn muốn nhúng tay vào màn hình tinh thể lỏng LCD. Trong tương lai tuy rằng Kodak và Đạt Phú đã hợp tác thành công nhưng sau đợt sóng kỹ thuật số, Đạt Phú vẫn bị thị trường nhẫn tâm vứt bỏ. Sau khi phim nhựa trong thị trường dân dụng hoàn toàn bị thua lỗ thì Đạt Phú cũng rút khỏi tầm mắt của mọi người, sau đó phát triển theo hướng nào Hạ Tưởng cũng không rõ. Cho nên trong kế hoạch lâu dài của Hạ Tưởng, bây giờ thu hút vài trăm triệu đô la vốn nước ngoài của Kodak, về ngắn hạn thì xem như là đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài, về lâu dài là bóp chết con đường phát triển trong kiếp trước của Đạt Phú, lợi nhiều hơn hại. Kodak đồng ý thì tốt, còn không đồng ý điều kiện của hắn thì đành thôi, hai bên giải tán. Cũng chính là vì ôm tâm trạng có đường thoái lui nên Hạ Tưởng cũng không cần đặc biệt để ý đến thái độ của Kodak. Hắn khuyên Khâu Tự Phong. Hợp tác với Kodak không thành, tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm về càng nhiều vốn đầu tư ở những nơi khác cho anh hơn. Chỉ đơn giản là bán cổ phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài đối với Đạt Phú chỉ là lợi ích trong thời gian ngắn. Về lâu dài Đạt Phú không chỉ cần vốn, còn phải thay đổi chế độ và phải chuẩn bị trước để nghênh đón sự biến đổi lớn của thị trường. Chuyển đổi hình thức thành công mới có đường ra. Đạt Phú không có kỹ thuật để sản xuất máy ảnh kỹ thuật số và màn hình tinh thể lỏng LCD, Kodak thì có, Kodak bây giờ có thực lực về kỹ thuật nhưng không có nhận thức về thị trường. Đạt Phú ở trong nước là thương hiệu được nhiều người biết đến, lại có ưu thế về giá cả và thị trường, đối với Kodak chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc là cũng như đặt một chân vững chắc ở châu Á. Bây giờ mọi công việc chuẩn bị đã làm xong, chỉ chờ gặt hái thành quả. Hạ Tưởng vẫn bay đến San Francisco vì nhận được thông báo của Kodak là cần thời gian 3 ngày mới có thể trả lời chính thức. Liên Nhược Hạm sắp đến ngày sinh,
hắn phải đến đó. Trước khi đi Hạ Tưởng dặn dò Khâu Tự Phong cứ giữ chặt điều kiện, không nhượng bộ. 1.500.000.000 đô la vốn đầu tư để bán 30-40% cổ phần, cô Đắc còn phải chịu trách nhiệm đầu tư dây chuyền sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD, đầu tư phòng nghiên cứu máy ảnh kỹ thuật số. Từ nay về sau hướng phát triển chỉ tập trung sản xuất máy ảnh kỹ thuật số và màn hình tinh thể lỏng là chính. Nếu không đồng ý điều kiện trên là chấm dứt đàm phán. Khâu Tự Phong đã có được lời hứa của Hạ Tưởng về việc của cô Đắc nhất định sẽ thành, cũng do có lòng tin đối với Hạ Tưởng nên đã đồng ý. Không tin Hạ Tưởng cũng không được, cứ như chuyện gì hắn cũng biết, tuy không biết về các vấn đề kỹ thuật chuyên nghiệp nhưng bài diễn thuyết của hắn có thể khiến cho chủ tịch của cô Đắc vỗ tay khen hay, chuyên viên phân tích thị trường của cô Đắc cũng không làm khó được hắn, Khâu Tự Phong phát hiện Hạ Tưởng còn tài hoa hơn cả trong trí tưởng của mình. Khâu Tự Phong cũng cảm thấy mình không bằng. Sự hiểu biết về kỹ thuật và phân tích thị trường, trình độ hiểu biết và lý luận chuyên nghiệp, nắm bắt chuẩn xác mạch đập của thị trường của Hạ Tưởng là những khả năng phong phú mà mình không thể tưởng tượng được. Đến giờ Khâu Tự Phong mới hiểu y và Hạ Tưởng chênh lệch nhau rất nhiều. Hạ Tưởng không chỉ hơn y một bậc về mặt đối nhân xử thế mà con mắt nhìn trong lĩnh vực kinh doanh cũng là mức độ cao mà y không thể đạt tới được. Khâu Tự Phong tự cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng trở thành bạn của Hạ Tưởng, nếu không sẽ là tổn thất nặng nề của y. Sau này nhà họ Khâu được Hạ Tưởng giúp đỡ thì trong việc quyết định chiến lược trong các dự án lớn sẽ bớt được rất nhiều đường vòng. Hạ Tưởng một mình bay đến San Francisco, vừa xuống máy bay là phóng thẳng đến bệnh viện. May là vẫn còn kịp, Liên Nhược Hạm chỉ mới bắt đầu đau bụng sinh, vẫn chưa đưa vào phòng sinh. Liên Nhược Hạm mập hơn một chút, ôm cái bụng to khó khăn nằm lên giường. Tuy mất đi vóc dáng ngày xưa nhưng hào quang của bản năng người mẹ cũng khiến cô rất quyến rũ. Vệ tân ở bên nắm chặt tay cô luôn miệng an ủi, động viên cô. Hạ Tưởng vất vả mệt mỏi đi vào. Liên Nhược Hạm nằm trên giường vốn rất kiên cường vừa thấy bóng dáng của hắn liền khóc nức nở, nắm lấy cái gối ném đi, oán trách nói. Anh còn biết đến sao? Nếu không đến nữa em sẽ bỏ anh luôn. Em hận anh, Hạ Tưởng chết tiệt. Hạ Tưởng thối tha. Liên Nhược Hạm ở phòng đơn, dù cho cô có la mắng cũng không có ai nhìn thấy, nhưng có mặt vệ tân, Hạ Tưởng cũng hơi ngại. Hắn bắt lấy cái gối, cười hi hi nói. Anh còn sống đây và cũng rất thơm, lúc nãy em mắng là không đúng rồi, anh xem như là chưa nghe thấy vậy. Đến bên giường nhẹ nhàng đặt chiếc gối phía sau Liên Nhược Hạm, xoa tóc cô, hắn tha thiết nói. Mẹ đứa nhỏ. Anh từ nửa vòng trái đất đến đây chính là vì ở bên cạnh em trong lúc em cần anh nhất, hy vọng có sự kề bên ấm áp của anh, hai mẹ con em có thể mẹ tròn con vuông. Liên Nhược Hạm vừa giận vừa cười. Khó nghe quá, không được gọi là mẹ đứa nhỏ. Được rồi mẹ đứa nhỏ. Hạ Tưởng lại chọc Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm cười lại dẫn đến đau bụng. Em giận là vì anh khiến em phải chịu tội trong 10 tháng, anh thì chẳng có chuyện gì cả. Anh nói xem anh phải làm gì cho em vui đây. Lát nữa anh sẽ mua một bộ áo giáp mặc vào để thử cảm giác trên người nặng thêm 10 mấy cân được không? Anh có bị gì không? Thật là tức chết, bây giờ không nghĩ được cách để chỉ anh, chờ sau khi em sinh con xong mới tính tiếp. Liên Nhược Hạm vừa dứt lời liền cảm thấy một cơn đau dữ dội không thể nhịn được kêu lên. Hạ Tưởng vội vàng la lên. Bác sĩ, thầy thuốc, tiến sĩ mau đến đây. Liên Nhược Hạm lại bị hắn chọc cười. Anh kêu lung tung gì vậy? Đừng gây chuyện. Anh đâu có gọi lung tung, anh sợ họ nghe không hiểu. Trong tiếng Anh, bác sĩ và tiến sĩ chẳng phải dùng chung một từ sao. Anh chỉ muốn cường điệu một chút để họ đừng phản ứng chậm chạp. Vệ tân vốn im lặng ngồi một bên cuối cùng cũng không nhịn được cười. Anh nói tiếng Trung Quốc, họ làm gì biết phân biệt giữa bác sĩ và tiến sĩ chứ? Liên Nhược Hạm còn muốn cười thì có vài y tá vào kiểm tra liền đưa cô vào phòng sinh. Hạ Tưởng vẫn không quên cổ vũ Liên Nhược Hạm. Cố lên, tất thắng. Ở phòng bệnh của Mỹ, sinh em bé Trung Quốc. Vừa nói hai câu liền bị y tá trừng mắt nhìn khiến Hạ Tưởng vội vàng im miệng lại. Liên Nhược Hạm vừa đi, trong phòng chỉ còn lại vệ tân. Hạ Tưởng nghĩ đến vệ tân luôn chăm sóc cho Liên Nhược Hạm trong lòng thấy rất cảm kích. Những cuộc gặp gỡ trong đời người rất kỳ diệu. Kiếp trước vệ tân luôn chăm sóc hắn, ở bên cạnh hắn, bây giờ lại chăm sóc cho Liên Nhược Hạm. Có vệ tân ở bên cạnh Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng cũng rất yên tâm vì hắn biết rõ sự tỉ mỉ và chu đáo của vệ tân, ngay cả Tào Thù Lê cũng không thể sánh bằng cách quan tâm từng ly từng tí đối với người khác của vệ tân. Cảm ơn em, vệ tân.
thật vất vả cho cô. Hạ Tưởng chân thành nói. Không cần cảm ơn em, do em tự nguyện chăm sóc chị Liên. Ở cùng chị ấy lòng em rất kiên định, luôn cảm thấy chị ấy như người thân của em vậy. Vệ Tân cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng xúc động, một cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy trong lòng. Còn nhớ đời sau, khi ở bên Vệ Tân, sự quan tâm của cô luôn khiến hắn cảm thấy rất ấm áp và thoải mái. Hạ Tưởng vẫn yên tâm hưởng thụ sự dịu dàng và chăm sóc của Vệ Tân, nhưng lại không nghĩ đến sẽ cùng cô sống chung quãng đời còn lại. Cho đến một ngày bỗng nhiên hắn áy náy, hỏi Vệ Tân một câu. Anh không cưới em, sao em lại tốt với anh như vậy? Vệ Tân lúc đó rưng rưng nước mắt. Em cũng không biết, có lẽ em không hiểu sao lại yêu anh, lúc nào cũng cảm thấy anh giống như người thân của em vậy. Chuyện xưa cứ hiện ra như vừa xảy ra ngày hôm qua, Hạ Tưởng nói với Vệ Tân. Sau này anh và Liên Nhược Hạm sẽ xem em như là em gái. Chương 435, hạnh phúc của Hạ Tưởng. Vệ Tân chỉ nhẹ nhàng, một tiếng rồi không nói thêm về việc này và nói. Chị Liên rất dũng cảm, kiên trì không sinh mổ, em rất phục chị ấy. Hạ Tưởng nhớ đã nghe Liên Nhược Hạm nói qua sinh mổ sẽ để lại vết sẹo ở bụng không đẹp. Đương nhiên đây không phải lý do cơ bản mà Liên Nhược Hạm kiên trì không sinh mổ. Liên Nhược Hạm tin rằng đứa bé được sinh tự nhiên sẽ thông minh, khỏe mạnh hơn và cũng hợp với quy luật tự nhiên. Hạ Tưởng tôn trọng lựa chọn của cô. Vệ Tân nói liên miên về mọi chuyện của Liên Nhược Hạm chờ sinh ở Mỹ cho Hạ Tưởng nghe, nói rất chi tiết, mỗi lần cảm cúm mỗi lần khó chịu cô đều nhớ rất rõ. Ưu điểm lớn nhất của Vệ Tân là cẩn thận, cũng chính vì tính tỉ mỉ nên đã đan kết thành một tấm lưới tình yêu kín đến không có kẽ hở, giữ gìn Hạ Tưởng ở trong đó. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân làm cho Hạ Tưởng vẫn cứ muốn thoát ra. Bây giờ lại một lần nữa cảm nhận được sự tỉ mỉ của Vệ Tân, Hạ Tưởng chỉ biết cảm động. Hai người trò chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ thì nghe được tiếng khóc oa của đứa bé. Tiếng khóc to khỏe, Hạ Tưởng rất vui. Đứa bé ra đời rồi. Liên Nhược Hạm được đưa ra khỏi phòng sinh, vẻ mặt mệt mỏi nhưng đầy vẻ hạnh phúc, trong lòng đang ẵm một đứa bé còn đỏ hòn, đầu rất nhiều tóc, mập mạp tròn ú đang nằm trong lòng cô, lâu lâu lại khóc một tiếng dúi đầu qua lại như muốn bú sữa. Hạ Tưởng bước đến muốn ẵm lại không dám ẵm, nhìn sinh linh bé nhỏ đó là con của mình và cũng là kết tinh của hắn cùng Liên Nhược Hạm, trong lòng bỗng chốc ngập tràn tình yêu thương. Xúc động hết nửa ngày mới nói được một câu. Con trai, suy cho cùng con là người Trung Quốc, tuy là được sinh ra ở Mỹ nhưng tiếng khóc vừa chào đời của con chính là tiếng Trung Quốc. Mấy cô y tá tóc vàng mắt xanh cũng bật cười, trong đó có một cô thân hình đầy đặn rất gợi cảm nói. Chồng của chị nói chuyện thật khôi hài, tiếng trẻ con khóc đều như nhau cả, không thể phân biệt được là tiếng Mỹ hay tiếng Trung Quốc. Liên Nhược Hạm ôm siết con trong lòng, vẻ mặt say đắm, ánh mắt chỉ nhìn vào sinh linh bé bỏng, một lúc sau mới quay sang nhìn Hạ Tưởng nói. Sau này em có con là đủ rồi, về cơ bản anh đối với em mà nói thì không còn quan trọng nữa rồi. Hạ Tưởng xấu hổ nói. Qua cầu rút ván, lòng dạ phụ nữ là độc ác nhất, đứa nhỏ cũng có một nửa là của anh, em đừng hòng độc chiếm, tên anh cũng nghĩ sẵn rồi, gọi là Hạ Liên. Không, gọi là Liên Hạ, không để con mang họ Hạ mà cho con theo họ của em, nếu không thì anh lời quá rồi còn gì. Liên Nhược Hạm vẫn còn sức lực tranh luận cùng Hạ Tưởng. Cô y tá gợi cảm lại nói. Ông Hạ, địa vị của người phụ nữ Trung Quốc cao thật, còn hơn cả người Mỹ chúng tôi. Người phụ nữ Mỹ mà lập gia đình thì sẽ đổi thành họ của chồng, còn người phụ nữ Trung Quốc không những không cần đổi họ mà còn để con theo họ của mình nữa, quả là hay thật. Hạ Tưởng vẻ mặt nặng trĩu gật đầu. Là một nạn nhân của việc giải phóng phụ nữ quá mức, tôi đã lĩnh hội rất sâu sắc. Phụ nữ được giải phóng, đàn ông sẽ bị thiệt thòi. Đó là một bài học sâu sắc. Vừa nói xong Hạ Tưởng mới nhận ra là không đúng, vì những gì hắn và Liên Nhược Hạm nói lúc nãy đều dùng tiếng Trung Quốc, cô y tá gợi cảm làm sao nghe hiểu. Nghĩ lại, cô y tá gợi cảm khi nói đã dùng tiếng Trung Quốc thì mới tỉnh ra thì ra người ta biết nói tiếng Trung Quốc. Về vấn đề mang họ nào thì tạm thời gác lại, Hạ Tưởng cứ ở bên cạnh Liên Nhược Hạm chính tay đút cơm cho cô ăn, cũng là lần đầu tiên Hạ Tưởng đút cơm cho một người phụ nữ. Cảm giác có hơi lạ nhưng trong lòng ngập tràn sự ấm áp. Người phụ nữ mà mình yêu thương nhất đã sinh cho mình một người nối dõi, là đứa con đầu tiên trong cả kiếp trước và kiếp này. Hắn rất vui,
định là ẵm đứa bé lên hôn vài cái nhưng lại bị y tá bổng đi nói là trong vòng 3 ngày không được ở cùng với mẹ, không còn cách nào khác đành theo sự sắp xếp của bệnh viện. Vệ tân đứng một bên thấy sự thắm thiết của hai người cũng có hơi vô vị nên kiếm cớ ra khỏi phòng. Vệ tân vừa rời khỏi Hạ Tưởng liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Khi hắn đút cơm cho Liên Nhược Hạm thì luôn nhớ đến cảnh vệ tân đút cơm cho hắn trước đây. Bây giờ cảnh còn người mất nhưng ký ức vẫn còn, nếu không có áp lực mới là lạ. Liên Nhược Hạm an tâm mà hưởng thụ sự hầu hạ của Hạ Tưởng, vừa ăn vừa suy nghĩ nói. Anh cũng đừng trách em muốn cho con theo họ Liên. Thật ra em cũng vì nghĩ cho anh thôi, nếu mang họ Hạ thì ông nội sau khi biết chuyện sẽ dễ dàng điều tra ra ba của nó là ai. Nếu mang họ Liên, em không nói ra thì ông ấy cũng không có cách. Hạ Tưởng lấy khăn giấy ra lau miệng cho Liên Nhược Hạm rồi nói. Anh hiểu ý của em, cứ làm theo ý của em đi. Nhưng dù sao cũng là đứa con trai đầu lòng của anh, nếu ba mẹ của anh mà biết được họ có cháu trai thì em nói họ sẽ nghĩ thế nào. Liên Nhược Hạm tuy có hơi mập hơn một chút nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp, trên mặt cô tràn đầy vẻ hạnh phúc cười nói. Hừ, ba mẹ của anh thích cô bé Lê hơn, cô con dâu tàng hình này sinh được cháu đích tôn nếu họ biết được thì quá lắm chỉ mắng anh vài câu, nhưng vẫn sẽ nhận đứa cháu hơn nữa còn yêu thương nhiều hơn. Tục ngữ có câu cách bối thân, người già thương yêu nhất là đời cháu. Nhớ năm xưa ba em và ông nội cãi nhau gay gắt nhưng sau khi em được sinh ra thì ông nội vẫn rất yêu thương em. Ba mẹ anh từ lâu đã muốn bồng cháu rồi nhưng lại không biết hiện giờ họ đã có cháu trai. Bây giờ anh không dám nói với họ vì anh biết tính của họ, trước tiên là chửi rủa anh vài câu sau đó là nghĩ cách để em bồng cháu đến để họ xem, đến lúc đó họ không nỡ xa đứa cháu thì sẽ có phim hay để xem đó. Hạ Tưởng tuy là than vãn nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Một người phụ nữ có thật lòng yêu một người đàn ông hay không thì phải xem cô ấy có chịu sinh con cho anh ta không. Khi người phụ nữ đã quyết định bất chấp tất cả để sinh con cho anh ta thì chứng tỏ cô ấy đã yêu đến tận xương tủy và sẽ quấn chặt với anh ta suốt đời suốt kiếp. Tình yêu có thể chấm dứt nhưng dòng máu thì không thể thay đổi, có con là kết tinh của cô ấy và người đàn ông mình yêu, đời này kiếp này sẽ có sợi dây ràng buộc giữa hai người không thể dứt bỏ. Đừng có màu mè, con là do em sinh ra, em sẽ quyết định, nói không chừng hôm nào em vui thì sẽ bồng con đến thành phố Đan Thành để ba mẹ anh gặp. Khi họ phát hiện ra đứa bé giống anh thì xem anh làm thế nào. Liên Nhược Hạm nói với giọng điệu uy hiếp. Không sợ, có chết cũng không nhận. Hạ Tưởng cười hi hi. Có một câu em nói sai rồi, con là do cha sanh mẹ nuôi. Em thật ra chỉ nuôi con lớn khôn thành người thôi, anh vẫn là người quyết định chủ yếu. Anh thật giỏi chọc giận người khác, em cực khổ mang thai 10 tháng mà anh lại còn dành công lao sinh con với em nữa, thật không có thiên lý. Liên Nhược Hạm đã nổi giận, đẩy chén cơm ra. Không ăn nữa, muốn ăn thì anh ăn một mình đi. Hạ Tưởng đúng thật nghe lời, cầm chén cơm tự mình ăn. Từ sớm đã ngồi máy bay đến đây, bây giờ cũng trưa rồi mà vẫn chưa ăn gì, đúng là đói thật. Liên Nhược Hạm nghe thấy lại đau lòng. Sao anh ngốc vậy, người lớn như vậy rồi mà không biết tự chăm sóc mình, ngay cả cơm cũng không ăn. Anh muốn đói chết sao? Đúng là hết cách. Đã làm bố trẻ con rồi mà vẫn còn như đứa trẻ vậy. Dù gì cũng làm mẹ rồi, giọng điệu của Liên Nhược Hạm cũng có ý quan tâm hơn. Trước đây cô rất ít quan tâm đến việc ăn uống của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng một loáng đã ăn xong, đặt chén xuống. Em phải chuẩn bị tâm lý trước đi, cả đời người phụ nữ phải nuôi hai người con, người thứ nhất là chồng và người thứ hai mới là con. Hạ Tưởng ở lại với Liên Nhược Hạm 3 ngày và cũng đã hạnh phúc được 3 ngày. Sang ngày thứ tư, ngay từ sớm thì nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong, giọng nói của Khâu Tự Phong vì quá vui mừng nên có hơi lạc giọng. Hạ Tưởng, cô Đắc đã đồng ý điều kiện của chúng ta. Trời, họ đã cùng chúng ta ký hợp đồng đầu tư và quyết định đầu tư 1,5 tỷ đô la. 1,5 tỷ đô la sẽ là một số vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất của tỉnh Yến từ trước đến nay. So với niềm vui của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng tuy cũng rất vui nhưng lại không kích động vì niềm vui sướng khi đứa con chào đời đã lớn hơn tất cả. Hắn cười nói. Chúc mừng Phó Thị trưởng Khâu, có được thành tích này thì ngai vàng thị trưởng của thành phố bảo 2 năm sau sẽ nắm chắc trong tay. Khâu Tự Phong cười ha hả. Đừng nói tôi nữa, cậu mới là người có công lao lớn nhất. Hạ Tưởng, bây giờ tôi mới biết nơi nào có cậu xuất hiện thì nơi đó sẽ có điều kỳ diệu, có thể nói được quen biết cậu là niềm vinh hạnh của tôi.
cũng khó trách Khâu Tự Phong lại thất thố như vậy. Vốn là sau khi thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố của thành phố Bảo và tập đoàn Đạt Phú bàn bạc đã kết luận là nếu giành được 400 triệu đô la để bán 20% cổ phần thì đã là thắng lợi lớn rồi. Nếu không được thì dùng 40% cổ phần để đổi lấy 800 triệu đô la cũng được. Thậm chí nội bộ của tập đoàn Đạt Phú cũng đã thống nhất giới hạn cuối cùng là 300 triệu đô để bán 20% cổ phần. Ai ngờ, Hạ Tưởng chẳng những bán ra 40% cổ phần với giá 1 tỷ đô la mà còn ràng buộc theo một thỏa thuận đầu tư. Yêu cầu Kodak bỏ ra 500 triệu đô la vốn đầu tư để xây dựng phòng nghiên cứu máy ảnh kỹ thuật số và dây chuyền sản xuất màn hình tinh thể lỏng. Điều càng làm cho người khác không ngờ là Kodak lại hoàn toàn đồng ý với điều kiện của Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong và Thường Thanh Tùng sau khi nhận được câu trả lời của Kodak đã vui mừng đến phát điên. Nhất là Thường Thanh Tùng đã sửng sốt hết nửa ngày, không dám tin vào tai mình, cho đến khi người của Kodak lại thúc giục có thể lập tức ký hợp đồng thì Thường Thanh Tùng như mới vừa tỉnh mộng, kích động đến rơi nước mắt. Nếu không có người ngoài ở đây thì anh ta gần như khóc không nên lời. Đã hơn một năm, cũng không biết đã tiếp xúc đàm phán hết bao nhiêu lần, bên Mỹ cứ giữ chặt điều kiện không buông. Mỗi lần đàm phán là mỗi lần thất vọng, là những cuộc tranh luận gian nan. Đạt Phú cũng đã rất mệt mỏi nhưng phía bên Mỹ lại rất dư thừa sức lực cứ tiếp tục đàm phán. Từ bỏ thì không cam tâm, đàm phán tiếp thì đối phương không chịu nhường bước nhưng lại tỏ ra rất có thành ý, khiến Đạt Phú tiến thoái lưỡng nan. Chuyến đi này, có áp lực từ mọi phía thậm chí nội bộ đã quyết định cho dù có nhượng bộ cũng phải đàm phán thành công. Nếu không sẽ không thể giải thích với nước nhà và cũng không thể giải thích với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Có Hạ Tưởng đi cùng nhưng Thường Thanh Tùng cũng không thèm để ý đến hắn. Tuổi đời còn trẻ, cấp bậc lại không cao thì có thể làm được gì. Không ngờ là lại bị bắt buộc phải chấp nhận lời đề nghị của Hạ Tưởng. Hắn đã từ từ ép Kodak phải cúi cái đầu cao ngạo xuống để chấp nhận hiệp ước mà đối với Thường Thanh Tùng xem ra không được công bằng. Vì sao? Dựa vào cái gì? Hạ Tưởng sao lại nắm được điểm yếu của Kodak, khiến cho Kodak thay đổi ý định lại nhượng bộ lớn như vậy. Đến giờ, Thường Thanh Tùng đã phục Hạ Tưởng sát đất, chỉ thiếu điều cúi lại trước mặt Hạ Tưởng ba cái. 1,5 tỷ đô la, sau khi anh ta về Đạt Phú chắc chắn sẽ được xem như một anh hùng, địa vị trong Đạt Phú sẽ khác xưa và sẽ trở thành người có công lớn của Đạt Phú. Thường Thanh Tùng không dám báo tin về trụ sở chính, sợ sự việc có gì thay đổi sẽ trở thành trò cười. Chờ sau khi ký kết hợp đồng, anh ta mới cẩn thận báo tin với người đứng đầu Đạt Phú là Chủ tịch Dương. Sau khi nghe xong ông ta không tin sự việc lại thay đổi lớn như vậy, cứ liên tục hỏi Thường Thanh Tùng đã xảy ra việc gì. Có phải Kodak đang nói đùa hay không? Hay là người Mỹ thích ngày cá tháng tư cố ý trêu chúng ta? Thường Thanh Tùng dở khóc dở cười, nói là hợp đồng đã ký rồi và do Chủ tịch của Kodak ngài Smith Nixon tham gia buổi ký hợp đồng, đồng thời cũng đã quyết định sẽ đến thăm Đạt Phú. Chủ tịch Dương vẫn không tin, luôn miệng dặn dò Thường Thanh Tùng phải cẩn thận coi chừng bị lừa, hợp đồng có rất nhiều lỗ hổng sẽ là một cái bẫy. Thường Thanh Tùng tuy không phải là luật sư nhưng cũng biết phân biệt những hợp đồng lừa gạt thông thường, hơn nữa Kodak là một công ty quốc tế sẽ không và cũng không thể dở những mánh khóe trong hợp đồng. Anh ta cũng đã nghiên cứu hợp đồng nhiều lần thấy rất hợp pháp và không có điểm nào đáng ngờ. Chủ tịch Dương dù có tin hay không thì ông ta cũng biết Thường Thanh Tùng là một người cứng nhắc. Dập khuôn nhưng lại rất cẩn thận sẽ không bị mắc mưu, nên đã mở cuộc họp với toàn thể cán bộ cấp trung nghiên cứu biện pháp giải quyết thích hợp. Khâu Tự Phong cũng lập tức thông báo sự tiến triển cho Tào Vĩnh Quốc. Được biết dưới sự dẫn dắt của Hạ Tưởng nên đã có được 1,5 tỷ đô la vốn đầu tư của tập đoàn Kodak, Tào Vĩnh Quốc đã kinh ngạc đến nửa ngày vẫn không nói nên lời. 1,5 tỷ đô la tương đương với 10 mấy tỷ nhân dân tệ, gần như có thể xây được vài xí nghiệp lớn. Nếu tất cả đều đầu tư vào thành phố Bảo thì trong bảng xếp hạng của tỉnh Yến thành phố Bảo sẽ được lên mấy bậc. Đối với một bí thư thành ủy mà nói thì sẽ là một chiến tích như thế nào? Sẽ có được tấm vé vào nhóm cán bộ phó chủ tịch cấp tỉnh, là một bước đệm vững chắc để ông tiến thêm một bước. Tên Hạ Tưởng này hay thật, có con mắt tinh tường và là một người trẻ tuổi không chịu khuất phục trước một tập đoàn quốc tế. Tào Vĩnh Quốc ngồi trên ghế cả nửa ngày cũng không đứng lên. Sau đó đã tỉnh táo lại bỗng nhiên cười ha hả, gọi thư ký lập tức thông báo cho tất cả các ủy viên thường vụ, nhanh chóng mở cuộc họp ủy viên thường vụ khẩn cấp thảo luận về vấn đề hùn vốn của tập đoàn Kodak và tập đoàn Đạt Phú. Sau khi mệnh lệnh được truyền xuống, Tào Vĩnh Quốc đã tự lẩm bẩm. May là đã nuôi được một đứa con gái tốt, Hạ Tưởng đúng là một đứa con rể hiền tài.
Trong khi ở trong nước đang xôn xao thì Hạ Tưởng đã bay đến trụ sở chính của Kodak có cuộc gặp mặt ngắn ngủi với Phó Tổng Shelton. Sau khi quyết định về hành trình viếng thăm thành phố Bảo thì cùng Khâu Tự Phong thu dọn hành lý chuẩn bị về nước. Hạ Tưởng cũng biết rõ, Shelton là một trong những nhân vật chủ chốt thúc đẩy Kodak đầu tư. So với Chủ tịch Smith thì ông ta có khuynh hướng hướng đến thị trường máy ảnh kỹ thuật số hơn, cũng là do ông ta thuyết phục Smith. Hơn nữa bài diễn thuyết của hắn đã làm động lòng các thành viên hội đồng quản trị, lại được các chuyên gia phân tích thị trường tán thành, cuối cùng mới có được kết quả đáng mừng như ngày hôm nay. Khâu Tự Phong thấy rất cần phải cảm ơn Hạ Tưởng nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Hạ Tưởng ngăn lại. Được rồi, không cần nói đâu. Cũng không phải là công lao của riêng tôi mà là kết quả sự cố gắng của mọi người. Thường Thanh Tùng kính cẩn khom người cúi lạy Hạ Tưởng ba cái rồi nói. Trưởng phòng Hạ, trước đây có chỗ nào đắc tội xin cậu bỏ qua cho. Là tôi có mắt không tròng, không có con mắt nhìn xa trông rộng, không có khả năng nắm bắt thị trường. Cậu đã thuyết phục được Kodak, thành công thu hút được 1,5 tỷ đô la vốn đầu tư, không những là người có công lớn nhất của Đạt Phú mà còn đã giúp bản thân tôi rất lớn. Ở đây tôi xin dùng danh nghĩa cá nhân bày tỏ lòng biết ơn từ tận đáy lòng của mình. Xin cảm ơn. Hạ Tưởng vội vàng đỡ Thường Thanh Tùng đứng dậy, nói. Phó Tổng Thường ngài khách sáo quá. Tôi là thành viên trong tổ lãnh đạo, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố thí điểm là công việc của tôi, không thể nói tôi là người có công lớn. Hơn nữa đây là kết quả mà mọi người đã đồng tâm hợp lực, Phó Thị trưởng Khâu đã phối hợp từ trong, Phó Tổng Thường thì có trí thức lý luận sâu rộng. Còn tôi chỉ vận dụng một số kỹ thuật đàm phán mà thôi. Công lao là của tất cả mọi người chúng ta. Khâu Tự Phong thầm tán thưởng. Có công lớn, Hạ Tưởng lại không kể công, không tham công, mọi việc đều nghĩ đến mọi người đúng là một phẩm chất đáng quý. Cũng chính vì hắn có con mắt nhìn xa trông rộng, biết khiêm nhường nên mới khiến hắn ở trong quan trường có giao thiệp rộng như vậy. Mối quan hệ giữa người với người chính là quá trình dùng lễ nghĩa để đối đãi nhau. Hạ Tưởng càng nghĩ cho người khác thì lại càng thu phục lòng người, cho nên các mối quan hệ ngày càng rộng. Chính trị cũng giống như kinh tế, chỉ có hai bên cùng có lợi thì mới được lâu dài. Có rất nhiều người hiểu đạo lý này nhưng lại không thể làm được, là vì sao? Vì ai cũng có lòng tham, có công lao và thành tích thì sẽ muốn ôm hết lên người mình, nhưng lại không biết làm như vậy là giết gà lấy trứng, chỉ có một lần và không có lần sau, và lại cũng sẽ khiến người khác ghê sợ. Cứ kéo dài như vậy cuối cùng sẽ rơi vào hoàn cảnh đơn độc. Quan tham nhiều như vậy tại sao có người thất thế lại bình yên vô sự? Những quan tham thất thế đa số là do quá tham lam có một đồng cũng cho vào túi mình mà không chịu chia cho người khác thì có ai mà chịu giữ bí mật cho họ. Lòng của Hạ Tưởng bây giờ không nằm ở 1,5 tỷ đô la. Hắn đang suy nghĩ khi nào sẽ đón Liên Nhược Hạm về nước. Cô ở bên ngoài một mình lại mang theo con nhỏ dù gì cũng không tốt. Mặc dù có người chăm sóc nhưng cô ấy vẫn rất cần sự quan tâm của mình, nhưng bây giờ đứa bé còn quá nhỏ ít nhất cũng phải nửa năm sau. Sự lựa chọn cuối cùng của Kodak vẫn nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng. Là một thương hiệu lâu đời sản xuất máy ảnh và phim nhựa đương nhiên sẽ rất quan tâm đến xu hướng thị trường sau này. Trong lúc Hạ Tưởng diễn thuyết đã lấy ví dụ về việc mạnh tay đầu tư vào máy ảnh kỹ thuật số của các xưởng sản xuất máy ảnh lớn của Nhật Bản. Từ đó có thể kết luận. Nhật Bản đang đặt cược vào tương lai của thị trường máy ảnh kỹ thuật số, hơn nữa các xưởng sản xuất lớn của Nhật Bản rất có thực lực, tỷ suất chiếm lĩnh thị trường rất cao. Họ kết hợp với nhau lực đẩy có tác dụng rất lớn, chỉ một hãng Kodak thì không thể ngăn cản được sự trỗi dậy của máy ảnh kỹ thuật số. Điều quan trọng nhất là những số liệu mà Hạ Tưởng đã trích dẫn về thị trường máy ảnh kỹ thuật số không phải là suy luận, mà là ví dụ về những việc thật sự sẽ xảy ra. Cho nên khi đem ra giảng giải thì hoàn toàn khiến người khác phải tin tưởng không chút nghi ngờ. Hơn nữa hắn không chỉ liệt kê về máy ảnh kỹ thuật số mà còn dự đoán về thị trường tương lai của các sản phẩm kỹ thuật số như máy tính, mạng, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại di động cùng với máy MP4 sau này và các tính năng ngày càng cao của điện thoại di động, trong đó có một số liên quan đến những lĩnh vực mà Kodak mới vừa nghiên cứu. Tự cho mình là người dẫn đầu về mặt kỹ thuật. Khi Kodak nghe được Hạ Tưởng miêu tả sơ lược đã nói đến những bí mật tối cao của họ khiến họ rất kinh ngạc. Điều này cũng đã khiến Kodak nhìn Hạ Tưởng với con mắt khác, rất coi trọng những kết luận phân tích về triển vọng thị trường của hắn, đã liên tiếp mở nhiều cuộc họp, cuối cùng đã thống nhất tin vào dự đoán của Hạ Tưởng về triển vọng của thị trường. Vì để không bị thị trường đào thải, vì để mở ra thị trường Trung Quốc và thống nhất thị trường Kodak,
đồng ý hùn vốn với Đạt Phú trước khi Nhật Bản hoàn toàn tiến vào thị trường Trung Quốc. Chương 436, cuộc chiến phản kích tuyên truyền. Ba người Hạ Tưởng trở về Trung Quốc, máy bay vừa đáp xuống sân bay ở Bắc Kinh thì liền nhận được sự tiếp đón như một anh hùng. Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Tỉnh Tống Chiều Độ đích thân từ thành phố Yến tới sân bay Bắc Kinh tiếp đón mấy người họ. Đi cùng còn có Tổ Phó Tổ lãnh đạo An Giật Hưng, Bí thư Thành ủy thành phố Bảo Tàu Vĩnh Quốc, Thị trưởng Nhậm Khánh Chi, cùng với sự tham gia của toàn bộ cán bộ cấp cao của tập đoàn Đạt Phú. Chờ ba người Hạ Tưởng vừa ra đến đại sảnh sân bay liền thấy bên ngoài biểu ngữ chào mừng bắt mắt, nghênh đón bọn họ bằng tiếng vỗ tay như sấm dội. Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong cùng vội vàng tiến về phía các vị lãnh đạo đến tiếp đón tỏ ý cảm ơn. Tống Chiều Độ nắm chặt tay Hạ Tưởng, xúc động nói. Đồng chí Hạ Tưởng vất vả quá, cậu đúng là người có công, là trụ cột của tổ lãnh đạo. Tôi thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp thể hiện lòng biết ơn chân thành đối với những thành tích mà các cậu đạt được trong lần công tác này, cùng với sự chúc mừng nhiệt liệt. Hạ Tưởng quen biết Tống Chiều Độ nhiều năm nay, chưa một lần nhìn thấy vẻ mặt xúc động của ông ta. Cũng chỉ là nhận được $1,5 tỷ vốn đầu tư của nước ngoài, là một thành tích nặng trĩu, tuy là cuối cùng cũng đầu tư vào thành phố Bảo nhưng vì có sự tham gia của tổ lãnh đạo. Tống Chiều Độ thân là tổ trưởng nên cũng không thể không có công, tất nhiên sẽ được ghi thêm dấu cộng vào bản lý lịch. Tống Chiều Độ hiện tại cho dù không hoàn toàn hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhưng cũng có thể hiểu được tầm quan trọng của hắn ở trong đó, cho nên Hạ Tưởng hoàn toàn có thể hiểu thái độ xúc động và hưng phấn của Tống Chiều Độ. Người lãnh đạo biết khen ngợi là người lãnh đạo biết cất nhắc, bản thân mình cũng phải nghiêm chỉnh, Hạ Tưởng liền khiêm tốn nói rằng. Phó Chủ tịch Tỉnh Tống quá khen. Đều là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, lại có thị trưởng Khâu và Phó Tổng Thường đã làm việc rất xuất sắc, tất cả đều là sự cố gắng, nỗ lực của chung mọi người nên mới có được thành tích ngày hôm nay. Tống Chiều Độ không nói gì thêm chỉ ra sức vỗ vỗ vào vai Hạ Tưởng, rồi lần lượt đến bắt tay những người khác. Hạ Tưởng cũng bắt tay với An Giật Hưng, Tào Vĩnh Quốc, Nhậm Khánh Chi. Khi bắt tay với Tào Vĩnh Quốc, hắn chỉ cười gật gật đầu, không nói gì nhiều. Tào Vĩnh Quốc cũng khó có thể kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Mọi người đều rất vui mừng, vì có được thành tích nên trên mặt của tất cả mọi người đều ánh lên niềm vui, mọi người cùng có lợi, tự nhiên từ tận đáy lòng cảm thấy rất cảm ơn ba người Hạ Tưởng. Đương nhiên cũng không tránh khỏi có người âm thầm ghen ghét Hạ Tưởng đã chơi trội, chỉ có điều ghen ghét thì ghen ghét nhưng cũng không thể không thực sự khâm phục năng lực vượt trội của Hạ Tưởng. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ quá trình đàm phán giữa Kodak và Đạt Phú rất gian nan, và cũng hiểu rõ nếu bản thân mình đi đàm phán tuyệt đối sẽ không thể lôi kéo về $1,5 tỷ vốn đầu tư. Cái mà mọi người đều không hiểu chính là Hạ Tưởng rốt cuộc đã thuyết phục Kodak như thế nào. Kodak là một công ty đa quốc gia, người tài đến đâu cũng có, làm thế nào lại bị Hạ Tưởng thuyết phục bỏ ra cả $1,5 tỷ đầu tư vào thành phố Bảo. Nếu không phải lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố đều xuất hiện thì có rất nhiều người thậm chí đến bây giờ cũng không tin việc $1,5 tỷ vốn đầu tư là có thật. Sau nghi lễ tiếp đón, Hạ Tưởng nghĩ là phải quay về thành phố Yến ngay, không ngờ Tống Chiều Độ lại bảo Hạ Tưởng ngồi vào xe ông ấy, tỏ vẻ bí mật nói. Cứ để Bí thư Tào và bọn họ về trước đi, cậu và Khâu Tự Phong ở lại, còn có chuyện phải xử lý, ngoài ra ở trong thành phố cũng có người đang đợi cậu. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt của Tống Chiều Độ tươi cười nên cũng cười nói. Phó Chủ tịch Tỉnh Tống tiết lộ một chút đi, rốt cuộc là có chuyện tốt lành gì vậy? Để cho tôi chuẩn bị tâm lý một chút. Tống Chiều Độ vẫn tỏ vẻ bí mật. Gấp cái gì, dù sao cũng sẽ không đem cậu đi bán đâu, thấy người rồi mới nói. Hạ Tưởng lại xuống xe, từ biệt với Tào Vĩnh Quốc và Thường Thanh Tùng. Khâu Tự Phong cũng được Tào Vĩnh Quốc gợi ý nên cũng ở lại. Y không lên xe của Tống Chiều Độ mà đi theo ngồi cùng xe của An Giật Hưng. Ô tô chuyển bánh thẳng tiến vào nội thành. Trên đường đi, Tống Chiều Độ nghe Hạ Tưởng báo cáo tỉ mỉ toàn bộ quá trình đàm phán, nhất là khi nghe được kế sách của Hạ Tưởng giả bộ về nước có hiệu quả, ông ta hồi hộp vỗ vào tay vịn và cười ha ha. Tiểu Hạ cậu thật là hay, thật là biết nhịn nhục, vài trăm triệu đô la đầu tư kia nói không cần là từ bỏ ngay. Cũng không sợ là thành sự thật rồi sau khi trở về sẽ không có cách nào giải thích sao. Hạ Tưởng liền nói thật. Kỳ thực tôi đã nghĩ tới đường thoái lui rồi, mặc dù nói Nhật Bản là một quốc gia đáng ghét, nhưng trong kinh doanh nên làm thì phải làm.
Nếu cùng cô đắc thương thảo không thành thì sẽ cùng các nhà xưởng của Nhật Bản hùn vốn, tầm nhìn của bọn họ xa hơn so với cô đắc, dẫn đầu về kỹ thuật tiên tiến lại luôn cùng Đạt Phú tiếp xúc. Sở dĩ cuối cùng cô đắc đi tới thỏa thuận cũng là bởi vì cô đắc và Đạt Phú làm việc với nhau sớm nhất, nguyên do trước đó đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Tống Triều Độ gật gật đầu. Cho dù như thế nào, có thể lôi kéo được 1,5 tỷ đô la vốn đầu tư cho thành phố Bảo chẳng những có thể kéo theo tăng trưởng mức GDP của thành phố Bảo trên diện rộng, mà còn chứng tỏ việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã bước đầu đạt được thành công. Tuy nhiên so với cả nước, 1,5 tỷ vốn đầu tư nước ngoài không phải là nhiều, nhưng đối với tỉnh Yến mà nói, cũng là một số vốn lớn nhất từ trước tới nay, rất đáng để tuyên truyền. Tin rằng sau khi về, cậu sẽ được tiếp kiến Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm. Có những thành tích này thì bây giờ cậu đã xứng đáng là người số một trong tổ lãnh đạo. Vì không có người ngoài nên Tống Triều Độ và Hạ Tưởng nói chuyện có hơi tùy ý. Trước đây, ông ta vẫn cho rằng triển vọng của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp nửa mừng nửa lo, chưa chắc sẽ thành công và cũng không chắc là sẽ không làm nên trò trống gì, cuối cùng cũng có thể sẽ là cục diện tiến thoái lưỡng nan. Đương nhiên, nếu đã có sự ủng hộ của Diệp Thạch Sinh, thì trong phương diện tuyên truyền cho dù chỉ là một thành tích nhỏ cũng có thể tạo thành một bài báo lớn, cũng là vì thể diện của tỉnh Yến được tốt hơn và cũng để báo cáo kết quả công tác với cấp trên. Chỉ cần không phải là hoàn toàn không có thành tích gì, Tống Triều Độ sẽ có lý do để tin rằng dưới sự vận động của ông ấy và sự ủng hộ của Chủ tịch tỉnh Phạm, Hạ Tưởng cũng có thể ung dung thoát thân khỏi tổ lãnh đạo, lấy một phần thành tích để rời khỏi, đến lúc đó tìm một cơ hội để đến bất kỳ một thành phố nào của tỉnh Yến làm phó thị trưởng cũng không thành vấn đề. Không nghĩ rằng Hạ Tưởng trong đợt viếng thăm nước Mỹ lần này cùng đàm phán với cô đắc đã nộp một bài thi xuất sắc. Tống Triều Độ nghĩ là đạt yêu cầu thì tốt rồi, Hạ Tưởng lại đạt được một số điểm cao là 150 điểm. Cho dù ông ta tự nhận là người từng trải và gặp qua vô số những sóng to gió lớn, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy những sự việc trái ngược kinh ngạc đến vậy. Từ lúc nghe được tin, ông ta lập tức đập bàn đứng dậy. Tống Triều Độ lúc ấy vui mừng quá đỗi, trước tiên là khen ngợi năng lực của Hạ Tưởng, sau lại nghĩ tới cơ hội đã đến, hơn nữa lại là một cơ hội tốt. Tống Triều Độ liền lập tức bắt tay sắp đặt tất cả, sau đó xác định cụ thể ngày nhóm người Hạ Tưởng trở về rồi đích thân đến tận Bắc Kinh nghênh đón Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đối với việc Tống Triều Độ ra sức khen ngợi thì vẫn là giữ thái độ khiêm tốn. Bất kể Tống Triều Độ cùng hắn có quan hệ cá nhân như thế nào, với thành tích trước mắt, cũng nhất thiết phải giữ tỉnh táo và nhận thức. Lãnh đạo tán thưởng và coi trọng là chuyện tốt nhưng phải giữ tác phong thận trọng, chỉ cần hơi kiêu ngạo thì sẽ làm cho người khác cảm thấy bất mãn. Càng làm ra thành tích lớn thì càng khiến người khác chú ý và càng làm có nhiều người soi mói. Tống Triều Độ là do quý trọng nên sẽ bảo vệ mình, người khác thì không hẳn vậy, những người ghen tị hoặc tức giận chắc chắn là cũng không ít. Xe chạy được hơn 1 giờ đồng hồ thì đến nơi. Hạ Tưởng xuống xe, vừa nhìn thấy thì bật cười, thì ra là đến chỗ Trung ương đoàn. Khâu Tự Phong xuống xe, đi đến bên Hạ Tưởng nói nhỏ. Biết tại sao Phó Chủ tịch tỉnh Tống lại sắp đặt cho chúng ta đến nơi này không? Hạ Tưởng lắc đầu, hắn thật ra cũng không đoán được mục đích thật sự của Tống Triều Độ. Khâu Tự Phong lắc đầu cười. Cứ mặc kệ, dù sao cũng không phải chuyện xấu, đã tới Trung ương đoàn rồi thì tôi sẽ đi tìm Phó Bí Thư nói về chuyện của Mai Hiểu Lâm. Chuyện cậu nhờ và tôi nhất định dốc hết sức để làm. Trong thời gian đến thăm nước Mỹ, Hạ Tưởng gần như ngày nào cũng ở cùng với Khâu Tự Phong, nên đã nhân cơ hội nói chuyện Mai Hiểu Lâm muốn được điều về Bắc Kinh và cũng nói cô ấy muốn vào Trung ương đoàn. Khâu Tự Phong liền hỏi có phải do hắn đề xuất ý tưởng giúp cô ấy hay không, bởi vì với tính cách của Mai Hiểu Lâm thì sẽ không nghĩ đến việc sẽ vào làm việc ở Trung ương đoàn. Hạ Tưởng cũng không giấu giếm liền thừa nhận, Khâu Tự Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Liền lập tức nhận lời. Tuy rằng Khâu Tự Phong hơi có chút khó hiểu khi thấy Mai Hiểu Lâm từ bỏ tiền đồ tốt để đến Bắc Kinh, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều về việc của Mai Hiểu Lâm. Đương nhiên vẫn trêu đùa Hạ Tưởng vài câu để thăm dò rốt cuộc giữa Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm có chút tiến triển nào không, Hạ Tưởng đương nhiên là phủ nhận. Khâu Tự Phong lại hỏi Hạ Tưởng rốt cuộc đã biết chuyện gì trước đây của y, Hạ Tưởng đã cố ý không nói, mặc cho Khâu Tự Phong nói hắn không phải là bạn chí cốt. Trước cổng có mấy người đang đứng chờ, người đứng ở phía trước thì Hạ Tưởng vừa nhìn là nhận ra ngay, là Lý Đinh Sơn. Bên cạnh Lý Đinh Sơn còn có một người, dáng người không thấp, mũi thẳng miệng vuông, là khuôn mặt chữ điền điển hình. Ngoài ra còn có hai người là Cố Tăng và Đỗ Đồng Quốc,
họ đứng phía sau Lý Đình Sơn với vẻ mặt tươi cười. Thấy mấy người Tống Triều Độ xuống xe, mấy người Lý Đình Sơn cũng tiến đến đón tiếp, trước là hàn huyên vài câu, sau đó Lý Đình Sơn giới thiệu mọi người với nhau. Người mặt chữ điền tên là Lý Triều Kiệt, là chủ nhiệm văn phòng Trung ương đoàn, là bạn thân của Lý Đình Sơn và Tống Triều Độ. Trong mấy người họ chỉ mình Hạ Tưởng là không biết Lý Triều Kiệt, trò chuyện vài câu, Lý Triều Kiệt cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản là bắt tay với Hạ Tưởng. Lý Triều Kiệt và Khâu Tự Phong quen biết nhau, hai người nói đùa vài câu rồi sau đó dẫn mọi người tới văn phòng. Sau khi lần lượt ngồi vào chỗ, Lý Đình Sơn ngồi bên cạnh Hạ Tưởng xúc động nói. Tiểu Hạ, không ngờ là cậu có thể lôi kéo về 1,5 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài, cũng khiến tôi kinh ngạc đến chẳng biết nói gì cho phải. Hạ Tưởng lại đành phải nói vài câu khiêm nhường. Lý Triều Kiệt nhìn Hạ Tưởng với vẻ hứng thú và hỏi. Nghe Đình Sơn nói Tiểu Hạ rất giỏi giang, lại có tầm nhìn xa về thương mại, lúc đầu tôi cũng chưa tin lắm. Nói xem, cậu làm thế nào mà thuyết phục được cô Đắc đầu tư vào Đạt Phú một số tiền lớn như vậy? Tống Triều Độ khoát tay. Bây giờ không nói nữa, chờ cho đến lúc phỏng vấn rồi mới nói, đỡ phải mất công kể nhiều lần, có phải không? Sau khi Hạ Tưởng xuống xe nhìn thấy Lý Đình Sơn và Cố Tăng, Đỗ Đồng Quốc cùng xuất hiện thì trong lòng cũng đoán ra được vài phần. Bây giờ lại nghe Tống Triều Độ nói đến chuyện phỏng vấn thì càng thêm chắc chắn phán đoán của mình và mở miệng hỏi. Phó Chủ tịch tỉnh Tống là muốn đánh một cuộc chiến phản kích tuyên truyền đẹp mắt. Tống Triều Độ cười nói. Đúng vậy, là ý nghĩ của tôi, Đình Sơn cũng giúp tôi đưa ra ý kiến này. Lý Đình Sơn đưa tay lên nhìn đồng hồ và hỏi Lý Triều Kiệt. Triều Kiệt, phóng viên báo Thanh Niên và báo Kinh tế lúc nào sẽ đến? Lý Triều Kiệt đáp, có lẽ là nửa giờ nữa. Sẵn dịp bây giờ còn chút thời gian, tôi muốn nói với Tiểu Hạ về những việc cần lưu ý. Lý Đình Sơn lấy ra hai tập tài liệu đưa cho Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong. Lát nữa sẽ có hai phóng viên của hai tòa soạn quốc gia cùng phỏng vấn các cậu. Họ sẽ phỏng vấn đưa tin về quá trình đàm phán giữa các cậu và cô Đắc có những khó khăn gì. Chú trọng là ở quá trình không chú trọng kết quả. Nói đúng ra là, trọng điểm nói về việc đã cùng đấu trí, so dũng khí với cô Đắc như thế nào để bảo vệ lợi ích quốc gia. Cũng như kể một câu chuyện chứ không phải là báo cáo những tin tức nhạt nhẽo. Đương nhiên, những bí mật thương mại thì không cần phải nói, chỉ yêu cầu là kể một câu chuyện đặc sắc, sống động và cảm động lòng người. Phần tài liệu này có một số mục cần chú ý, trước tiên các cậu hãy xem qua một chút, điều gì nên nói. Điều gì không nên nói, nhất định phải chú ý. Hạ Tưởng suy nghĩ cẩn thận, sự kiện trọng đại như vậy sẽ trực tiếp được tờ báo cấp quốc gia đưa tin sớm nhất mà lại bỏ qua giới truyền thông của tỉnh Yến, sẽ tương đương với việc ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Yến không làm tròn bổn phận. Nói một cách không khách sáo thì chẳng khác nào trực tiếp đánh vào ban tuyên giáo tỉnh ủy một bạt tai. Trọng điểm của việc đưa tin không phải thu hút được bao nhiêu vốn đầu tư nước ngoài, cũng không phải tổ lãnh đạo làm ra thành tích lớn lao ra sao. Cũng không phải đưa tin theo góc độ chính trị mà là đưa tin từ góc độ của một câu chuyện tin tức, cho dù ban tuyên giáo tỉnh ủy rất không vừa lòng nhưng cũng không bới móc ra được sai lầm lớn. Hạ Tưởng liền cười với Khâu Tự Phong nói. Khi chúng ta từ Mỹ bay về, may mắn thế nào cùng ngồi với hai phóng viên tin tức, trong lúc nói chuyện phiếm thì bọn họ biết được chúng ta đi đàm phán cùng cô Đắc nên tỏ ra rất hứng thú và bắt đầu tán ngẫu. Chúng ta cũng không có việc gì phải làm nên đã kể một câu chuyện thật thật giả giả. Không ngờ họ lại tin là thật, sau khi về họ sửa sang lại một chút thành một đề tài tin tức. Bọn họ cũng không trưng cầu sự đồng ý của chúng ta, đối với việc đưa tin, chúng ta cũng là người bị hại. Khâu Tự Phong nghe xong liền gật đầu như đã nhớ ra. Cậu không nói tôi cũng quên mất hai người kia rồi, tôi nhớ lúc ấy bọn họ cũng không tiết lộ thân phận là nhà báo. Hạ Tưởng cười ha ha. Đúng đúng, chúng ta cũng là sau khi sự việc xảy ra mới biết thân phận của bọn họ. Lý Đình Sơn và Lý Triều Kiệt nhìn nhau rồi cười ha ha. Lý Triều Kiệt nhìn Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong với ánh mắt tán thưởng và nói. Hậu sinh khả úy, nhớ năm xưa khi chúng ta còn trẻ thì làm gì có phản ứng nhanh như họ chứ? Đúng là thế hệ mới thay cho thế hệ cũ, suy nghĩ chu đáo hơn cả chúng ta. Hạ Tưởng rất không tin Lý Triều Kiệt không nghĩ đến mặt này. Sở dĩ nói như vậy cũng là nể mặt mình và Khâu Tự Phong. Cố Tăng cũng chen vào nói. Nếu trưởng phòng Hạ làm công tác đưa tin thì cũng sẽ là một nhân tài rất giỏi.
Hạ Tưởng vội vàng nói vài câu khiêm tốn rồi liếc mắt nhìn Đỗ Đồng Quốc một cái, cười hỏi. Đồng Quốc và Cố Tổng biên tập cùng đến Bắc Kinh chắc chắn là có chuyện tốt lành rồi. Đỗ Đồng Quốc gật gật đầu. Nhờ có trưởng ban thư ký Lý hết lòng hỗ trợ giới thiệu và vừa đúng lúc tờ báo Thanh Niên của tỉnh Yến lại thiếu một chân phóng viên, tôi đã đến trụ sở chính của tòa soạn để tiếp nhận sự kiểm tra đánh giá, nếu cuộc sát hạch được thông qua thì tôi sẽ có thể làm phóng viên của tòa soạn báo Thanh Niên. Tổng biên tập Cố muốn hoạt động thì xem có thể điều đến chi nhánh tòa soạn báo Hoa Tân tại tỉnh Yến đảm nhiệm chức phó ban tòa soạn hay không. Phóng viên tòa soạn tuy rằng cũng thuộc về ban tuyên giáo tỉnh ủy quản lý nhưng về nhân sự lại thuộc về tổng bộ, đã thoát ly khỏi phạm vi quản lý của tỉnh Yến. Trước khi có sự cải cách quy định về thẻ phóng viên, thậm chí không cần đến cục xuất bản tin tức địa phương thẩm định hàng năm, chỉ cần lập hồ sơ là được, có thể nói mức độ tự do là tương đối lớn. Cho dù sau này sau khi thẻ phóng viên tiến hành sát hạch và thống nhất phải qua thẩm định phê duyệt của cục xuất bản thì phóng viên truyền thông quốc gia cũng chỉ cần đến cục xuất bản để thẩm định hàng năm là được. So với phóng viên truyền thông địa phương thì ít bị giám sát hơn. Hành động này của Cố Tăng và Đỗ Đồng Quốc cũng như gián tiếp tỏ vẻ bất mãn trước ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Yến. Nếu như hai người thật sự được toại nguyện thì đó là đòn phản kích mạnh mẽ đối với sự kiện 528 lần trước. Vẻ mặt của Mã Tiêu chắc chắn sẽ u ám. Tống Triều Độ và Lý Đình Sơn kết hợp ra tay phản kích quả nhiên thật là lợi hại, tả hữu giáp công, khiến Mã Tiêu có khổ cũng không nói nên lời. Phó ban chi nhánh tòa soạn báo Hoa Tân là một chức cũng khá khó khăn. Lý Đình Sơn nói, về cấp bậc Cố Tăng có đủ, kinh nghiệm lý lịch tốt, lúc này cũng đang là cơ hội tốt nhưng còn thiếu nhân vật chủ chốt ủng hộ. Tôi cũng không quen thân với tòa soạn báo Hoa Tân. Lời nói của những người tôi quen biết lại không có đủ sức mạnh, e rằng không mấy lạc quan. Cố Tăng tự chế giễu cười. Cũng là tại tôi tức giận nhất thời muốn giành lại sự công bằng. Kỳ thực làm một tổng biên tập nhàn rỗi của báo chính trị đương thời cũng rất tốt, tới chi nhánh tòa soạn báo Hoa Tân chắc chắn công việc sẽ bộn bề. Thành hay không cũng không sao, dù sao tôi cũng đã cố hết sức rồi. Khâu Tự Phong nháy mắt ra dấu nhìn Hạ Tưởng một cái, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hạ Tưởng lập tức hiểu được ý tứ của y, nhà họ Khâu có người ở trong tòa soạn báo Hoa Tân, y có thể giúp đỡ. Hạ Tưởng khẽ gật đầu với Khâu Tự Phong ý là muốn y chờ một chút, hắn lại hỏi Lý Đinh Sơn. Ngài có nhận định thế nào? Lý Đinh Sơn biết ý của Hạ Tưởng nên trầm ngâm nói. Đến tòa soạn báo Hoa Tân là việc tốt, dù sao cũng tốt hơn là không có việc gì làm ở báo chính trị đương thời. Cố Tăng còn trẻ. Bây giờ mà bảo là dưỡng già thì hơi sớm quá. Hơn nữa hành động này có ý nghĩa chính trị rất lớn, nếu thành công xem như đã thắng một trận vừa phải. So với Đỗ Đồng Quốc là phóng viên của trạm phóng viên, Cố Tăng có thể đảm nhiệm chức phó ban chi nhánh tòa soạn Hoa Tân thì quả thật có ý nghĩa rất lớn. Tòa soạn báo Hoa Tân không chỉ là thông tấn xã tin tức thời sự, còn có chút quyền hạn trong việc lên báo tham gia báo cáo bên trong, là một bộ máy tin tức và quyền lực đặc thù. Hạ Tưởng lại đưa mắt nhìn Tống Triều Độ một cái, Tống Triều Độ nhìn thấy trong ánh mắt của Hạ Tưởng như muốn xin ý kiến và cũng như hiểu ý nên đã khẽ gật gật đầu. Được sự đồng ý của Lý Đinh Sơn và Tống Triều Độ, Hạ Tưởng quay sang nói với Khâu Tự Phong. Tự Phong, anh có quen với các nhân vật quan trọng trong toàn soạn báo Hoa Tân không? Lúc đầu khi Khâu Tự Phong ra hiệu với Hạ Tưởng thì cũng không rõ Hạ Tưởng và Cố Tăng có quan hệ sâu đậm thế nào. Đúng là nhà họ Khâu có quen người trong tòa soạn báo Hoa Tân, hơn nữa y thấy sự việc không quá lớn chỉ cần nhà họ Khâu ra mặt thì việc sẽ thành, nhưng có phải là làm ơn mà không tốn công sức hay không thì còn phải xem ý tứ của Hạ Tưởng. Giữa những người đang ngồi đây, y và Hạ Tưởng là có quan hệ gần gũi nhất, thể diện của những người khác hắn không cần phải bận tâm. Thấy Hạ Tưởng cũng đồng ý giúp Cố Tăng, Khâu Tự Phong cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu một cái rồi nói. Tôi sẽ gọi điện thoại hỏi thử. Khâu Tự Phong xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại, Cố Tăng đan hai tay vào nhau, vẻ mặt hơi bất an. Sự việc liên quan đến tiền đồ của bản thân mình thì dù có bình tĩnh đến đâu cũng không thể không căng thẳng được. Lý Đình Sơn và Tống Triều Độ nhìn nhau cười, hai người cũng đều nghĩ rằng Hạ Tưởng vẫn luôn đem đến niềm vui bất ngờ cho người khác. Vốn nghĩ rằng việc của Cố Tăng chắc khó đạt được nguyện vọng, đột nhiên lại có sự giúp đỡ của Khâu Tự Phong. Hai người họ cũng hiểu rõ Khâu Tự Phong đồng ý ra mặt hoàn toàn do nể mặt Hạ Tưởng. Vài phút sau, Khâu Tự Phong trở vào phòng, chỉ nói một câu. Phó trưởng ban tòa soạn Trương nói vấn đề không lớn.
Trương Trường Giang là phó trưởng ban tòa soạn báo Hoa Tân, là chủ quản nhân sự và kiểm tra đánh giá các tòa soạn chi nhánh. Nếu y đã nói là việc nhỏ thì dù không chắc chắn tuyệt đối thì cũng phải là 99%. Chương 437, đả kích ngấm ngầm hay công khai? Cố Tăng đứng dậy, rất kích động, nắm chặt tay Hạ Tưởng rồi lại nắm tay Khâu Tự Phong, liền miệng nói. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn. Trưởng phòng Hạ, phó thị trưởng Khâu, ân tình này tôi xin ghi nhớ kỹ. Khâu Tự Phong cười lúc lắc đáp. Tổng biên tập Cố đừng khách khí. Tất cả mọi người là bằng hữu, nên giúp đỡ nhau mới phải. Hơn nữa là do Hạ Tưởng nhờ vả, cho dù không có người quen ở Hoa Tân xã thì tôi cũng phải nghĩ ra cách để không phải thất lễ, có phải không? Hạ Tưởng thấy Khâu Tự Phong nâng cao quan điểm thì cười. Được rồi, anh giúp tổng biên tập Cố cũng là giúp tôi. Cùng lắm thì khi nào anh tới thành phố Yến, tôi và tổng biên tập Cố sẽ làm chủ nhà, mời anh ăn cơm một bữa là được chứ? Mấy người cùng nhìn nhau cười. Lý Hướng Kiệt nhìn về phía Hạ Tưởng liếc mắt một cái, lại nhìn Khâu Tự Phong, trong ánh mắt lộ ra ý suy nghĩ. Chẳng bao lâu sau hai ký giả đến, rõ ràng là đã được gợi ý trước, hai người lấy ra hai bản, cái gì không nên hỏi thì không hỏi, chỉ chọn đề tài nhẹ nhàng tránh gây ra tranh cãi, mỗi người phỏng vấn đại khái trong khoảng hơn một giờ. Sau khi phóng viên phỏng vấn và thu thập tin tức, khách khí cảm ơn rồi vội vàng rời đi. Hạ Tưởng dự đoán. Dựa vào nội dung phỏng vấn của hai phóng viên, ít nhất cũng có thể chỉnh sửa lại thành một thiên tin tức theo kiểu điển tích khoảng mấy ngàn chữ. Cái gọi là sự việc mới theo cốt truyện xưa, đã có tin tức có tính xác thực, lại có tính chất độc đáo của truyện xưa, nhưng lại tránh cho lối mòn tuyên truyền chính trị, rất có ý nghĩa. Đúng là một loại biến tướng của tuyên truyền, lại không theo kiểu cũ. Hạ Tưởng thậm chí có thể đoán được nội dung bài báo, chủ yếu là nói tùy cơ ứng biến đàm phán với Kodak ra sao. Cuối cùng mang lại khoản đầu tư nước ngoài cách xù làm vẻ vang quốc gia theo kiểu tích chuyện xưa. Cốt truyện đại khái tình tiết là thật, tuy nhiên chi tiết tỉ mỉ thì lại là hư cấu, lại kín đáo tuyên truyền công lao và thành tích của ba người nhóm Hạ Tưởng, lại không có kết luận gì từ phía chính phủ, giống như là văn chương vậy. Kỳ thật trên báo chí kiểu văn vẻ tương tự thế này có rất nhiều, bình thường cũng không có bao nhiêu người để ý. Nhưng thời cơ phát biểu và cấp bậc của báo chí sẽ cho thấy rõ ý đồ của thông tin. Đấu tranh chính trị đúng là phức tạp, báo chí cũng là một mặt trận, hơn nữa lại là mặt trận vô cùng quan trọng. Sau khi đã phỏng vấn xong, Khâu Tự Phong lại nhận được điện thoại, nói với Cố Tăng. Tổng biên tập Cố, để cho thuận tiện hiện tại mời anh đến Hoa Tân xã, Phó Tổng biên Trương đã xem bản lý lịch của anh, muốn gặp anh một chút. Cố Tăng vội vã khởi hành, Lý Đinh Sơn lo nghĩ, vẫn muốn được đi cùng. Hai người đi rồi Lý Hướng Kiệt làm chủ. Mời Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ, Khâu Tự Phong, Đỗ Đồng Quốc mấy người đi ăn cơm. Khâu Tự Phong không vừa lòng nói. Chủ nhiệm Lý khách sáo quá. Thủ đô cũng là nhà của tôi, không phải là để tôi bị chê cười vì không biết chiêu đãi bằng hữu sao. Lý Hướng Kiệt mỉm cười. Buổi trưa thì tôi làm chủ, buổi tối anh làm chủ không phải tốt sao? Phó Chủ tịch Tống nói, ngày mai sẽ trở về cơ mà. Hạ Tưởng suy nghĩ cẩn thận, liền nói một câu. Ngày mai đăng báo. Không sai, nếu ngày mai không thấy báo sẽ chờ cả ngày. Tống Chiêu Độ hạ quyết tâm. Thái độ quyết định tất cả, việc chúng ta làm được là thật, không thể để cho người khác tùy tiện ra vẻ được, cũng phải để cho bọn họ bị động một lần chứ. Giữa trưa ăn cơm xong, không thấy mấy người Lý Đinh Sơn quay trở về, Hạ Tưởng theo sắp xếp của Khâu Tự Phong. Trước tiên ở khách sạn trụ hạ, đến lúc ăn cơm chiều, nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn. Nói là buổi tối phải mời Phó Tổng Biên tập Trương ăn cơm, sẽ không trở lại. Khâu Tự Phong liền sắp đặt một bữa tiệc, buổi tối hắn cũng không về nhà, cũng ở lại khách sạn cùng Hạ Tưởng và Đỗ Đồng Quốc nói chuyện phiếm. Đỗ Đồng Quốc đi làm phóng viên tại chi nhánh là vấn đề không lớn. Nhìn thấy ảnh hưởng của Hạ Tưởng đối với Khâu Tự Phong, gã càng thêm kính nể Hạ Tưởng. Trong mắt Đỗ Đồng Quốc, một cuộc điện thoại của Khâu Tự Phong có thể giúp cho Tổng Biên tập Cố giải quyết vấn đề đau đầu trong nhiều ngày. Đây tuyệt đối là hành động của nhân vật có thủ đoạn cao siêu, bởi vì ngay cả trưởng ban thư ký Lý cũng chẳng có cách nào, nhưng Khâu Tự Phong lại có thể làm mà không cần lộ mặt, hết sức bình tĩnh mà nói là vấn đề đơn giản. Năng lực của hắn thật vượt qua trí tưởng tượng của Đỗ Đồng Quốc. Nhưng trước khi Khâu Tự Phong gọi điện thoại, rõ ràng lén lút hỏi ý kiến Hạ Tưởng, sau khi Hạ Tưởng mở lời mới gọi điện thoại. Bởi vậy có thể thấy rõ ràng,
Hạ Tưởng trong mắt Khâu Tự Phong còn nặng hơn so với Phó Chủ tịch tỉnh Tống. Đỗ Nồng Quốc lại càng kính nể Hạ Tưởng thêm. Buổi tối Tống Chiêu Độ có việc, Hạ Tưởng cũng không hỏi nhiều, hẳn là đi quanh thủ đô. Sáng sớm hôm sau thì gặp được Lý Đinh Sơn và Cố Tăng. Theo vẻ mặt vui sướng của hai người thì có thể thấy sự việc đã thành công. Cố Tăng nắm tay Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong, liên tục nói lời cảm ơn. Tới buổi chiều, Tống Chiêu Độ mới trở về, vẻ mặt cao hứng nói. Bình tĩnh được rồi, đã sắp xếp rồi, ngày mai đăng báo, chúng ta có thể yên tâm quay trở về thành phố Yến. Tự Phong, cậu cũng cùng tới thành phố Yến, Chủ tịch tỉnh Phạm muốn gặp cậu và Hạ Tưởng. Phạm Duệ Hằng đang rất cao hứng, dù sao tổ lãnh đạo cũng đang nằm dưới quản lý của chính quyền. Hạ Tưởng cũng biết hiện tại chẳng qua là giai đoạn khởi đầu, chờ cô đắc tới, chính thức ký kết thỏa thuận, thì tổ lãnh đạo sẽ được nâng tầm quan trọng lên nhiều. Tất cả những người vốn trước kia xem thường tổ lãnh đạo thì hiện tại sẽ đều phải xem trọng tổ lãnh đạo một chút. Thái độ của Diệp Thạch Sinh dần dần rõ ràng, Thôi Hướng đã không còn Diệp Thạch Sinh làm chỗ dựa nữa, vậy thì ông ta Thôi Hướng còn có thể xuất ra thủ đoạn gì nữa chứ? Không khác so với Hạ Tưởng nghĩ là mấy, giờ này Thôi Hướng đang cùng Phó Tiên Phong, Mã Tiêu ngồi với nhau để thảo luận đối sách. Thôi Hướng chợt nghe đến Hạ Tưởng kéo được tập đoàn dầu có đến đầu tư nước ngoài. Phản ứng đầu tiên chính là không tin, ai đó đùa trêu thôi. $1,5 tỷ, không phải là tỷ nhân dân tệ, mà là tương đương với rất nhiều tỷ dân tệ. Như thế nào Hạ Tưởng lại có thể đàm phán thành công? Tập đoàn Đạt Phú và Kodak đang đàm phán thương mại, dù sao cũng là hạng mục hợp doanh hấp dẫn nhất tỉnh Yến, đã tiến hành đàm phán hơn một năm rồi, tiến triển vừa phải. Trong tỉnh cũng có sự ủng hộ tương đối lớn cũng là nỗ lực muốn thúc đẩy việc này nhưng vẫn đàm phán không thành. Vẫn đang tìm hướng giải quyết. Thôi Hướng cũng biết một chút, hắn cũng đã cùng thương nhân nước ngoài giao tiếp với nhau, hiểu rõ nước Mỹ, cực kỳ kiêu ngạo, lại cũng chợt nóng chợt lạnh. Hạ Tưởng lần này đi tới nước Mỹ, Thôi Hướng xem ra chẳng qua hắn mượn cớ đi chơi. Cán bộ chính phủ đều có kiểu phúc lợi như vậy, xuất ngoại du lịch bình thường, nhưng không nghĩ tới Hạ Tưởng vậy mà lại làm thành việc đại sự kinh thiên động địa như vậy. Thôi Hướng chỉ biết có thành tích lớn như vậy. Địa vị Hạ Tưởng ở tổ lãnh đạo sẽ như mặt trời ban trưa, không ai có thể sánh bằng. Đồng thời hắn cũng mơ hồ nghe nói Diệp Thạch Sinh đã gặp mặt riêng với Hạ Tưởng. Theo như vậy Diệp Thạch Sinh rất quan tâm đến tổ lãnh đạo, Diệp Thạch Sinh với tổ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã có sự thay đổi, bởi xu hướng bảo thủ thành ra ủng hộ, cũng khiến hắn không yên trong lòng. Thôi Hướng lo lắng không phải vì Diệp Thạch Sinh có thái độ rất ủng hộ với tổ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, mà là lo rằng ông ta sẽ ủng hộ cả Hạ Tưởng. Thôi Hướng đối với Hạ Tưởng đầu tiên là không quen nhìn hắn trưởng thành nhanh chóng, mạng lưới quan hệ sâu rộng, tiếp theo lo lắng lớn nhất chính là Hạ Tưởng là người có khả năng, là chân tay đắc lực của Tống Chiêu Độ, cũng sẽ thành trở ngại khi mình giành chức chủ tịch tỉnh. Nếu nói ngay từ đầu Thôi Hướng cũng không rõ là Hạ Tưởng phải tới tổ lãnh đạo là có dụng ý gì. Nghĩ đến Hạ Tưởng chỉ muốn thoát ly sự khống chế của hắn. Cho đến lúc kiếm $1,5 tỷ đầu tư nước ngoài xảy ra, hắn mới bừng tỉnh ngộ. Không thể không hít một hơi thật sâu vì mưu tính sâu xa của Hạ Tưởng. Tổ trưởng của tổ lãnh đạo là Tống Chiêu Độ, tất cả các thành tích mà Hạ Tưởng làm ra đều là dưới sự lãnh đạo của Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng làm ra thành tích càng lớn, thân là tổ trưởng Tống Chiêu Độ cũng có chiến tích lớn. Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp chỉ cần có hiệu quả đầu tiên, Tống Chiêu Độ nhất định sẽ thành ra hình ảnh một người có khả năng, hơn nữa hắn hiện tại đang là phó chủ tịch tỉnh, rất có lợi cho việc cạnh tranh vị trí chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo. Có thể nói tổ lãnh đạo mỗi lần làm ra chút thành tích, Tống Chiêu Độ lại tiến gần đến ngai vàng chủ tịch tỉnh một chút. Hạ Tưởng đàm phán thành công, kéo về $1,5 tỷ vốn đầu tư nước ngoài, chỉ vậy đã là hạng nhất, khiến cho Tống Chiêu Độ tiến gần tới ngai vàng chủ tịch tỉnh gần trong gang tấc. Có thể nói, kiếm $1,5 tỷ vốn đầu tư nước ngoài cho tỉnh Yến là một gặt hái, nhưng với Thôi Hướng mà nói, cũng như là tai họa đột ngột, khiến giấc mộng chủ tịch tỉnh nát vụn. Quả thật. Thôi Hướng cũng không nhất định phải tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh tại tỉnh Yến, cũng có ý tưởng đến tỉnh khác giành chức chủ tịch tỉnh. Nhưng sau khi cân nhắc lợi hại hắn liền kết luận, chỉ có tại tỉnh Yến hắn mới có năng lực tranh cử, đến tỉnh khác chẳng những đã khó càng khó hơn. Cho dù hao hết sức lực vận động, với kinh nghiệm và lý lịch của hắn, điều đến tỉnh khác giỏi lắm cũng chỉ lên tới chức phó chủ tịch thường trực tỉnh, muốn đi thẳng lên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, trừ phi phải có chiến tích lừng lẫy gì. Tỉnh Yến là gần thủ đô nhất, dễ được các cấp cao chú ý nhất.
Hơn nữa cục diện chính trị tỉnh Yến trải qua một thời gian hỗn loạn, hiện tại đã bắt đầu ổn ổn, đặc biệt có lợi cho hắn trổ hết tài năng. Nếu không hắn một phó bí thư tỉnh ủy muốn làm ra chiến tích gì, cũng không dễ dàng. Nếu hắn có thể tạo được thế cục vững vàng, có tác dụng ổn định đại cục, sẽ tạo cho hắn thành hình tượng trụ cột vững vào ở tỉnh Yến, sẽ tăng thêm rất nhiều giá trị. Tổng hợp tất cả các nhân tố, cùng với suy nghĩ ổn thỏa nhất, nắm được thời cơ trước mắt, đứng vững gót chân mới tốt cho việc di chuyển. Qua đó hy vọng tới tỉnh khác đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, thật cũng không quá xa xôi. Chỉ có điều thôi hướng ảo não chính là hắn lo nhất Mã Vạn Chính vẫn lão luyện có thừa nhưng nhiệt tình lại không đủ. Mà Tống Chiêu Độ lại ở cùng Hạ Tưởng liên kết, càng ngày càng trở thành ngôi sao trên chính đàn, diễn đàn chính trị tỉnh Yến. Thôi hướng rốt cục cũng hiểu ra, tổ lãnh đạo mà Tống Chiêu Độ là thủ lĩnh và Hạ Tưởng là chủ đạo, hoàn toàn là công cụ chính trị tư bản của hai người bọn họ. Nếu lại tùy ý mở rộng tổ lãnh đạo thêm, lại khiến Hạ Tưởng kéo về một nhóm đầu tư nước ngoài lớn, vị trí chủ tịch tỉnh của Tống Chiêu Độ lại càng chắc như đinh đóng cột là chuyện thật. Cùng lúc đó, Hạ Tưởng cũng sẽ thăng chức từng bước một, thậm chí còn có thể đề bạt đặc cách. Với tầm nhìn xa trông rộng lại thêm năng lực tốt, Hạ Tưởng lại lần nữa cùng Tống Chiêu Độ liên thủ, quả nhiên thế mạnh như vũ bão. Tuy nhiên lần này không phải muốn lật người, mà là muốn lấy chiến tích, để viết vào bản lý lịch của bọn họ cho thêm phần vẻ vang. Thôi hướng bi ai mà nghĩ, Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng càng thành công thì hắn càng rời xa vị trí chủ tịch tỉnh tỉnh Yến. Giữa hai bên là quan hệ không thể điều hòa. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, trong hoàn cảnh thời cuộc hiện tại, muốn dựa vào sức lực cá nhân để ngăn cản tổ lãnh đạo công tác, muốn kéo tổ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp để từ chối không cho Tống Chiêu Độ lên vị trí là hành động ngu xuẩn và tự đào hố chôn mình. Hắn không ngăn cản được xu thế thời đại trong nước, hơn nữa hiện tại tổ lãnh đạo giành được thành tích vô cùng chói lọi. Hắn dám khẳng định, ngày mà tập đoàn Kodak và Đạt Phú chính thức ký kết hiệp định cũng sẽ chính là ngày Phó Thủ tướng Hà gọi điện về Ủy ban Nhân dân tỉnh Yến bày tỏ chúc mừng. Đồng thời, cũng có thể là Hạ Tưởng lọt vào tầm mắt của Phó Thủ tướng Hà. Nhưng lại không thể bó tay như vậy. Nếu cứ để mặc Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng tiếp tục tỏa sáng, hắn chẳng những ngày càng xa rời ngai vàng chủ tịch tỉnh, mà còn cuốn trôi hết tất cả những cố gắng trước đây. Chờ Tống Chiêu Độ lớn mạnh và chờ Hạ Tưởng bay vút lên. Làm sao hắn còn có thể hái quả ngọt được nữa chứ? Trên chính trường, từ trước cho tới giờ chiến đấu vẫn là sự thi gan kiên trì bền bỉ, Thôi Hướng liền mời Phó Tiên Phong và Mã Tiêu cùng nhau ngồi lại, thảo luận một chút đối sách. Phó Tiên Phong cũng rất giật mình với việc thành công trong đàm phán của Hạ Tưởng, không nghĩ tới bản lĩnh của Hạ Tưởng thật đúng là ngay cả người Mỹ lão luyện vẫn có thể thu phục. Phó Tiên Phong vẫn luôn tự nhận trong lĩnh vực thương mại cũng có quan điểm và ánh mắt độc đáo. Hạ Tưởng thành công khiến hắn đã ghen ghét đố kỵ lại còn tức giận đỏ mặt tía tai, bởi vậy cũng muốn noi theo, thương lượng với Đàm Long về việc thu hút đầu tư nước ngoài cho thành phố Yến. Phó Tiên Phong trước kia ở thủ đô thường xuyên tiếp xúc với thương nhân nước ngoài của các quốc gia, hắn tin tưởng dựa vào năng lực của hắn, cũng có thể vì thành phố Yến mà kéo đầu tư về nhiều hơn để đổi lấy cơ hội thăng tiến. Huống chi thành phố Yến lại là tỉnh lỵ, có nhiều xí nghiệp đáng được chú trọng trong việc đầu tư vốn nước ngoài. Phó Tiên Phong tính toán chờ cho shop thời trang cao cấp của Phó ra tại thành phố Yến khai trương, sau sẽ tìm vốn đầu tư cho shop thời trang cao cấp, vừa có thể làm dồi dào thêm tiền vốn, lại có thể vì thành phố Yến mà kéo vốn đầu tư nước ngoài. Tiền là Phó ra kiếm, danh tiếng cũng có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Kế hoạch của Phó Tiên Phong vẫn còn chưa kịp thực thi đã bị Thôi Hướng mời đến thảo luận sự việc, hắn chỉ biết là Thôi Hướng đang cuống cuồng sốt ruột. Nơi mấy người gặp nhau là một quán trà. Có tiếng nhạc êm ái vang lên, nhẹ nhàng uyển chuyển. Thôi Hướng lại không có lòng dạ nào thưởng thức, nói ra tất cả những ảnh hưởng cả mặt tốt mặt xấu trong việc Hạ Tưởng kéo đầu tư nước ngoài, sau đó nhìn Phó Tiên Phong đầy ẩn ý nói, Tiên Phong, Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ là trở ngại, cũng là lực cản trở Phó ra tại thành phố Yến. Phó Tiên Phong khó hiểu nói, Hạ Tưởng cũng thế, mà Tống Chiêu Độ cũng thế, bọn họ làm gì có tư cách đối địch với Phó ra. Hơn nữa cho tới giờ. Tôi nhìn không thấy Hạ Tưởng có lý gì mà lại cản trở con đường của tôi. Thôi Hướng lắc đầu cười. Tiên Phong cậu không biết, việc cao ốc Ngũ Giao Hóa có thể cũng cùng Hạ Tưởng có quan hệ. Ngũ Giao Hóa hiện tại trong tay tập đoàn Tề Thị, mà tập đoàn Tề Thị cùng Hạ Tưởng có quan hệ rất thân thiết, Tề Á Nam lại luôn nghe theo Hạ Tưởng. Phó Tiên Phong lập tức sửng sốt, nghĩ ra việc Đàm Long nhận được điện thoại từ thư ký của Phạm Duệ Hằng, liền hỏi. Hạ Tưởng ngoài việc cùng Tống Chiêu Độ có quan hệ tốt ra,
cùng Phạm Duệ Hằng có quan hệ như thế nào? Tập đoàn Tề Thị cùng Phạm Duệ Hằng có qua lại hay không? Tập đoàn Tề Thị và Phạm Duệ Hằng không có quan hệ gì, Phạm Duệ Hằng tính tình cẩn thận, rất ít làm cho người ta thấy mình hay qua lại mật thiết với các tập đoàn. Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng hình như quan hệ bình thường, tuy nhiên gần đây dường như có dấu hiệu đến gần. Thôi Hướng cũng không quá dám chắc nói. Có một chút có thể khẳng định chính là Hạ Tưởng từ trước tới nay quan hệ tốt với Nghiêm Tiểu Thì, giúp cô ấy nhiều việc, mà Nghiêm Tiểu Thì là cháu họ của Phạm Duệ Hằng, cô kêu Phạm Duệ Hằng bằng Dượng. Lẽ nào cuộc gọi bật đèn xanh cho Đàm Long cũng có bóng dáng của Hạ Tưởng? Trong lòng Phó Tiên Phong mơ hồ dâng lên cơn thịnh nộ. Hạ Tưởng là người ra mặt thay Mai Hiểu Lâm ở thủ đô, làm vài người họ hang xa nhà Phó gia bị thương, kỳ thực cũng không coi là việc đại sự. Nhưng dù sao cũng để lại cho Phó Tiên Phong những ấn tượng không tốt, cho rằng Hạ Tưởng là vì lấy lòng Mai gia nên mới cố ý ức hiếp người nhà Phó gia. Chờ sau khi nghe nói Hạ Tưởng và Khâu gia, Ngô gia đều có ít nhiều quan hệ, Phó Tiên Phong mới bắt đầu chú ý tới Hạ Tưởng, cảm thấy hắn hơi có bản lĩnh, không ngờ có thể khiến ba nhà trong bốn đại gia tộc đều xem trọng hắn. Nhưng cũng là vì vậy, cũng đã khiến Phó Tiên Phong không còn thiện cảm với Hạ Tưởng. Dù sao trong ba nhà, trên cơ bản tất cả đều không hòa hợp với Phó gia, nhất là Ngô gia và Mai gia cùng Phó gia đều có chút hiểu lầm. Hạ Tưởng đã cùng Mai gia, Ngô gia kề cận thì tự nhiên là đối thủ của Phó gia. Chỉ có điều bởi vì Hạ Tưởng cùng Khâu Tự Phong có quan hệ tốt, Phó Tiên Phong cũng đã gặp nhiều kẻ khéo léo hơn người, cho rằng Hạ Tưởng cũng chính là một chính khách đầu cơ, quan hệ khắp nơi giao hảo, lại có chút khả năng. Bởi hắn đi dù sao cùng Phó gia tạm thời không trực tiếp mâu thuẫn về quyền lợi, cần gì phải để ý đến hắn. Về việc Hạ Tưởng chủ đạo tổ lãnh đạo, Phó Tiên Phong cũng là thái độ tán thành vui vẻ, hắn cũng biết cấp trên có người ủng hộ rất lớn đối với tổ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Thành phố Đan Thành và thành phố Bảo sau khi thí nghiệm thành công, sớm muộn gì cũng đến lượt thành phố Yến. Đến lúc đó hắn cũng có thể mượn gió xuân, vơ vét chút vốn liếng. Chỉ có điều nghe Thôi Hướng nói đến Hạ Tưởng là bàn tay phía sau màn muốn ngăn trở Phó gia tiến quân đến thành phố Yến, hắn vốn không tin, lại cẩn thận cân nhắc, lại thấy tin vài phần, ngay lập tức trong lòng tức giận. Khá lắm Hạ Tưởng, đừng tưởng rằng cùng Mai gia và Ngô gia có quan hệ tốt, và Khâu Tự Phong thân thiết thì dám quấy rối Phó gia. Nếu Phó gia thật sự muốn động đến một cán bộ cấp cục nho nhỏ như mày cũng là rất dễ dàng. Hơn nữa nếu làm Phó gia tức giận, đừng tưởng rằng Mai gia và Ngô gia sẽ vì một người vô danh tiểu tốt như mày mà công khai trở mặt với Phó gia. Tập đoàn Tề Thị và Phạm Duệ Hằng không có giao tình, cũng không thể xin Phạm Duệ Hằng ra mặt được. Nếu nói có Hạ Tưởng đứng giữa sắp xếp mọi việc, thì không phải tất cả mọi việc đều thuận sao. Thôi Hướng không dám khẳng định giữa Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng rốt cuộc có qua lại hay không, tuy nhiên hắn có biết chút ít. Hạ Tưởng và con trai Phạm Duệ Hằng là Phạm Tranh đã từng cộng tác. Trước kia Phạm Duệ Hằng trước mặt mọi người cũng từng nâng Hạ Tưởng lên, có thể giữa bọn họ có cơ sở hợp tác. Hơn nữa lần trước trên hội nghị thường vụ, Phạm Duệ Hằng đột ngột làm khó dễ lại liên tưởng tới việc ủng hộ mạnh mẽ của ông ta với tổ lãnh đạo, thật không khó để nhận thấy. Hạ Tưởng cũng quả thật có chút đáng ghét. Phó Tiên Phong tức giận. Nếu Hạ Tưởng thật sự là người đứng phía sau ủng hộ tập đoàn Tề Thị, tôi thực cũng muốn tìm cách tốt để đánh hòa một ván, nếu để thu hắn thì thật sự là quá khó coi. Mã Tiêu nghe hai người nói nửa ngày, đột nhiên liền xen vào một câu. Hẳn là Hạ Tưởng, tôi ở ban tuyên giáo cũng có nghe nói, thời điểm Hạ Tưởng kết hôn, chính Yên Kinh đại tử lầu của tập đoàn Tề Thị tổ chức tiệc cưới. Tào Vĩnh Quốc và Lũ Uyên Nguyên có quan hệ rất tốt. Ban tuyên giáo cũng có không ít người tham gia hôn lễ. Phó Tiên Phong sắc mặt trầm xuống. Nếu khẳng định là Hạ Tưởng gây ra, phải có biện pháp gì trị hắn? Phó Bí Thư Thôi có ý tưởng gì? Chương 438, mượn đao giết người. Ý Thôi Hướng chính là muốn mượn thế lực của Phó Tiên Phong, cần có Phó Tiên Phong đồng ý giúp mình nên nói. Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ càng tỏa sáng, được sự ủng hộ càng nhiều, chúng ta càng bị động, lại càng khó động đến hắn. Hạ Tưởng là trợ lý của Tống Chiêu Độ, đồng thời theo Tống Chiêu Độ được thế, hắn cũng sẽ nước lên thuyền lên mà leo. Tống Chiêu Độ hành động thận trọng, lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Muốn động tay vào thủ hạ bên mình hắn gần như là không có khả năng. Hắn lại không có vấn đề kinh tế cùng vấn đề tác phong, chỉ là trên công tác nghiệp vụ không có những sai lầm to lớn, thì không thể động đến hắn được. Nhưng Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, hiện tại đúng là thăng quan tiến chức thuận lợi. Khẳng định có thể tìm được lỗ hổng của hắn.
Mặc kệ là vấn đề kinh tế hay là vấn đề tác phong, miễn là có thể đem bắt hắn thì Tống Chiêu Độ sẽ mất đi một cánh tay. Thôi Hương cũng biết, không thể lừa gạt Phó Tiên Phong về việc hắn có ý nhòm ngó ngôi báu chủ tịch tỉnh, cũng không cần thiết phải giấu giếm. Hiện tại hắn và Phó Gia thân cận, hắn có thể lên làm chủ tịch tỉnh, Phó Gia cũng hợp tác hết sức mạnh mẽ. Đương nhiên giai đoạn hiện tại vẫn phải đánh động Phó Tiên Phong, khiến Phó Tiên Phong coi Hạ Tưởng là địch là bước đầu tiên then chốt. May mắn là Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong còn có chút mâu thuẫn. Phó Tiên Phong gật đầu nói. Hạ Tưởng quả thật đáng giận, nếu hắn đã cùng Phó Gia đối nghịch, không xem Phó Gia ra gì, như vậy tôi sẽ công khai dọn sạch cái chướng ngại này. Lo nghĩ, một chút, y nói tiếp. Hạ Tưởng tuy rằng quan hệ mật thiết cùng không ít tập đoàn, dường như vẫn luôn tính toán dọn dẹp sạch sẽ, không có vấn đề gì về kinh tế. Chính người yêu hắn là Tào Thù Lê mở một công ty thiết kế, có thể theo hướng này mà bắt tay vào âm thầm điều tra không? Cũng có thể xem là một cách. Thôi Hướng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Chính sách quốc gia không cho phép người thân trực hệ cán bộ lãnh đạo tham dự vào kinh doanh, tuy nhiên cái quy định này cũng không phải quá chặt chẽ. Tỉnh Yến cũng thực ít có người đề cập. Hơn nữa việc này cũng có thể chỉ gây cho hắn chút phiền toái, nhưng muốn chuyển thành cái gì ảnh hưởng thì vẫn là chuyện nhỏ. Mã Tiêu nói không nhiều, nhưng luôn có hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người. Nếu Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu thì có quan hệ mật thiết, có thể hay không đưa vào vấn đề quan hệ nam nữ? Không được, động tới Tiểu thì sẽ là chọc tức Phạm Duệ Hằng. Chúng ta hiện đang muốn đạp Hạ Tưởng, làm suy yếu lực lượng của Tống Chiêu Độ. Không thể lại liên lụy tới Phạm Duệ Hằng, nếu không chẳng khác nào lại gặp một kẻ địch cực mạnh. Phó Tiên Phong liên tục lắc đầu. Hạ Tưởng và mấy tên ủy viên thường vụ tỉnh ủy có quan hệ tốt, muốn động đến hắn cũng rất khó khăn. Tôi lo lắng sẽ mất nhiều hơn được. Mã Tiêu không phải không có nỗi lo lắng. Việc đó không sợ, chúng ta cứ âm thầm mưu tính. Chờ khi có chứng cứ xác thực, sẽ công khai toàn bộ. Đến lúc đó Hạ Tưởng cũng không thể trở tay kịp, tất cả những ủng hộ hắn đều sẽ phải câm miệng, sẽ tránh xa hắn, tạo ranh giới với hắn. Năm đó Cao Thành Tùng thân là bí thư tỉnh ủy nhưng có chứng cứ rõ ràng thì cũng bị bắt, huống chi một tiểu nhân như Hạ Tưởng. Thôi Hướng tự tin nói. Mấu chốt là làm sao không động thanh sắc mà lấy được chứng cứ, Hạ Tưởng cũng chưa từng để lộ ra vấn đề gì về tác phong sinh hoạt. Tuy nhiên lần trước hắn bị Cao Thành Tùng chèn ép hình như là vì tập đoàn viễn cảnh của Liên Nhược Hạm. Cái gì, Liên Nhược Hạm, thật là Liên Nhược Hạm. Phó Tiên Phong vốn đang ngồi yên ổn. Vừa nghe đến tên Liên Nhược Hạm lập tức nhảy dựng lên. Liên Nhược Hạm là con gái Ngô gia, như thế nào lại có quan hệ với Hạ Tưởng chứ? Liên Nhược Hạm là người nhà Ngô gia. Thôi Hướng cũng giật mình kinh hãi, hắn cũng không có hiểu biết nhiều lắm đối với tập đoàn viễn cảnh thực. Mặc dù lúc hắn là bí thư thành ủy thì cũng là lúc tập đoàn viễn cảnh vào thành phố Yến, nhưng vẫn là Trần Phong và tập đoàn viễn cảnh giao thiệp. Hắn cũng không có chú ý gì đến. Liên Nhược Hạm cũng không phải họ Ngô, mặc dù hắn cũng biết rằng Liên Nhược Hạm đến từ thủ đô, còn cùng Ngô gia Cao Tân Chu có quan hệ mật thiết, nhưng không có nghĩ là Liên Nhược Hạm và Ngô gia lại có liên quan. Thật hay giả? Lời vừa nói khỏi miệng Thôi Hướng cũng không kìm nổi cười, hắn và Phó Tiên Phong hỏi nhau cùng một vấn đề, hơi buồn cười, Liên nói. Hẳn không phải là giả, công viên rừng rậm của tập đoàn viễn cảnh là do chính Hạ Tưởng thiết kế. Hắn còn giúp tập đoàn viễn cảnh bắt nhà máy thép và nhà máy dược nhường đất, đều là giúp hết sức lực. Khi Hạ Tưởng còn trong tổ cải tạo thôn nội đô đã cùng tập đoàn viễn cảnh quan hệ chặt chẽ, bởi vậy có thể thấy hắn và Liên Nhược Hạm có quan hệ không bình thường. Thú vị đây! Phó Tiên Phong mỉm cười như thể đã dự tính trước mọi việc. Tôi nghe nói Liên Nhược Hạm hiện tại ở Mỹ, chờ tôi hỏi thăm lại xem, giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm rốt cuộc có vấn đề gì không? Nếu nói là có. Tôi liền đem sự việc nói thẳng đến cụ Ngô gia. Ông cụ mà giận dữ, Hạ Tưởng cho dù là phó chủ tịch tỉnh thì tiền đồ cũng sẽ bị hủy diệt. Mã Tiêu vẫn luôn ngưng trọng, rốt cục cũng tươi cười. Biện pháp này hay, mượn đao giết người chung quy vẫn tốt hơn nhiều so với việc mình động thủ. Nếu như cùng Hạ Tưởng trực tiếp tấn công, nói không chừng chúng ta sẽ là người bị tổn thất. Thôi Hướng cũng cười. Tốt, có Tiên Phong ra mặt, mọi việc có thể dễ dàng hơn. Phó Tiên Phong gật gật đầu, không nói gì, trong lòng lại nghĩ Hạ Tưởng và Ngô Tài Giang dường như cũng thân thiết. Không biết ông cụ Ngô gia đối với hắn có thái độ thế nào. Tuy nhiên đoán chừng Hạ Tưởng cũng chưa lọt vào mắt ông cụ.
Gần đây nghe nói ông cụ rất yêu ái Liên Nhược Hạm, nếu Hạ Tưởng thật sự cùng Liên Nhược Hạm xảy ra vấn đề gì, ông cụ không giận tím mặt mới là lạ. Hạ Tưởng đương nhiên không biết hắn lại bị Thôi Hướng Chú tâm tính kế vào mình, mặc dù hắn cũng biết thành công càng lớn, chiến tích của Tống Chiêu Độ lại càng xuất sắc, thì với Thôi Hướng sự đe dọa càng lớn. Nhưng không có biện pháp, chính trị không phải là trò chơi của mọi nhà, là chỗ để mình có thể chung sống hòa bình với đối phương. Không thể bởi vì có người mất hứng, có người âm thầm lén lút quấy rối mà sẽ không làm việc nữa. Lúc cả nhóm người trở về thành phố Yến thì trời đã tối đen. Khâu Tự Phong nghỉ lại nhà khách tỉnh ủy, Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng đều tự về nhà. Sau khi về nhà, Hạ Tưởng đã bị Tào Thù Lê ôm cổ. Cô nước mắt rưng rưng nhìn Hạ Tưởng, vẻ mặt tội nghiệp, nói. Anh đi công tác lâu quá. Ngẫm lại đúng là từ lúc kết hôn tới nay cũng chưa từng tách xa một thời gian dài như vậy. Hạ Tưởng cũng rất nhớ cô, hắn cố sức hôn một cái. Nhớ, đương nhiên là nhớ, một lúc nữa sẽ biết anh cũng nghĩ rất nhiều đến em không? Vì sao phải chờ một lúc nữa mới biết được, hiện tại không thể nói cho em biết. Cô khờ dại hỏi, tuy nhiên Hạ Tưởng cảm thấy vẻ ngây thơ của cô tựa như luôn khiến người ta muốn phạm tội gian ác. Bởi vì nhớ chỉ là ngôn ngữ, cũng có thể nói đi nói lại. Anh không khéo léo trong diễn đạt, hay dùng hành động để biểu thị một chút cái nhớ nhung, được không? Tốt, tốt. Không biết là cô bé có hiểu hay giả bộ, lấy tay chỉ ra bếp nói. Vậy anh giúp em làm cơm là được rồi. Hạ Tưởng không bị cô cố ý đánh lạc hướng, hắn vừa cởi áo khoác vừa nói. Có cả sắc lại có cả cơm, lại thêm tiểu biệt thắng tân hôn, xa cách nhau còn thân thiết hơn cả tân hôn, em nói anh sẽ phải làm như thế nào? Đương nhiên là không có tâm tình ăn cơm, phải ăn em trước rồi mới nói gì thì nói. Cô bé nước mắt chưa khô, lại mỉm cười. Em dù sao cũng tắm rửa rồi, nếu anh không tắm rửa sạch sẽ, không cho anh chạm vào em. Nghe câu nói này Hạ Tưởng lại thấy muốn yêu, cởi bỏ nốt mấy lớp quần áo chạy ngay vào nhà tắm. Một lúc sau, Hạ Tưởng mới cảm thấy thỏa mãn, nằm trên giường nhìn lên trần nhà, để cô bé đang nằm trong lòng mình, nói. Lúc không có anh ở nhà, em có nghe lời hay không, có làm một cô gái ngoan không? Còn nữa, ở công ty có nhiều việc không? Anh không có nhà, em bình thường thì đi làm đến tan giờ. Có khi Lam Miệt cũng ở lại giúp em, nếu như em một mình, thì sau khi ăn cơm xong nằm trên giường nhớ anh. So với anh thì em ngoan hơn, không làm chuyện xấu, cũng không nghĩ ngợi lung tung. Hơn nữa công việc của công ty lại rất nhiều, mỗi ngày đều có bao công việc vây quanh. Cô bé tựa đầu trước ngực Hạ Tưởng, lật tay chỉ từng sự kiện, bỗng nhiên cô nhớ tới cái gì, lại vừa bồi thêm. Anh bảo em thay đại diện pháp nhân là Lam Miệt, em cũng làm rồi. Em hiện tại chỉ có chức vụ là nhà thiết kế, thế nào, có oai không? Vừa rồi mới gọi là oai phong. Hạ Tưởng cười ha ha một trận. Còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của anh. Cho anh nói, em không thèm quan tâm anh nữa. Cô bé kết hôn cũng được một thời gian rồi nhưng khi nghe Hạ Tưởng nói vẫn cảm thấy xấu hổ đỏ mặt. Ngày hôm sau vừa lên ban, Hạ Tưởng đến tổ lãnh đạo, vừa mới vào đến văn phòng, chào đón hắn là tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Thấy An Giật Hưng cầm đầu tổ lãnh đạo và toàn thể thành viên tụ tập một hàng, chào đón Hạ Tưởng. Nhất là Phương Cách ra sức vỗ tay, bàn tay cũng đỏ ửng mà không biết, trong mắt đều là sự hâm mộ và khâm phục. Mấy người ở phòng tổng hợp 2 Hạ Tưởng không quá thân, tuy là ánh mắt của mọi người có hoan nghênh, cũng có tí đố kỵ. Hạ Tưởng vẫn nhiệt tình bắt tay hướng về phía mọi người hỏi thăm, cảm ơn thịnh tình. Bành Mộng Phàm tiến về phía trước, là người đầu tiên cầm tay Hạ Tưởng xúc động nói. Trưởng phòng Hạ, thật là tốt, làm cho tổ lãnh đạo chúng ta tỏa sáng. Tôi rất khâm phục anh. Gã ngừng lại rồi nói tiếp. Tôi thật sự đến thành phố Đan Thành rồi đi, chỉ nhìn một chút. Rút ra kết luận, chỉ là trên giấy, muốn thực hiện thì chính mình vẫn chưa làm được, lúc này chân thành cảm ơn anh. Hạ Tưởng đặc biệt vừa lòng với thái độ của Bành Mộng Phàm. Hắn biết rõ Bành Mộng Phàm sẽ không làm bộ, y cúi đầu trước mình đã chứng minh y thực sự phục mình, bởi vậy Hạ Tưởng cũng nắm chặt tay y, nói. Trưởng phòng Trương thật khách khí, nếu mọi người đã đến tổ lãnh đạo này thì đều là chung một mục tiêu. Về sau cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ. Nghi thức chào mừng ngắn ngủi trôi qua, Hạ Tưởng vẫn chưa kịp cùng mọi người nói mấy câu liền nhận được thông báo Chủ tịch tỉnh Phạm muốn gặp hắn. Hắn và Khâu Tự Phong cùng đi vào văn phòng Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng đứng dậy đón chào,
tươi cười nói. Đến rồi, hai vị công thần mau ngồi đi, đầu tiên tôi đại diện tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cảm tạ các cậu đã đạt được thành tích to lớn. Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong không thể không khách khí và khiêm tốn một phen, hàn huyên xong hai người chia nhau ngồi xuống hai phía. Phạm Duệ Hằng hứng thú hỏi về quá trình đàm phán, Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong liền mỗi người một chữ kể cho Chủ tịch Phạm nghe. Sau khi Phạm Duệ Hằng biết được Hạ Tưởng thành công trong việc kéo vốn đầu tư, cũng là hết sức vui mừng, đồng thời rất phấn khởi, sự yêu thích Hạ Tưởng đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới giờ. Bởi vì Phạm Tranh và Tề Á Nam hợp tác rất thuận lợi, hoàn toàn hợp tác suôn sẻ làm cho người ta không thấy có bất cứ vấn đề gì. Nghe Phạm Tranh thuật lại việc Hạ Tưởng sắp đặt hắn và Tề Á Nam gặp gỡ, Phạm Duệ Hằng đã rất khen ngợi không dứt về thủ đoạn cao siêu của Hạ Tưởng, cũng bảo Phạm Tranh sau này cố gắng học tập Hạ Tưởng. Phạm Duệ Hằng cũng không do dự, cùng Cốc Nho liên lạc, trịnh trọng mà đề cử Hạ Tưởng. Cốc Nho nghe tình hình của Hạ Tưởng thì không hẳn hứng thú nhưng lại nể thể diện Phạm Duệ Hằng đành miễn cưỡng đáp ứng. Phạm Duệ Hằng cũng nghe ra Cốc Nho khó xử, chần chừ một chút liền ém việc này xuống, tạm thời không nhắc tới. Tin tức Hạ Tưởng thành công trong việc kéo cô đắc bỏ vốn đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ tới tỉnh Yến, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Phạm Duệ Hằng không ngờ là, ngai vàng chủ tịch tỉnh của mình an toàn rồi. Liền theo ông lại nghĩ đến, ngai vàng chủ tịch tỉnh ngồi yên mới chỉ là bước đầu tiên, lên vị trí bí thư ngồi mới là mục tiêu cuối cùng của mình. Hiện tại mới thí điểm ở hai thành phố, tổ lãnh đạo đã giành được những thành tích đáng mừng. Chờ nhóm thành phố thứ hai nhóm thứ ba làm thí điểm, thậm chí hướng toàn bộ tỉnh mở rộng, sẽ càng đạt được nhiều thành tích. Làm chủ tịch tỉnh, năng lực của ông ta sẽ được các cấp lãnh đạo tán thưởng. Phạm Duệ Hằng liền hạ quyết tâm, phải ủng hộ tổ lãnh đạo toàn lực công tác, cần người cho người, cần tiền cấp tiền, muốn chính sách phải có chính sách, chỉ cần tổ lãnh đạo có tâm, làm tốt chỉ đạo thì. Cho nên ông ta liền sớm sắp đặt tất thảy, thông báo thư ký, một khi Hạ Tưởng trở về thì trước tiên là hẹn gặp hắn, thể hiện sự xem trọng đối với công tác của tổ lãnh đạo, cũng để Hạ Tưởng cảm nhận được ông ta rất quan tâm tới hắn với tư cách cá nhân. Phạm Duệ Hằng nghe Hạ Tưởng cùng Khâu Tự Phong nói chuyện xong, cười. Cũng là cậu Hạ Tưởng dám bạo dạn hành động mạo hiểm. Nghĩ ra thế đúng là lạt mềm buộc chặt, thay cán bộ khác, cũng không có thể can đảm như vậy. Hạ Tưởng vội khiêm tốn nói. Tôi kỳ thực cũng là bị bất đắc dĩ thôi. Người Mỹ quá ngạo mạn, không lượng sức, bọn họ chung quy cảm thấy đầu tư như là cứu tế cho chúng ta. Kỳ thực trong ngôn ngữ thương trường, bọn họ cho rằng có lợi mới đầu tư. Lại không nghĩ là người Mỹ lại bắt nạt kẻ yếu. Cuối cùng không phụ với phó thác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Có phó thị trưởng Khâu và phó tổng thường hỗ trợ, tôi có thể nhân cơ hội ép sát từng bước, coi như chuyến đi này không tệ. Phạm Duệ Hằng cảm thấy vô cùng vừa lòng với việc Hạ Tưởng luôn luôn không quên đề cập đến tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tống Chiêu Độ. Ở trong quan trường ý nghĩ luôn phải tỉnh táo, có công lao cũng không thể tự kiêu ngạo, nếu không rất dễ bị đày vào lãnh cung. Còn phải cho Phạm Tranh theo Hạ Tưởng để học hỏi rất nhiều vấn đề. Hơn quan hệ giữa ông ta và Hạ Tưởng cũng đã có bước đột phá mới, trở nên thân thiết hơn, ông ta càng thoải mái tâm tình, càng cảm thấy rất dễ chịu. Chờ khi cùng Kodak chính thức ký kết hợp đồng, đến lúc đó tôi phải đích thân tới hiện trường, cảm nhận một chút bầu không khí mới được. Phạm Duệ Hằng nói, muốn tham dự lễ ký kết, cũng như là cho tổ lãnh đạo cùng thành phố bảo sự ủng hộ to lớn. Thế nào, có hoan nghênh không? Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong nhìn nhau. Cũng nhìn về phía Phạm Duệ Hằng tỏ vẻ hoan nghênh và cảm tạ. Hạ Tưởng thoáng một cái, cân nhắc cẩn thận, vẫn muốn nói ra việc Tống Chiêu Độ ở Bắc Kinh đã an bài hắn và Khâu Tự Phong chấp nhận phỏng vấn. Hạ Tưởng cũng không phải là cố ý nịnh hót Phạm Duệ Hằng, mà là tin rằng với sự thông minh của ông ta, hoàn toàn có thể đoán ra nội tình bên trong và ảnh hưởng của Tống Chiêu Độ ở trong đó. Ý của Hạ Tưởng là đúng, Tống Chiêu Độ hiện tại hẳn là đã đến rất gần Phạm Duệ Hằng, hợp tác củng cố khối đồng minh. Hạ Tưởng mơ hồ lo lắng chính là Mã Vạn Chính thái độ rất mờ ám. Hẳn là cần phải tìm cơ hội cùng Phó Chủ tịch tỉnh Mã nói chuyện. Theo khía cạnh hiểu biết về Chủ tịch tỉnh Mã mà nói, Mã Vạn Chính khẳng định cũng muốn tiếp nhận chức vụ Chủ tịch tỉnh, ông ta và Tống Chiêu Độ cũng là đối thủ cạnh tranh. Tống Chiêu Độ càng tỏa hào quang, Hạ Tưởng càng muốn biết chính xác ý nghĩ của Mã Vạn Chính, tránh cho nảy sinh các mâu thuẫn. Phạm Duệ Hằng nghe Hạ Tưởng báo cáo xong, gật đầu cười. Tôi ủng hộ việc Chiêu Độ làm, nên gõ người nhà một chút mới được. Ngừng lại một chút, ông ta thoáng nhìn Hạ Tưởng vẻ tán thưởng,
nhìn như không chút để ý nói. Chuyện này hôm qua tôi có nghe nói rồi. Thấy đến giờ, liền thôi không nói nữa, Phạm Duệ Hằng sẽ không tiết lộ nữa, thân là kẻ bề trên, phải cần duy trì cảm nhận huyền bí khiến cho người ta kính nể. Khâu Tự Phong nao nao, lặng lẽ hướng Hạ Tưởng gật gật đầu, ý là khen ngợi hắn kịp thời tỏ thái độ. Nếu không nói, Phạm Duệ Hằng cho dù ở mặt ngoài không nói gì, trong lòng cũng sẽ có chút ít ý tưởng. Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phạm Duệ Hằng uy nghiêm nói một tiếng mời vào, là thư ký Thạch Vĩ của ông ta. Thạch Vĩ trung tuổi, trắng nõn, mặt dài, mang một bộ kính gọng vào trên mắt, đối nhân xử thế rất lễ phép. Từ sau sự kiện Vũ Phái Dũng, mấy thư ký của lãnh đạo tỉnh Yến đều rất kiềm chế, đều trở nên rất biết tự ràng buộc. Thạch Vĩ nhìn Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong khẽ gật đầu, sau đó báo cáo với Phạm Duệ Hằng. Chủ tịch tỉnh Phạm, báo Thanh Niên và báo Kinh tế có bài viết về đồng chí Khâu Tự Phong và đồng chí Hạ Tưởng. Ngài muốn xem qua một chút không? Phạm Duệ Hằng rất cao hứng. Muốn xem một chút, tôi xem phóng viên sẽ tạo nên một chân dung quá trình đàm phán thần kỳ như thế nào. Hạ Tưởng thấy Phạm Duệ Hằng chịu bỏ ra thời gian quý báu để tiếp mình và Khâu Tự Phong, trong lòng cũng rất cảm kích. Bình thường đã tới cấp độ như Phạm Duệ Hằng thì việc đàm phán thế này, từ trước tới nay luôn chỉ hỏi kết quả chứ không quan tâm quá trình. Ông ta không có thời gian và sức lực để quan tâm. Hôm nay chẳng những cẩn thận hỏi rất nhiều chi tiết, còn đặc biệt kiên nhẫn bàn bạc rất nhiều các khía cạnh trong kỹ thuật đàm phán. Có thể nói thể hiện cực kỳ kiên nhẫn và kiềm chế. Ngay cả Khâu Tự Phong cũng âm thầm tán thưởng. Phạm Duệ Hằng cầm báo từ tay Thạch Vĩ, đọc nhanh đại khái mất 10 phút là xong. Sau khi xem xong, ông ta cầm tờ báo đưa cho Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong nói. Nói vậy các cậu cũng chưa đọc bài viết này nhỉ? Nhìn một chút đi, tôi cảm thấy viết rất tốt, ý tứ biểu đạt khen ngợi rõ ràng, những gì không nên nói cũng biểu đạt một cách kín đáo. Các nhà báo này trình độ thật là không thấp. Hạ Tưởng biết rằng trước khi bài viết được đăng, khẳng định đã phải đưa cho Tống Chiêu Độ xem trước. Hắn chỉ xem qua loa một chút rồi trao đổi báo với Khâu Tự Phong. Cảm giác văn phong của hai phóng viên một người thì cẩn thận nghiêm túc, một người thì phóng khoáng, tuy nhiên bài viết rất tốt. Hạ Tưởng xem cảm thấy rất vừa lòng. Tác dụng của báo chí là rất lớn, có thể ngấm ngầm hại người, có thể chỉ chó mắng mèo, cũng có thể ca tụng công đức, cũng có thể giết người vô hình. Người ta thường nói bút viết như đao, quả nhiên không hề sai. Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong vừa đi khỏi văn phòng Phạm Duệ Hằng, liền lại nhận được thông báo, nói là Bí thư Diệp muốn tiếp kiến bọn họ. Hai người nhìn nhau cười, không có cách nào. Lãnh đạo triệu tập, nhất định phải nghe lệnh. Nếu là người khác bí thư tỉnh ủy tiếp kiến, còn không phải vui mừng tới cuồng lên sao? Đương nhiên, Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong từ sâu trong lòng cũng rất vui vẻ, ai cũng khát khao được coi trọng. Hạ Tưởng như thế, thân là thái tử đảng Khâu Tự Phong thì cũng vậy. Chương 439, anh qua tôi lại. Khâu Tự Phong và Hạ Tưởng gặp Diệp Thạch Sinh trong không khí khá nghiêm túc. Chỉ hỏi kết quả, căn bản không hỏi quá trình. Ông ta khen ngợi Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong vài câu, biểu dương quá trình, lại chuyển trọng tâm câu chuyện, giọng điệu hơi bất mãn nói. Về sau không có phê chuẩn, không được tự động nhận phỏng vấn của phóng viên. Hơn nữa các cậu hiện tại thân phận khác nhau. Đồng chí Tự Phong là phó thị trưởng, đồng chí Hạ Tưởng là thành viên của tổ lãnh đạo, thân phận rất nhạy cảm, làm sao có thể tùy tiện phát biểu ngôn luận, căn cứ vào quy định. Hễ là việc truyền thông ra tỉnh, đều trước tiên phải qua cửa ban tuyên giáo. Để ban tuyên giáo đứng ra phối hợp, sắp xếp rồi mới được. Diệp Thạch Sinh tức giận cầm tờ báo quẳng trước mặt hai người. Cho dù Diệp Thạch Sinh tức giận là thật hay là giả vờ để ra vẻ oai phong, chắc hẳn rằng trong lòng ông ta không vui là sự thật. Tỉnh Yến có một tin tức lớn như vậy, kết quả là trong giới truyền thông trong tỉnh thì không có điểm tin nào, truyền thông quốc gia đưa tin. Rõ ràng là đánh vào mặt giới truyền thông tỉnh Yến, khiến ban tuyên giáo tỉnh ủy chẳng còn mặt mũi nào. Hạ Tưởng đến thời khắc mấu chốt vẫn duy trì khiêm nhường, ra hiệu cho Khâu Tự Phong nói trước. Khâu Tự Phong thật bất đắc dĩ. Ai bảo y cấp bậc cao một chút cơ, y liền vội vã giải thích rõ nguyên do với Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh đương nhiên không tin, lại hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền từ từ trình bày sự kiện tình cờ gặp mặt lặp lại một lần nữa. Diệp Thạch Sinh mới bán tin bán nghi nói. Tình cờ gặp mặt, cũng là các cậu không từng có kinh nghiệm đối phó với phóng viên, bị bọn họ lôi vào phỏng vấn. Chỉ có điều ban tuyên giáo khẳng định là sẽ có ý kiến. Bọn họ sẽ tìm các cậu để tìm các cậu hỏi cho ra lý.
Hạ Tưởng liền rèn sắt khi còn nóng nói. Bí thư Diệp, tuy rằng cùng tập đoàn cô đã ký kết hợp đồng, nhưng chưa chính thức ký kết hiệp định. Chúng tôi trước mắt vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ban tuyên giáo nếu cố kiếm chuyện, làm chậm trễ công tác thì thật là phiền toái. Diệp Thạch Sinh bị Hạ Tưởng nói vậy liền nở một nụ cười. Được rồi, đừng có dở thủ đoạn với tôi. Ban tuyên giáo khẳng định sẽ nói ra suy nghĩ của mình, cứ để cho bọn họ nói vài câu. Chẳng qua nếu như không kết thúc, ảnh hưởng đến công tác của cậu, cậu cứ đem tôi ra làm lá chắn là được. Hiện tại trời đất bao la, tài chính của cô đắc lớn nhất. Trước khi tiền đầu tư tới, ý kiến của tôi là trong giới truyền thông tỉnh không nên tuyên truyền cho thỏa đáng, chờ chính thức ký kết hiệp định sẽ không thể thiếu các bài báo của các ông các bà. Hạ Tưởng vội vàng cười cung kính mà đáp. Ý kiến của Phó Thị trưởng Khâu và tôi là, chúng tôi chỉ phụ trách công tác cụ thể là được. Làm ra bất luận thành tích gì cũng đều nhờ ở tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo. Diệp Thạch Sinh tiếp lời Hạ Tưởng nói. Lời nói suông thì không cần phải nói. Bước tiếp theo là nhiệm vụ của các cậu, cùng cô Đắc liên hệ chặt chẽ, làm tốt giai đoạn chuẩn bị đối với cô Đắc. Công tác của tổ lãnh đạo cũng không thể buông lơi. Phải tiếp tục xâm nhập mở rộng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, tranh thủ sớm lấy được những thành công hơn nữa, đưa kinh tế thành phố Đan Thành và thành phố Bảo phát triển. Cuối cùng, Diệp Thạch Sinh lại khuyến khích Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong vài câu, nói với hai người tình ý sâu xa. Các cậu hai người đều còn trẻ, lại có những thành tích lớn như vậy, nhất định không nên kiêu ngạo nóng vội. Đi ra khỏi văn phòng Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng thừa dịp có người không để ý duỗi người vươn vai, lắc đầu nói. Ai cũng nói được lãnh đạo tiếp kiến vốn là chuyện tốt, nhưng gặp lãnh đạo nhiều quá cũng không tốt. Thắt lưng đau, chân cũng đau, nói không chừng trong chốc lát nữa cái cổ cũng đau. Về sau chờ tôi lên làm lãnh đạo, khi tiếp kiến người khác, nhất định không cần bắt họ phải ngồi phải ngẩng cổ thẳng, cho bọn họ tùy ý. Đừng có chê cười, rồi nhất định sẽ đến lúc, cậu mà không kênh kiệu, người khác sẽ coi trọng anh. Sự thật chính là như vậy. Trong quan trường, nếu cậu không giống bình thường, cuối cùng chỉ có thể là bị người xa lánh, hoặc là đày vào lãnh cung. Và lại, tôi xem cậu về sau cũng không có dáng vẻ kiêu ngạo đâu. Khâu Tự Phong cười ha hả vài tiếng. Hạ Tưởng khó hiểu. Sao nói vậy? Cậu và chủ tịch tỉnh Phạm hiện tại quan hệ rất tốt, trước mặt bí thư tỉnh ủy cũng rất trấn tĩnh tự nhiên. Dần ra liền tạo thành uy thế. Chờ cậu ngồi vào vị trí thị trưởng, vô tình sẽ dọa hạ cấp. Khâu Tự Phong cảm thán nói. Lúc này đây tôi xem như đã lây tí hào quang của cậu rồi, về sau lúc cần gì, cứ nói một tiếng. Chờ tài chính tới, tôi sẽ bận tối mắt tối mũi. Vẻ mặt Khâu Tự Phong lóe ra ánh kỳ vọng, số tiền tỷ rưỡi đô la khẳng định sẽ không chuyển đến một lần. Nhưng cho dù là không chuyển đến một lần, cũng là một khoản lớn. Đến lúc đó hạng mục xây dựng, khảo sát sân bãi, từ từ từng chút, Khâu Tự Phong quả thật phải bận tối mày tối mặt. Nhưng nhờ đó mà ở thành phố Bảo, y sẽ nổi bật chỉ đứng sau bí thư và thị trưởng. Phó thị trưởng thường trực sẽ hoàn toàn bị y vượt qua mặt. Hạ Tưởng cũng tin tưởng hắn nắm chắc thời cơ tốt, nắm trong tay chiến tích, từng bước một thăng tiến. Tập đoàn Tề Thị sẽ tới thành phố Bảo đầu tư giao ngâm Mậu Thịnh, mời anh đích thân ra mặt chiêu đãi. Bởi vì trong đó có một vài cổ đông tên là Phạm Tranh Phạm công tử của chủ tịch tỉnh. Đối với Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng không cần phải giấu giếm, nói thẳng thân phận của Phạm Tranh. Khâu Tự Phong cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ gật gật đầu. Việc nhỏ, không cần phải bàn. Tôi ngược lại có một việc, đang suy xét xem có nên tham gia hay không. Sau khi Mai Hiểu Lâm rời khỏi huyện An, ai sẽ tiếp nhận chức chủ tịch huyện? Còn nữa, nghe nói bí thư huyện ủy 6 tháng nữa cũng đến lúc về hưu, cần chọn người thích hợp, anh cũng có thể nói với bí thư Trần đề xuất một người đi huyện An. Dù sao huyện An cũng là tâm huyết của chúng ta. Khâu Tự Phong nói, Hạ Tưởng cũng động lòng. Huyện An, hắn đã bỏ rất nhiều mồ hôi và công sức. Để cho một người của mình tiếp nhận cũng là để tiếp tục các chính sách bảo an địa phương cho tốt. Để ai đi thì tốt đây. Hạ Tưởng quyết định tìm Trần Phong nhờ cậy. Khi Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc thì đã giữa trưa, Phương Cách rêu rao là vì Hạ Tưởng mà mừng công, rút cuộc mời mọi người đi liên hoan. Cuối cùng Phương Cách rất bi thảm vì bị phát hiện chẳng còn tiền, không biết lúc nào bị Lam Miệt đem tất cả tiền ra tiêu hết sạch, Phương Cách khóc không ra nước mắt. Không ngờ Trung Nghĩa Bình lại rút tiền ra giúp hắn giải vây. Trung Nghĩa Bình thật không tồi, Hạ Tưởng giật mình, xem cơ hội thật thích hợp,
có thể đưa Trung Nghĩa Bình tới huyện An làm phó chủ tịch huyện, bồi dưỡng trọng điểm một chút. Không ngoài sở liệu của Hạ Tưởng, buổi chiều một gã phó trưởng ban của ban tuyên giáo tỉnh ủy đến tìm hắn hỏi về việc tại sao hai hãng truyền thông lớn cùng đưa tin là như thế nào. Phó trưởng ban tên là Phong Lợi, khoảng 40 tuổi, vóc dáng không cao nhưng rất béo, gần như một hình tròn. Hạ Tưởng cũng biết hắn, hắn từng là người của Lộ Uyên Nguyên, Lộ Uyên Nguyên vừa đi, hắn lập tức tới gần Mã Tiêu, thành trợ thủ đắc lực nhất của Mã Tiêu. Bởi vậy Hạ Tưởng không có ấn tượng tốt gì với hắn. Phong Lợi hùng hổ quát mắng Hạ Tưởng vài câu, còn nói. Trưởng phòng Hạ, về sau khi thấy truyền thông phỏng vấn thì phải báo cho ban tuyên giáo tỉnh ủy xin chỉ thị. Được ban tuyên giáo phê chuẩn mới được nói chuyện, có hiểu không, nếu không cậu tự gánh lấy hậu quả. Hạ Tưởng đã sớm nghĩ tới cách giải thích, rất khách khí nói. Bọn họ không nói ra thân phận phóng viên, chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm thôi. Tôi ở trên máy bay sao có thể gọi điện thoại hỏi ý kiến ban tuyên giáo tỉnh ủy được đây? Thái độ của cậu thế là thế nào? Phong Lợi giận dữ. Đồng chí Hạ Tưởng, đề nghị chấn chỉnh lại thái độ. Tôi đang nói với cậu vấn đề rất nghiêm túc, không có chuyện nửa đùa nửa thật. Nói sai rồi, nhưng lại muốn phủ nhận trách nhiệm, cậu có biết rõ hậu quả không? Hạ Tưởng không cần đoán cũng biết, lửa giận của Phong Lợi sau lưng là Mã Tiêu giận dữ vì sự kiện báo chí vừa rồi. Cơn thịnh nộ của Phong Lợi thật là lớn, đại diện cho sự bất mãn của Mã Tiêu nữa. Hắn không vội, cũng không có chút e sợ, nói. Rất xin lỗi Phó trưởng Ban Phong, tôi không phải người của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đối với yêu cầu công tác của Ban tuyên giáo tỉnh ủy không rõ lắm. Hơn nữa tôi tới nước Mỹ đàm phán, Ban tuyên giáo cũng không cố ý giải thích cho tôi một chút các vấn đề. Hiện tại sau khi sự việc xảy ra mới nói với tôi chỉ có thể tiếp thu về sau sẽ cố gắng sửa. Cam đoan không lặp lại sai lầm. Anh đừng giận dữ rồi phát lên người tôi. Hạ Tưởng lời nói tuy rằng gượng gạo nhưng lại không phải không có lý. Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ quản toàn bộ việc tuyên truyền của tỉnh, nhưng với tổ lãnh đạo không có quyền quản lý trực tiếp. Chỉ có thể lãnh đạo trên vấn đề nghiệp vụ, không thể chỉ huy theo kiểu hành chính. Lui một bước, cho dù Hạ Tưởng không đến xỉa tới Phong Lợi cũng chẳng có cách nào. Bởi vì ban tuyên giáo không phải ban tổ chức cán bộ. Phong Lợi giận tím mặt. Cũng không trách Phong Lợi dáng vẻ kiêu ngạo. Quả thật là sau khi chứng kiến hai tờ báo ra tin, Mã Tiêu tức giận quăng ngay tại chỗ, khẩn cấp triệu tập cuộc họp hội đồng nội bộ. Yêu cầu mọi người triển khai mở rộng tuyên truyền vận động ở trong trụ sở tỉnh ủy, muốn cho tất cả cán bộ then chốt đề cao tố chất bản thân, duy trì các tính cảnh giác, không tùy tiện phát biểu những lời nói không cần thiết, để tránh ảnh hưởng đến sự đoàn kết yên ổn của đại cục chính trị. Mã Tiêu đưa sự kiện lên tầm chính trị cao, những người ở dưới sẽ không thể phớt lờ. So với Lộ Uyên Nguyên, Mã Tiêu mạnh mẽ cứng rắn hơn, làm việc rất thích gióng trống khua chiêng sôi nổi. Không trách tất cả mọi người nói lúc trước y đã từng làm trưởng ban tuyên giáo ở một thành phố phía Đông Bắc. Bởi vì năm đó thành phố của y luôn tuyên truyền rầm rộ nhưng kinh tế lại rối tinh rối mù. Dân bản xứ vẫn nói đùa là, chỉ cần có cái quần, không cần lo cái bụng. Ý tứ là thà rằng đói bụng cũng phải bề ngoài vẻ vang. Thành phố đó tuy nổi tiếng toàn quốc về hình tượng bề ngoài nhưng trên thực tế cư dân thu nhập rất thấp nhưng công tác tuyên truyền lại rất đúng lúc làm cho hình tượng bên ngoài của thành phố dường như rất sung túc. Phong cách của Mã Tiêu còn có kiểu rất xem trọng hiệu quả mặt ngoài, hơn nữa rất mạnh miệng huy anh hoang. Mọi chuyện rất thích cường điệu. Sau khi họp xong, Mã Tiêu giữ một mình Phong Lợi ở lại. Để hắn tới gặp Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong quát mắng một trận. Cần cam đoan thống nhất cách xử lý, không để tiếng vang tổ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đi khắp tỉnh Yến. Mã Tiêu cũng hiểu được, chắc chắn là có người cố ý giở trò, chính là muốn đánh hắn một bạt tai. Cho nên hắn vô cùng giận dữ, liên tưởng đến Tống Chiêu Độ tự đi tới thủ đô đón Hạ Tưởng, hắn sao lại không hiểu rõ có bóng dáng của Tống Chiêu Độ đằng sau sự kiện đó chứ? Tống Chiêu Độ thì hắn không thể động vào, cũng không quản được. Chẳng lẽ ngay cả Hạ Tưởng cũng dám lên mặt với y? Y nhớ tới lúc trước mới cùng Thôi Hướng và Phó Tiên Phong bàn bạc việc thu thập tài liệu về Hạ Tưởng, hiện tại càng kiên quyết ý tưởng trong lòng. Hạ Tưởng quả nhiên là một người thích gây chuyện, không đánh cho hắn một cú hắn vẫn có thể bất ngờ cân bằng đến giờ. Hiện tại chẳng qua là chuyện nhỏ, nếu như tiếp theo cô Đắc đến chính thức ký kết hiệp định, chờ truyền thông quốc gia đưa tin khắp nơi, truyền thông tỉnh Yến không có một lời nào, hắn làm trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ là người không làm tròn bổn phận. Sẽ là một vết trong lý lịch chính trị khó có thể bào chữa được.
thực muốn gây ra sự việc lớn như vậy, tất cả mọi người sẽ nhìn hắn chê cười. Hắn tại tỉnh Yến sẽ bị hạ thấp uy tín, lại khó mở rộng công tác gì. Hạ tưởng tốt lắm, Mã Tiêu Bảo Phong Lợi nghiêm giọng trách mắng để cho nhớ, và tăng thêm vấn đề chính trị hơn nữa. Phong Lợi hiểu tính cách và thủ đoạn của Mã Tiêu, biết rõ Mã Tiêu không dễ hầu hạm so với Lộ Uyên Nguyên cũng hay cáu kỉnh hơn, không thể không cẩn trọng. Vừa nghe trưởng ban Mã yêu cầu hắn tới gặp Hạ Tưởng tiến hành khiển trách, biết rõ cơ hội tới rồi, liền vội vàng sắp sẵn dáng điệu, tiến tới đánh Hạ Tưởng. Phong Lợi bị thái độ thản nhiên lờ đi của Hạ Tưởng chọc giận. Hắn lấy quyền của phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, lấy giọng điệu của phó ban nói. Đồng chí Hạ Tưởng, xét thấy cậu không có nhận thức về tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi sẽ phản hồi lại vấn đề của cậu tới phó chủ tịch tỉnh Tống. Cũng không loại bỏ sẽ báo cáo lại một chút với chủ tịch tỉnh Phạm. Cậu hãy tự thu xếp cho ổn thỏa. Hạ Tưởng sắc mặt vô cùng xem thường Phong Lợi. Năm đó hắn và y cũng từng có gặp mặt, bởi vì Tào Vĩnh Quốc và Lộ Uyên Nguyên có quan hệ với nhau, Phong Lợi còn nói chuyện với giọng điệu rất thân thiết. Hiện tại ngược lại, Lộ Uyên Nguyên vừa đi khỏi, lại tự cho mình chạy theo Mã Tiêu, lại trở mặt. Vốn là một chuyện nhỏ, còn không bỏ việc làm lính hầu của Mã Tiêu. Thủ đoạn nịnh hót bợ đỡ rất bị ổi. Hạ Tưởng bình thường rất ít khi tức giận. Hôm nay quả thật cũng có tức giận. Mã Tiêu ở trong ban tuyên giáo lúc cần tuyên truyền không chịu tuyên truyền, hiện tại là lúc làm ra thành tích lớn, rồi lại chuyện bé xé ra to, cố tình xúi dục Phong Lợi đến gây phiền phức, xem ra y đã quyết tâm cùng chung một chỗ với Thôi Hướng. Hạ Tưởng đang muốn mở miệng phản bác lại vài câu. Đối phó với các thương nhân cô đắc của Mỹ còn không có vấn đề gì. Ứng phó với loại nịnh hót tiểu nhân như Phong Lợi lại càng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng biết Phong Lợi còn không có tư cách làm gì hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe ở cửa có tiếng người nói. Đồng chí Phong Lợi oai phong không nhỏ, cố công đến tổ lãnh đạo chỉ dẫn công tác đấy ư. Anh không cần báo với phó chủ tịch tỉnh Tống, lại càng không cần báo cáo với chủ tịch tỉnh Phạm. Có chuyện gì cứ trực tiếp nói thẳng với tôi là được. Mã Vạn Chính tới. Mã Vạn Chính vừa đến, mọi người phòng tổng hợp một đều đứng dậy chào hỏi chủ tịch tỉnh. Mã Vạn Chính tươi cười nhìn mọi người gật đầu, nhìn sang Phong Lợi rồi lại ra vẻ nghiêm mặt nói. Đồng chí Hạ Tưởng vì tỉnh Yến mà mang về khoản đầu tư lớn, là công thần của tổ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến. Cậu ấy còn trẻ, lại không biết bị phóng viên tính kế lừa, cũng không phải việc gì quá to tát. Không cần phải làm to chuyện, đồng chí Phong Lợi nếu không có chuyện gì thì đi về trước đi. Tôi muốn gặp đồng chí Hạ Tưởng nói chuyện một chút. Phong Lợi đúng là bị một vả vào mặt, hắn cũng không dám cùng phó chủ tịch thường trực tỉnh chống đối, vội vã gật đầu nói. Dạ phó chủ tịch tỉnh Mã, lời nên nói tôi đã nói rồi, lập tức đi ngay. Phong Lợi vẻ mặt xám xịt ra về, lúc gần đi còn lặng lẽ liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, nghĩ thầm còn nhiều thời gian. Không tin là không túm được gáy mày, cơn tức giận trong lòng y khó có thể tiêu tan. Hạ Tưởng cũng không để cho y chút mặt mũi nào. Vừa rồi người khác trong tổ lãnh đạo cũng thấy y trợn mắt nhìn, khiến quyền uy của y chả còn chút nào. Phong Lợi liền quyết định tốt nhất là trước mặt Mã Tiêu tố cáo Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cho rằng Mã Vạn Chính chỉ là vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện giải vây giúp, không nghĩ là Mã Vạn Chính thật là có việc chạy qua tìm hắn. Văn phòng của Mã Vạn Chính ở trên lầu, ông ta chẳng qua là tiện đường lên lầu đi ngang qua. Nhưng phó chủ tịch thường trực tỉnh đích thân tìm đến, quả thật là rất nể mặt. Theo Mã Vạn Chính đi vào phòng làm việc, Hạ Tưởng liền chủ động báo cáo một chút công việc. Mã Vạn Chính nghe xong chỉ cười gật đầu, không nói được lời nào. Vẫn chờ Hạ Tưởng nói xong, ông ta mới ho khan một tiếng, uống một ngụm trà nói. Tiểu Hạ, gần đây có cùng Húc Quang qua lại nhiều không? Gần đây Hạ Tưởng và Phùng Húc Quang không lui tới nhiều lắm. Siêu thị của Phùng Húc Quang đang trong giai đoạn khuyết trương trên phạm vi toàn bộ tỉnh nên công việc rất lớn. Y cũng là tối mày tối mắt bận rộn, tuy nhiên Hạ Tưởng cũng đang muốn tìm Phùng Húc Quang nói chuyện với y về siêu thị ở thành phố, việc mở rộng toàn diện rau quả tươi ngâm. Không phải rất nhiều, Húc Quang gần đây vẫn rất bề bộn công việc. Ngẫu nhiên liên lạc một chút bằng điện thoại thì có, hắn ngay cả nói cũng cố không nhiều lời. Hạ Tưởng trả lời thật chi tiết. Thành tích của tổ lãnh đạo thật khả quan, Hạ Tưởng, công lao của cậu có sự giúp đỡ của Chiêu Độ. Các bước đi càng ngày càng vững vàng. Mặt Mã Vạn Chính cười cười, nhìn không ra ông ta thực có ý gì. Hạ Tưởng cũng chỉ khách khí nói vài câu, cũng không nói thêm cái gì.
Mã Vạn Chính khẳng định muốn tranh chức chủ tịch tỉnh, không thể tránh trở thành đối thủ với Tống Chiêu Độ. Quan trường chỉ có lợi ích là mãi mãi, không có tình bạn mãi mãi. Mã Vạn Chính cũng nhìn ra Hạ Tưởng khó xử, đã nói. Chiêu Độ trên cương vị là phó chủ tịch tỉnh thời gian cũng ngắn, cho dù là có thành tích lớn, một bước quá độ lên chủ tịch tỉnh là khó, khả năng cũng không lớn, bởi vì nền móng cơ bản chưa xong. Chủ tịch tỉnh là một chức phụ trưởng, bình thường ít nhất phải đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh 5 năm trở lên mới có thể đảm nhiệm. Chiêu Độ năm nay còn không đến 40, kinh nghiệm lý lịch tư cách vẫn còn thiếu một chút. Ý tứ của Mã Vạn Chính chẳng lẽ là nói muốn cho Tống Chiêu Độ chủ động nhường. Lại nữa đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh một thời gian, sau đó mới lại tiến công tới ngai vàng chủ tịch tỉnh. Đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh một thời gian liền đề bạt cất nhắc lên làm chủ tịch tỉnh cũng không phải là không từng có tiền lệ. Nếu như chiến tích đủ lớn, đặc biệt đề bạt cũng không phải cái gì ghê gớm. Nhưng thái độ Mã Vạn Chính lại có chút ý vị sâu xa. Hạ Tưởng vừa ngượng không muốn mở miệng hỏi thẳng, liền lập lờ nói. Tôi cũng không rõ phó chủ tịch tỉnh Tống đích thực có ý nghĩ đó không. Cũng không ảnh hưởng được tới quyết định của ông ấy. Ngài có thể trực tiếp tìm ông ấy nói chuyện. Tôi tin xuất phát từ sự tôn trọng ngài, ông ấy và ngài sẽ có sự kết nối tốt đẹp. Mã Vạn Chính tạm dừng một lát. Tôi nghĩ Chiêu Độ đều biết, tôi và ông ta đều là những người tiếp theo có đủ tư cách cạnh tranh vào ghế chủ tịch tỉnh. Quên đi, cậu thay tôi chuyển lời là được. Mặc kệ Chiêu Độ hiểu lầm hay đồng ý, tôi đều ok. Trở lại văn phòng, Hạ Tưởng trầm tư nửa ngày. Mã Vạn Chính thật tâm khuyên bảo hay là cảm giác được nguy cơ. Suy nghĩ nửa ngày không thấy được vấn đề mấu chốt, bất đắc dĩ cười. Hắn chỉ một mực chuyển lời hộ là được, việc khác tạm thời vẫn không cần quan tâm. Hai ngày sau Hạ Tưởng thu được tin tức chuẩn xác, Đỗ Nồng Quốc đến trạm thường trú báo thanh niên ở tỉnh Yến đảm nhiệm vị trí phóng viên. Cố Tăng điều nhiệm đi chi nhánh Hoa Tân xã tại tỉnh Yến làm phó trưởng chi nhánh. Tin tức rơi vào tai ban tuyên giáo tỉnh ủy, Mã Tiêu đang uống trà tức giận đến phun ra ngoài. Không cẩn thận không ngờ đập nát chén trà, nước trà chảy ra đầy bàn, vừa vặn làm ướt hết tờ báo có thông tin câu chuyện của Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong. Nhìn thấy tờ báo bị ngấm nước từ từ, sắc mặt Mã Tiêu càng ngày càng khó coi, hắn rốt cuộc đã hiểu đối thủ của mình chơi tổ hợp, đánh vào má phải mình xong lại tiếp tục nện vào má trái. Mã Tiêu nổi trận lôi đình. Chương 440, tình cờ. Mã Tiêu gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong, đem tất cả những gì Hạ Tưởng phản kích nói ra. Phó Tiên Phong lại hời hợt nói. Trưởng ban Mã, không cần lo lắng, còn nhiều thời gian, thắng bại không ở chỗ nhất thời. Liên Nhược Hàm hiện tại đang ở Mỹ. Vẫn chưa tìm ra cô ấy và Hạ Tưởng thời gian trước có quan hệ gì không. Tuy nhiên nghe nói hình như cô ấy có sinh một em bé, nhưng lại ở nước ngoài nên cũng không tiện tìm hiểu. Tôi nghĩ nếu cô ấy đã có con, sớm muộn sẽ phải về nước. Một khi đã về nước thì tốt rồi, chưa từng kết hôn mà lại có con, ông cụ Ngô gia sẽ rất tức giận. Ông cụ một khi đã tức giận thì hậu quả hết sức nghiêm trọng. Phó Tiên Phong dạo này rất bận bịu với việc đưa danh phẩm thời thượng thời trang cao cấp tới thành phố Yến. Với các sự việc khác thì không có thời gian quan tâm. Danh phẩm thời thượng lại lần nữa chọn được địa điểm tốt, các công việc của giai đoạn tiền kỳ cũng đã chuẩn bị xong. Hiện tại đã khởi công xây dựng, dự đoán trước mùa thu là có thể hoàn tất. Mã Tiêu nghe Phó Tiên Phong vừa nói như vậy, ngẫm lại trước mắt quả thật cũng không còn cách nào khác, đành phải thôi. Cùng với cái nóng của tháng 7. Cả tỉnh Yến bước vào mùa hè. Cùng đến theo mùa hè là hoạt động quan trọng của tổ lãnh đạo, mà trọng tâm là nghênh đón đích thân chủ tịch tập đoàn Kodak lần đầu tiên bay đến thành phố Bảo tham gia chính thức lễ ký kết. Cùng tham dự nghi lễ còn có Phó Bí thư tỉnh ủy chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng, tỉnh ủy ủy viên thường vụ trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiền Cẩm Tung, tỉnh ủy ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh Tống Chiêu Độ, hội đồng các cán bộ phụ trách thành phố Bảo cũng tham gia hội nghị. Tổ lãnh đạo do Hạ Tưởng đại diện tiếp đãi nhóm người của Smith. Sau khi lễ ký kết chính thức kết thúc, lại tiến hành tiệc rượu. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Phạm Du Hằng, Tiền Cẩm Hùng và Tống Chiêu Độ quay trở về thành phố Yến. Hạ Tưởng thì lưu lại để tiếp tục đưa Smith đi tham quan nhà xưởng, lại cùng Smith nói chuyện một chút về triển vọng thời đại, khiến Smith rất khen ngợi đối với hắn, lại tiếp tục giữ hắn lại ăn cơm nói chuyện. Ngày hôm sau nhóm Smith lại tới viếng thăm thủ đô. Sau khi tiễn Smith, Hạ Tưởng vội vàng cùng Tào Vĩnh Quốc, Khâu Tự Phong gặp mặt rồi quay trở về thành phố Yến. Tổ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đến hiện tại có thể chính thức tuyên bố là có hiệu quả,
sẽ tiếp tục chuẩn bị làm thí điểm nhóm thành thị thứ hai theo nhật trình đã đề ra, công tác của tổ lãnh đạo càng ngày càng bận rộn. Trở lại thành phố Yến, vừa tới cổng thành phố thì lại nhận được điện thoại nghe thấy giọng nói xa lạ, rất thấp trầm, lại có chút oai phong. Là đồng chí Hạ Tưởng phải không? Hạ Tưởng đang vội vàng xem văn kiện, cũng không nghĩ nhiều nói. Đúng là tôi, xin hỏi ngài là ai? Tôi là Dịch Hướng Sư. Bộ trưởng Dịch, xin chào ngài, chào ngài. Hạ Tưởng hoảng sợ, Dịch Hướng Sư đích thân gọi điện cho hắn khiến hắn bất ngờ, vội vàng cung kính nói. Có chỉ thị gì xin lãnh đạo cứ chỉ bảo. Dịch Hướng Sư giọng không chút gợn sóng. Không có việc gì, chỉ là vì cậu thuyết phục được cô Đắc đầu tư khoản tiền lớn nên tôi muốn chúc mừng. Các chuyên gia bộ ngoại thương hiện tại cũng không đoán ra cậu làm thế nào lại thuyết phục được thành viên hội đồng quản trị cô Đắc. Bọn họ muốn gặp cậu một lần. Thế nào, khi nào thì cậu có thời gian đến làm khách ở bộ ngoại thương nhé? Ngừng điện thoại với Dịch Hướng Sư, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười trừ. Được, hiện tại vì cô Đắc bỏ vốn đầu tư, hắn tự nhiên thành một người có tiếng tăm. Việc tới bộ ngoại thương là một chuyện, Hạ Tưởng vẫn khéo léo từ chối. Hắn cũng không có tư cách múa rìu qua mắt thợ về việc chuyên môn với các chuyên gia ở bộ ngoại thương. Tuy nhiên khiến hắn bất ngờ chính là ngay sau đó lại xảy ra một việc, cuối cùng lại thúc đẩy hắn phải đến bộ ngoại thương một chuyến. Lần trước Phạm Duệ Hằng nói Cốc Nho đề cử Hạ Tưởng làm việc với hắn. Cốc Nho quan liêu còn cảm thấy Hạ Tưởng là một người rất bình thường. Mặc dù có một chút ý tưởng kinh tế, nhưng còn không đáng bái ông ta làm thầy. Ngại với Phạm Duệ Hằng, Cốc Nho cũng miễn cưỡng đồng ý nhận lấy Hạ Tưởng. Nhờ Phạm Tranh dốc sức, Cốc Nho đã giải quyết vấn đề liên quan đến thủ tục giấy tờ cho Hạ Tưởng. Chỉ cần Hạ Tưởng đến đăng ký học tịch là được, ông ta liền điện thoại thông báo cho Phạm Tranh, bảo Hạ Tưởng rảnh rỗi thì đến thủ đô một chuyến, thẳng đến Viện Khoa học Xã hội tìm ông ta là được. Vừa đặt điện thoại xuống, chợt nghe nói Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Dịch Hướng Sư tới chơi, Cốc Nho vội vã đứng dậy nghênh đón, vừa đi tới cửa đã thấy Dịch Hướng Sư đẩy cửa bước vào. Dịch Hướng Sư cười nói, Cốc lão còn phải ra tận cửa đón tôi, thật là thất lễ. Mau ngồi đi, tôi đang có việc muốn thỉnh giáo ông một chút. Cốc Nho lớn hơn vài tuổi so với Dịch Hướng Sư, nhưng không tính là nhiều lắm. Dịch Hướng Sư thân là Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, luôn luôn đặc biệt tôn kính đối với các học giả, đối với Cốc Nho cũng luôn cung kính như tiền bối. Cốc Nho không chịu, tuy nhiên không thay đổi được Dịch Hướng Sư, cũng ngầm chấp nhận. Hướng Sư, ông cũng có nhiều đóng góp lớn đối với những nghiên cứu kinh tế trong và ngoài nước, cho dù không làm bộ trưởng, làm một nhà kinh tế học cũng dư sức. Còn có vấn đề gì có thể làm khó ông? Vì Dịch Hướng Sư rất gũi và thành thích trong kinh tế học nên Cốc Nho cũng đánh giá ông ta rất cao, chỉ có điều không thích là Dịch Hướng Sư lại là người trong quan trường. Tiền bối, tôi muốn hỏi ông một chuyện, tập đoàn Đạt Phú nếu cùng cô Đắc hợp doanh, anh đánh giá 40% cổ phần của Đạt Phú đáng giá bao nhiêu trăm triệu đô la Mỹ? Hơi trầm ngâm, Cốc Nho nói. Tôi không quan tâm lắm đến tập đoàn Đạt Phú, với quy mô của Đạt Phú và định mức thị trường, 5-600 triệu đô la Mỹ hẳn là một con số lớn. Đương nhiên nếu có điều kiện phụ thêm, khi mở cửa thị trường thì cũng phải nhượng bộ, nhiều lắm thì 1-200 triệu là mức hợp lý. Dịch Hướng Sư mỉm cười. Nếu lấy số anh tính, để cho cán bộ trong nước đi đàm phán, thì giá thấp đến thế nào có thể chấp nhận được? Cốc Nho không đồng ý mà lạnh hừ một tiếng. Nếu để cán bộ ra mặt, trên 300 triệu tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu bọn họ thu được những ưu đãi cá nhân, chính là 100 triệu đô la Mỹ bán đi, cũng không có gì quá lạ. Dịch Hướng Sư biết Cốc Nho từ trước tới giờ luôn không có ấn tượng tốt với phần đông các cán bộ không am hiểu kinh tế trong nước. Nhất là loại cán bộ kiểu u mê không hiểu nhưng cứ giả bộ hiểu biết, làm thất thoát tài sản quốc hữu thì ông ta lại càng căm thù đến tận xương tủy. Dịch Hướng Sư cũng liền cười ha hả, lại nói thêm. Cốc lão nói chính là, nếu như trộn lẫn quyền lợi cá nhân bên trong, liền mất đi ý nghĩa. Nhưng tôi nói là có một người đại diện cùng cô Đắc đàm phán, cuối cùng chẳng những đem 40% cổ phần bán thành 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ, hơn nữa còn không có chút điều kiện hà khắc nào cả. Cũng khiến cho người ta khó tin chính là cô Đắc đồng thời lại còn bỏ thêm tiền đầu tư, đến thành phố Bảo của tỉnh Yến xây dựng nhà máy sản xuất mới. Ông nói đi, hắn làm thế nào mà thuyết phục được cô Đắc? Cốc Nho đang châm trà, nghe xong lời nói của Dịch Hướng Sư nước trà tràn ra khỏi chén, chảy xuống bàn, không thể tin được hỏi. Như thế nào mà có thể? Tôi không tin,
không phải nói trong nước không có cán bộ có khả năng, mà là tập đoàn Kodak căn bản sẽ không đầu tư vào thị trường trong nước. Lấy hoàn cảnh kinh tế trong nước trước mắt, cùng với triển vọng thị trường, Đạt Phú cũng không có năng lực tiêu hóa vốn đầu tư 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ. Theo góc độ thị trường mà phân tích, Kodak làm hoàn toàn không tuân theo quy luật thị trường. Cốc Nho nhất thời cảm thấy kích động, sau khi nói xong mới phát hiện ra nước đã trào ra khỏi chén trà, dứt khoát không rót nước cho Dịch Hướng Sư, tự mình đem cầm bình trà đặt bên cạnh, hỏi. Hướng Sư, ông nói thật hay giả? Tôi sao chưa nghe thấy nhỉ? Cốc Nho nghiên cứu chính sách hướng đi cho kinh tế trong nước, không mấy chú ý tới việc giao dịch hợp doanh thành công với quốc tế. Đối với tình hình trong nước thì ông cũng không chú ý nhiều lắm. Bởi vì ông ta nghĩ trong nước gần như không có một thí dụ nghiên cứu nào đáng giá. Bởi vì không nghiên cứu thì thôi, càng nghiên cứu càng làm giận. Bỏ qua nhiều điều khoản cạm bẫy trong hợp đồng, trên cơ bản từ đó có thể thấy là trình độ IQ của cán bộ rất thấp, các cán bộ phụ trách hiệp thương lại như những thằng ngốc, bị người lừa gạt. Cứ sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy mà ký kết những điều khoản thiếu công bằng. Ngay từ đầu Cốc Nho còn tưởng rằng cán bộ kinh tế trong nước có ý nghĩ đơn giản, nhìn không ra các cạm bẫy to nhỏ trong hợp đồng. Sau đó ông ta mới biết được, bọn quan viên đâu có ngốc, thật sự là bọn họ quá thông minh nên mới cứ người sau nối người trước ký kết ra những điều khoản bất lợi cho xí nghiệp, quốc gia. Mà nói bất bình nhưng đối với bọn họ thì thật là những điều khoản tốt đẹp trong hợp đồng. Cốc Nho từ đó giận dữ, không bao giờ chú ý đến các thông tin hợp doanh trong nước. Với ông xem ra, trong các trường hợp góp vốn liên doanh, không thể nói là không phải hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhưng ít nhất 80% trở lên là có thủ đoạn, không nghiên cứu, mắt không thấy tai không nghe đỡ phải bận tâm. Dịch Hướng Sư cũng rất hiểu sự ngay thẳng của Cốc Nho, nghe ông ta vừa hỏi, cũng cười nói. Cốc Lão, ông hiện tại luôn không quan tâm đến việc hợp doanh trong nước. Có thể với việc Kodak bỏ vốn đầu tư cũng không để trong lòng, hẳn là cũng có nghe phong thanh, nhưng không lưu tâm mà thôi. Chủ tịch hội đồng quản trị Kodak Smith vừa rời Bắc Kinh, quay trở về Mỹ. Cốc Nho càng ngạc nhiên. Chuyện xảy ra khi nào? Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc ai đã thuyết phục Kodak bỏ vốn đầu tư? Không thể, thị trường Trung Quốc không thể có lực hấp dẫn lớn như vậy với Kodak. Anh ta rốt cuộc là ai? Rốt cuộc nhờ phương diện gì mà thuyết phục được Kodak? Giỏi, rất giỏi, tôi nhất định phải gặp anh ta, giáp mặt anh ta để xin thỉnh giáo. Cốc Nho dù sao cũng là nhà kinh tế học, ông cũng không giống với các cán bộ khác chỉ hỏi kết quả không hỏi quá trình, chỉ quan tâm tới đầu tư bao nhiêu tiền. Thứ mà ông quan tâm chính là, với sự nhìn xa trông rộng của tập đoàn Kodak, hẳn là rất rõ ràng họ đã nhìn thấy ích lợi kinh tế ở Trung Quốc. Kodak đồng ý đầu tư 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ, chính là cho rằng trong tương lai vài năm thị trường trong nước sẽ đạt được hoặc vượt qua con số 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ. Mà khiến Cốc Nho rất không thể lý giải nổi là trong những lý luận của ông, thị trường sản phẩm kỹ thuật số của Trung Quốc không đủ để một tập đoàn đa ngành như Kodak tham gia. Cho dù Kodak đầu tư dây chuyền sản xuất để đưa ra bán ở thị trường quốc tế, nhưng trong cách phân tích của ông, nhìn không thấy nhiều triển vọng trong thị trường sản phẩm kỹ thuật số. Ông hoàn toàn không thể lý giải được việc Kodak đầu tư. Anh ta tên gì? Việc này quả thật là làm người ta kinh ngạc. Trước tiên không nói việc Kodak đầu tư có thủ được lợi nhuận hay không, chỉ có điều thuyết phục Kodak chịu bỏ vốn đầu tư thì cũng đáng xếp vào giáo trình kinh tế học. Cốc Nho quả thực có chút vội vã muốn gặp người mà Dịch Hướng Sư nói. Dịch Hướng Sư vô cùng hiểu tâm tình cấp bách trong lòng Cốc Nho. Khi chủ tịch Kodak ở thành phố Bảo chính thức ký kết hiệp định, tin tức truyền đến Bộ Ngoại thương, rất nhiều người còn chưa tin là thật. Thậm chí còn có người cho rằng thành phố Bảo cố tình khuyết trương, có thể là khoe chiến tích kim ngạch đầu tư nước ngoài. Nhưng khi Dịch Hướng Sư lấy ra bộ hồ sơ hợp đồng ở Bộ Ngoại thương thì tất cả mọi người á khẩu không nói được gì, lại cảm thấy những suy đoán lúc trước có phần hơi ấu trĩ. Bởi vì Kodak đầu tư nhiều ít là phải giải thích với cổ đông, chỉ cần tìm hiểu thông tin bên Mỹ là có thể chứng thực thật giả. Chính quyền địa phương có thể trợ giúp làm giả, có thể báo cáo sai về sản lượng, nhưng việc kim ngạch góp vốn liên doanh thì có sự thẩm tra chặt chẽ về giấy tờ, không dám báo cáo sai. Cũng không phải bởi vì số tiền 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ rất đáng làm kinh ngạc, mà là tập đoàn Đạt Phú lấy tư cách xí nghiệp trọng điểm quốc gia. Rất nhiều chuyên gia Bộ Ngoại thương đều rất chú ý quan tâm đến việc bỏ vốn đầu tư, cũng đều đã thử tính ra những kết quả tốt nhất. Nhưng 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ đến đầu tư, thật là một viễn cảnh mọi người không ai có thể đoán trước được.
không ít các học giả kinh tế của Bộ Ngoại thương, còn có các chuyên gia được mời đến giảng dạy cũng đều cảm thấy hứng thú với việc ai là người thuyết phục Kodak đầu tư, lại tò mò đối với việc làm sao thuyết phục được Kodak. Đúng là dưới sự khuyến khích của mọi người, Dịch Hướng Sư mới đích thân gọi điện cho Hạ Tưởng, muốn mời hắn đến Bộ Ngoại thương làm khách. Ông ta cũng dự kiến Hạ Tưởng sẽ từ chối. Căn cứ vào hiểu biết của ông ta, Hạ Tưởng hành sự rất cẩn thận, cũng không dễ dàng xuất đầu lộ diện khoe khoang. Với tính cách của hắn, sẽ không ba hoa khoác lác trước mặt các chuyên gia ở Bộ Ngoại thương. Hạ Tưởng cự tuyệt, ông ta cũng không để trong lòng, sẽ chờ về sau có cơ hội sẽ nói. Hôm nay vừa lúc có việc đến Viện Khoa học, ông tới đây tìm Cốc Nho, thuận tiện nói chuyện việc Kodak đầu tư. Nói thật, Dịch Hướng Sư muốn biết Kodak rốt cuộc là suy xét thế nào, công trạng này như thế nào. Làm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương nên ông hiểu rất sâu sắc, ông cũng đều rất chú ý tới xí nghiệp trong nước, nhất là tỉnh Yến lại vừa có những thúc đẩy, bắt đầu điều chỉnh kết cấu sản nghiệp thì ông ta lại càng vô cùng quan tâm. Dịch Hướng Sư thất sắc nhìn Cốc Nho xối ướt văn kiện trên bàn, dường như có tên Hạ Tưởng. Ông ta liền đứng lên, tiến gần về phía trước một bước, quả nhiên liếc mắt một cái đã thấy tên Hạ Tưởng, lập tức sửng sốt liền hiểu ra, cười ha ha. Cốc lão, không thể tưởng tượng ông cũng nói giỡn với tôi đấy, thiếu chút nữa thì bị ông lừa rồi. Ông sao lại nhận Hạ Tưởng làm học sinh? Cốc Nho vẫn thấy khó hiểu Dịch Hướng Sư vì sao đột nhiên lại thay đổi đề tài, tuy nhiên vẫn nói. Không có cách nào, vừa không chối được ân tình, Phạm Duệ Hằng đích thân ra mặt đại diện nói giúp. Lại có đệ tử Phạm Tranh bảo đảm, tôi không thu nhận thì cũng phải làm thôi. Tôi xem tài liệu của Hạ Tưởng, tuy là cũng có một chút thành công trong việc thu hút đầu tư, tuy nhiên không có vẻ gì quá lớn. Làm đệ tử của tôi, chẳng qua chỉ muốn mượn cớ để làm nghiên cứu sinh, về sau dễ bề thăng quan tiến chức thôi. Nói xong, ông vẫn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại hỏi. Hướng Sư, ông nói người thuyết phục Kodak rốt cục là ai? Dịch Hướng Sư lúc này cũng thật sự sợ ngây người. Hóa ra Cốc Nho vẫn không biết chuyện của Hạ Tưởng. Thật là bảo ngọc trong tay mà xem như tảng đá. Ông ta ngây người ngẩn ngơ không tin hỏi. Cốc lão, ông thật sự không biết. Tôi biết cái gì, tôi biết thì còn sốt ruột hỏi ông sao? Tôi có bao giờ nói dối chưa? Cốc Nho cũng thấy Dịch Hướng Sư hôm nay kỳ quái khác thường. Ông cảm thấy Hạ Tưởng không xứng đáng làm học sinh của mình. Nếu tôi nói hiện tại có không ít người muốn cậu ra làm đệ tử, ông tin hay không? Dịch Hướng Sư hứng thú cố ý nói. Không tin. Cốc Nho lắc đầu quầy quậy. Ai muốn mượn càng tốt, dù sao tôi nghĩ hắn chỉ cần một cái bằng. Hiện tại cán bộ không phải nói chuyện nghiên cứu bằng cấp sao. Tôi nghĩ Hạ Tưởng cũng nhất định muốn tiến thân thôi. Người thuyết phục Kodak đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ là Hạ Tưởng. Cốc Nho bị Dịch Hướng Sư cười đến có chút hoa mắt. Nghe được đúng là Hạ Tưởng thuyết phục Kodak bỏ vốn đầu tư, ông làm sao tin được. Nhảy ra nhìn bản lý lịch của Hạ Tưởng một lần nữa, ông lại lắc đầu nói. Không tin, hoàn toàn không tin. Hướng Sư ông đừng có gạt tôi. Cái này không phải cái để đùa vui. Dịch Hướng Sư ngừng cười, cũng là hiếm khi nào nhìn thấy Cốc Nho lại cũng có lúc mơ mơ màng màng như thế, khiến ông ta cảm thấy buồn cười. Cốc lão, tôi cũng không có tí đùa nào cả. Cái người vừa rồi tôi nói với ông đúng là Hạ Tưởng. Cậu ta hiện tại ở tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến. Đúng là cậu ta chủ đạo việc Đạt Phú và Kodak đàm phán, đồng thời thành công trong việc thuyết phục Kodak. Lần này chủ tịch của Kodak đến thành phố bảo vẫn đặc biệt muốn cậu ta cùng đi. Bất chợt Dịch Hướng Sư dừng lại rồi nói. Có phải ông thực sự không muốn nhận cậu ta làm đệ tử, vậy đưa tư liệu của cậu ta cho tôi. Ở bộ cũng có vài chuyên gia cũng muốn gặp cậu ta. Nếu để cho bọn họ biết Hạ Tưởng muốn bồi dưỡng, Cốc lão, tôi cam đoan ít nhất sẽ có cả chục người lập tức bằng lòng nhận cậu ta làm đệ tử. Thật ư? Cốc Nho mở to hai mắt nhìn, ôm chặt bản lý lịch của Hạ Tưởng trong tay, cứ như sợ người khác cướp mất. Không được, Hạ Tưởng là đệ tử của tôi. Mà ngay cả học tịch tôi cũng đã đăng ký cho cậu ta xong rồi. Có thể nào để cho người khác cướp đi? Tôi vừa rồi không biết cậu ta làm ra việc lớn như vậy, có thể thuyết phục Kodak đầu tư, phải nói là người có trình độ vận dụng lý luận tri thức cực cao. Nhân tài, thật đúng là nhân tài bậc nhất về kinh tế học. Tôi không những để cậu ta thành đệ tử, còn muốn đem sở học cả đời của mình truyền đạt lại cho cậu ta. Hướng Sư, ông tới muộn một bước rồi không lấy được của tôi rồi. Ha ha! Cốc Nho đắc ý cười ha hả, đem lý lịch Hạ Tưởng ôm vào trong ngực,
cũng không nhận ra mặt trước có vấy nước, ôm lấy như vật quý. Dịch Hướng Sư nhìn cười nói. Được, được, không đoạt được của ông. Tôi có một yêu cầu mong ông đáp ứng. Mau chóng bảo Hạ Tưởng tới thủ đô, thừa dịp cậu ta đến thủ đô nhập học tịch, bảo cậu ta đến Bộ Ngoại thương một chuyến, cùng các chuyên gia tâm sự về quá trình cậu ta và cô Đắc đàm phán. Cốc Nho kinh ngạc nghe thấy chuyện của Hạ Tưởng, vô cùng vui sướng, đáp ứng yêu cầu của Dịch Hướng Sư. Không dám, Hạ Tưởng là đệ tử của tôi, lời tôi nói đương nhiên sẽ nghe theo. Đến lúc đó tôi sẽ cùng cậu ta đến bộ, nói sao cũng phải nể mặt Hướng Sư ông, có phải không? Cốc Nho gấp gáp, lại nghe Dịch Hướng Sư kể lại đơn giản chuyện cô Đắc đầu tư liền không nén được xúc động trong lòng, lại lập tức gọi điện thoại cho Phạm Tranh, bảo hắn chuyển lời cho Hạ Tưởng, nhanh chóng đến thủ đô nhập học tịch. Không bao lâu Phạm Tranh trả lời, nói là 3 ngày sau Hạ Tưởng sẽ tới. Cốc Nho mừng không kiềm chế được nói với Dịch Hướng Sư. Trong lúc vô ý cũng có thể nhặt được bảo bối. Thật sự là dịp may đến muốn ngăn cũng không ngăn được. Hướng Sư, phiền ông mang một phần tài liệu liên quan đến quy mô tài sản của cô Đắc và Đạt Phú cùng với sản nghiệp kết cấu cho tôi. Thời gian tới không có học sinh, tôi sẽ nghiên cứu lại câu chuyện của cậu ta một chút. Hạ Tưởng đương nhiên không biết hắn đã bị Cốc Nho và Dịch Hướng Sư tính toán. Nhận được thông báo của Phạm Tranh, hắn rất cao hứng. Có thể bái Cốc Nho làm thầy, về sau lại có bằng thạc sĩ, quan trọng là sẽ có thêm hiểu biết về quản lý vĩ mô nhà nước và định hướng chính sách sau này. Còn có hệ thống khoa học về kinh tế học toàn cầu và một chút kiến thức lý luận, tuyệt đối có lợi cho việc phát triển về sau. Sau này từ cấp sở trở lên không đủ cơ sở lý luận thì làm sao có thể có ý tưởng tốt cùng công tác kiến thiết đảng? Làm sao có cái nhìn toàn cục? Chương 441, Cuộc chiến tuyên truyền. Khi đã chính thức đạt được thỏa thuận đầu tư với tập đoàn Cô Đắc, Ban tuyên giáo tỉnh ủy không còn chèn ép thông tin được nữa, truyền thông trong tỉnh Yến tiến hành đợt tuyên truyền rung trời động đất. Trong khoảng thời gian ngắn Tống Chiêu Độ trở thành như một minh tinh, nóng đến nỗi chạm tay vào là bỏng. Đương nhiên, ở trong các dịp công khai thì Tống Chiêu Độ không quên nhắc tới có sự ủng hộ mạnh mẽ của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, ông ta cũng thường nhắc tới cái tên Hạ Tưởng. Những lời nói có liên quan của Mã Vạn Chính thì Hạ Tưởng cũng đã truyền đạt lại cho Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ chỉ thản nhiên gật gật đầu, không tỏ vẻ gì mà Hạ Tưởng cũng không hỏi nhiều tới vấn đề này. Đồng thời tuyến đường sắt nối ra biển của thành phố Đan Thành cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo lên Bộ Đường sắt và được cơ quan này cực kỳ coi trọng. Bộ Đường sắt cũng đã tổ chức để các chuyên gia tiến hành nghiên cứu và phản biện luận chứng kinh tế kỹ thuật, đại bộ phận các chuyên gia đều có ý kiến tán thành đối với tuyến đường sắt nối ra biển này. Mặc dù cũng có người nói rằng phương án này quá mức cấp tiến, rất hao tiền tốn của, nhưng bởi vì đã có tiền lệ là công trình đầu tư lớn tại thành phố Bảo đưa lại thành công ngoài mong đợi đã nâng cao hình tượng của tỉnh Yến, thêm điểm nữa là do thành phố Đan Thành là một trong 2 thành phố tiến hành việc thí điểm nên tạo nên dấu ấn đáng kể cho các chuyên gia. Tuy nhiên công tác lập dự án đầu tư cho dự án đường sắt luôn mất một thời gian rất dài, hơn nữa việc xây dựng, tu bổ lại tuyến đường sắt là một việc trọng đại nên có lẽ trong khoảng thời gian 1,5 năm nữa cũng chưa chắc có thêm chuyển biến gì. Ở kiếp trước, thủ tục để dự án được báo cáo lên tới Bộ Đường sắt thì phải đi qua các bước chấp thuận tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, chu trình này mất khoảng 1 năm rồi sau đó mới tới thẩm định của Bộ Đường sắt. Như vậy lộ trình của thủ tục này thường mất khoảng 2 năm. Nhưng đối với dự án này thì Ủy ban Nhân dân tỉnh gần như ngay lập tức chấp thuận, không tốn chút thời gian nào. Hạ Tưởng cũng tin tưởng rằng chỉ cần bước tiếp theo của việc điều chỉnh kết cấu sản xuất được khai triển thì sẽ cải cách thành công một số doanh nghiệp tại thành phố Đan Thành. Điều này cũng sẽ có một ảnh hưởng rất lớn đối với quyết định thông qua của Bộ Đường sắt. Dự án đầu tư du lịch văn hóa của Nghiêm Tiểu thì đã bắt đầu tiến hành động thổ, công việc của cô trở nên rối tinh rối mù. Đối với việc Hạ Tưởng được Cốc Nho thu nhận làm học trò thì cô cũng không có ý bất bình hay tức giận gì, cũng không có nhiều suy nghĩ mà hơn nữa bây giờ thì cô quá bận rộn. Một mặt việc cải cách chế độ xã hội các công ty, doanh nghiệp trong thành phố Đan Thành cũng chính thức bắt đầu triển khai. Do chịu sự ảnh hưởng lớn từ các nguồn đầu tư từ bên ngoài nên các tâm lý mâu thuẫn trong sự thay đổi chế độ xã hội đã chuyển biến theo chiều hướng tích cực, các tư tưởng tiêu cực dần tiêu tan, thái độ cũng trở nên chủ động. Đương nhiên, việc này cũng có liên quan tới chuyện trong các hội nghị gần đây Diệp Thạch Sinh đều lên giọng ủng hộ việc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Bí thư Diệp đã công khai tỏ thái độ nên một số thế lực bảo thủ cũng trở nên phải cẩn thận, không dám xông lên làm con chim đầu đàn đắc tội. Hiện tại tình hình tại thành phố Bảo diễn ra rất tốt,
cùng với việc công ty Đạt Phú được đầu tư vào hơn 1 tỷ rưỡi đô la thì hạng mục nhà máy ô tô Vạn Lý cũng thu hút được khoản đầu tư 500 triệu tệ cũng rất được sự chú ý của mọi người. Sau khi hiệp định về vốn được ký kết xong, nhà máy ô tô Vạn Lý rất nhanh chóng điều chỉnh sách lược của mình, đang toàn lực nghiên cứu chế tạo sản phẩm dòng xe CUV, sắp tới sẽ tung ra thị trường. So với hai hạng mục đầu tư lớn trên thì giá trị 6 triệu nhân dân tệ của mặt hàng thực phẩm như rau quả tươi ngâm Mậu Thịnh không đáng được nhắc tới, thậm chí cũng không ai chú ý tới việc các mặt hàng này đang chậm rãi cải biến sách lược bắt đầu chú trọng khâu đóng gói. Hơn nữa sản phẩm này cũng bắt đầu trở nên rất đa dạng, không còn chỉ mỗi mặt hàng dưa muối mà bắt đầu cung cấp các mặt hàng khác cùng loại ra thị trường. Những người bên ngoài thì không nắm được nhưng những cán bộ công nhân viên của nhà máy thì trong lòng rất rõ ràng rằng mặc dù mặt hàng rau củ quả muối này đã đầu tư thêm không đáng kể nhưng sự biến hóa trở nên rõ nét nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất là sau khi cải biến khâu đóng gói, chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi một tuần mà đã tiêu thụ lượng sản phẩm lên gấp đôi. Vì thế, nhóm công nhân viên nhà máy này không thể không làm tăng thêm giờ, điều này lại càng làm cho Nghiêm Tiểu thì lại không ngừng ngập đầu vào trong đống công việc. Cán bộ công nhân viên đều có chung một suy nghĩ, đó là mặc dù tiếp nhận thêm nguồn đầu tư tài chính 6 triệu tệ, khoản đầu tư này tính ra cũng không nhiều lắm, tuy nhiên mang tới đây không chỉ có mỗi nguồn tài chính mà còn mang theo một thị trường tiêu thụ rộng lớn. Theo đà phát triển này thì không tới một năm rưỡi nữa sản lượng tiêu thụ của nhà máy phải tăng gấp vài lần. Sản lượng tiêu thụ tăng lên thì không những tăng thêm thu nhập cho người lao động mà còn thu hút, phát triển lực lượng lao động. Những cán bộ, công nhân viên lão thành của nhà máy nhận thấy điều này đều phải thốt ra rằng mặc dù người này chỉ mang đến đây 6 triệu tệ đầu tư nhưng thật ra giá trị của 6 triệu tệ này còn vượt quá 30 triệu. Thành phố Đan Thành và thành phố Bảo Tiến thêm được một bước thành công nữa, càng lúc hiệu ứng lan tỏa càng rõ ràng. Không ít các thành phố khác bắt đầu hỏi dò tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh về việc khi nào thì có thể đề xuất xin được thực hiện thí điểm lần hai. Những câu hỏi này đều bị tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh lấy lý do là chờ đã, khi nào có chủ trương sẽ thông báo. Hiện tại, Diệp Thạch Sinh cực kỳ vui mừng và muốn triển khai thêm lần thứ điểm thứ hai, tuy nhiên sau khi nhận được điện thoại của Phó Thủ tướng Hà thì trở nên trầm tĩnh lại, quyết định chậm lại để nghe ngóng đã. Điện thoại của Phó Thủ tướng Hà được gọi thẳng đến văn phòng của Diệp Thạch Sinh sau khi Tổng Giám đốc của Tập đoàn Kodak kết thúc cuộc trả lời phỏng vấn ở Bắc Kinh. Thạch Sinh, thành phố Bảo làm rất tốt, rất thành công. Điều này có được là do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Yến tích cực quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, giọng của Hà Thần Đông nghe không có vẻ gì uy nghiêm mà giọng điệu lại thể hiện ra sự mê hoặc làm người nghe cảm giác không thể chống nổi sự cám dỗ. Tôi vẫn phải nói thêm một điều là không phải chỉ bởi một trận chiến mở màn thành công mà đã ăn mừng thắng lợi, không nên tự mèo khen mèo dài đuôi, lại càng không được tỏ vẻ gì. Việc một trong hai thành phố thực hiện thí điểm thành công có yếu tố ngẫu nhiên rất lớn, cũng chưa thể hiện rõ được đường đi nước bước của cách thực hiện. Tôi cảm thấy tỉnh Yến nên đi từng bước vững chắc thì mới tốt, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, chờ thành phố Đan Thành và thành phố Bảo có ít nhất là 7 hay 8 doanh nghiệp cỡ trung tại đây đều có những thành tích nhất định thì lúc đó mới mở rộng ra toàn tỉnh, như vậy sẽ ổn định hơn. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, còn quyền quyết định cụ thể thì phụ thuộc vào tỉnh Yến. Hà Thần Đông vốn là người kiên định ủng hộ với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, cũng do ông ta tác động mà tỉnh Yến mới bắt đầu tiến hành công cuộc này, từ đó mới có tổ lãnh đạo, mới có tình thế tốt như bây giờ. Vậy vì sao đột nhiên lúc này ông ta lại yêu cầu tỉnh Yến bước chậm lại, lại còn phải chờ đợi các cơ sở của thành phố Đan Thành và thành phố Yến vững chắc rồi mới yêu cầu mở rộng ra toàn diện? Buông điện thoại ra, Diệp Thạch Sinh hơi trầm tư, lập tức nhìn ra mùi vị bất bình thường ở trong việc này. Có lẽ là trong thượng tầng có mâu thuẫn, chỉ sợ là có người đưa ra ý kiến phản đối một cách mãnh liệt việc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Chẳng lẽ trong định hướng của chính sách quốc gia sẽ có sự thay đổi? Chắc chắn không thể như vậy, việc kiên trì mở ra đường lối cải cách nền kinh tế sẽ cố định, nếu có điều gì thay đổi thì có lẽ là các đấu tranh chính trị hoặc là tranh chấp về các quan điểm khác nhau tạo thành xung đột. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm chính trị thì Diệp Thạch Sinh có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng việc điều chỉnh kết cấu sản xuất sẽ tiếp tục được triển khai, nhưng trong các bước trung gian, quá độ của quá trình sẽ có một ít sự khúc khuỷu. Điều mà Phó Thủ tướng Hà ám chỉ chính là tỉnh Yến nên khiêm tốn một chút, tránh khỏi việc trở thành tấm bia ngắm của thượng tầng chính trị. Mặc kệ là làm tốt hay là làm xấu, chỉ cần bị thượng tầng nhìn ngắm, đưa ra làm ví dụ thì khó tránh được việc bị kẹp ở giữa. Lúc đó sẽ có tình cảnh nan giải là phải lựa chọn đi theo người nào.
Diệp Thạch Sinh tức thì có phản ứng với thông tin này, liền gọi điện thoại cho Mã Tiêu. Đồng chí Mã Tiêu, các tin tức liên quan đến lĩnh vực điều chỉnh kết cấu sản xuất sau này chúng ta tạm thời áp chế lại, không cần phải rầm rộ. Ban tuyên giáo nên gửi một văn bản truyền đạt một chút về tinh thần, sau này các tin tức liên quan đến phương diện điều chỉnh kết cấu sản xuất, bao gồm cả các tin tức về tổ lãnh đạo cũng không cần phải đưa tin tuyên truyền nữa. Diệp Thạch Sinh không để cho Mã Tiêu cơ hội nào để hỏi lại, lập tức dập ngay điện thoại. Y đối với Mã Tiêu thật ra cũng không quá vừa ý, với việc Hạ Tưởng tình cờ gặp một phóng viên viết bài đưa tin thì tất nhiên không tin, tuy rằng mặt ngoài cũng tỏ vẻ bực tức Hạ Tưởng, nhưng cũng hiểu được đây là do Mã Tiêu gây sự. Về phần Cố Tăng được điều tới đảm nhiệm phó trưởng chi nhánh Tân Hoa xã thường trú tại tỉnh Yến thì y tuy rằng cũng không rõ lắm việc có người nào đứng sau lưng làm việc này, nhưng y cũng hiểu rất rõ ràng rằng đây là muốn làm xấu mặt Mã Tiêu. Sau khi nhậm chức không lâu thì Mã Tiêu đã lập tức gây sức ép để làm một số chuyện, đây cũng không phải là việc tốt. Từ trước tới nay trong tỉnh Yến thì mảng tuyên truyền vẫn bình ổn, nếu Mã Tiêu muốn cố ý thay đổi hiện trạng hiện nay thì y cũng phải nhìn xem khí hậu chính trị trong tỉnh Yến có cho phép hay không. Lại càng phải để ý xem nhân vật số 1 có đồng ý hay không nữa chứ. Diệp Thạch Sinh cũng biết rất rõ lai lịch của Mã Tiêu. Vì thế thái độ của y với Mã Tiêu mới không đủ phần tôn trọng mà đan xen vào đó lại có sự bất mãn. Suy nghĩ tới sự tình Mã Tiêu, bỗng nhiên Diệp Thạch Sinh nhớ tới Hạ Tưởng, cảm thấy cũng nên nói rõ một chút với Hạ Tưởng, dặn hắn trong đoạn thời gian sắp tới đây nhất định phải cẩn thận lời nói và việc làm, ngàn vạn lần không cần làm ra cái sự kiện gì như vụ tình cờ gặp phóng viên gì nữa. Nghĩ tới sự tinh quái của Hạ Tưởng, Diệp Thạch Sinh cũng lắc đầu cười, nghĩ rằng thằng nhóc này khi thành thật thì cực kỳ thành thật. Mà khi cần nói láo thì cũng đồng dạng là một người rất tinh quái. Đối với Hạ Tưởng, do có quan hệ cùng với Thành Đạt Tài, lại thêm việc Hạ Tưởng là người chủ đạo trong việc đàm phán thành công với tập đoàn Kodak nên Diệp Thạch Sinh có thêm một số ấn tượng tốt và có sự mong chờ với Hạ Tưởng. Sau một lát, thư ký quay lại báo với Diệp Thạch Sinh biết rằng Hạ Tưởng đi tới Bắc Kinh để gặp gỡ và bái cốc nho làm thầy. Diệp Thạch Sinh phất tay để thư ký rời đi. Ông ta cũng không khỏi nghĩ thầm rằng Cốc Nho là một học giả kinh tế nổi tiếng, Hạ Tưởng mà trở thành học sinh của ông ta thì cũng là một chuyện tốt. Ông ta cũng không nghĩ tới mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng lại rộng lớn đến như vậy, ngay đến Cốc Nho mà cũng kinh động được, điều này cũng làm ông ta có chút giật mình. Diệp Thạch Sinh không ngờ rằng lần đi tới Bắc Kinh này Hạ Tưởng không những làm kinh động đến Cốc Nho và Dịch Hướng Sư, mà còn kinh động đến Phó Thủ tướng Hà Thần Đông. Điều làm Hạ Tưởng không thể ngờ được chính là khi hắn vừa tới Bắc Kinh liền gặp một việc ngoài dự kiến nhưng có liên quan đến việc lớn sau này. Tại Bắc Kinh thì Hạ Tưởng xem như cũng rất quen thuộc, trên đường hắn lái xe tới Viện Khoa học Xã hội thì vừa lúc gặp phải tắc đường, hắn liền rẽ sang một đường nhỏ bên cạnh, không ngờ con đường nhỏ cũng tắc, không còn cách nào khác đành phải chậm rãi chờ đợi. Khi hắn đi đến một sạp bán báo thì bỗng nhiên tâm tư lay động, hắn liền xuống xe mua một tờ báo. Đó là tờ tin tức hàng ngày của quốc gia. Hạ Tưởng cầm lấy tờ báo, nhìn thoáng qua, lập tức hô hấp như ngừng lại. Tờ tin tức hàng ngày của quốc gia có một bài viết dài được ký tên phía dưới là Trình Hy Học, tiêu đề bài viết là ba điều nêu rõ mặt lợi và hại trong việc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Bài viết này tuy rằng không nằm ngay trang nhất, nhưng cũng nằm ở trang 2, trên một vị trí cực kỳ bắt mắt, hơn nữa tiêu đề còn in đậm rất bắt mắt. Hạ Tưởng chỉ mới nhìn thoáng qua đề mục, chưa kịp xem nội dung bài viết thì đột nhiên có một cảm giác như có luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sau lưng. Theo bản năng, một ý nghĩ trong đầu hắn bỗng xuất hiện, các thế lực bảo thủ của quốc gia đang tạo thế. Hạ Tưởng vội vàng trở lại xe, lấy lại sự bình tĩnh, chăm chú đọc từng chữ trong bài viết. Sau khi xem xong, hắn nhắm mắt ngả người dựa vào ghế lái, không nhúc nhích. Qua một khoảng thời gian sau thì mới khẽ lắc đầu cười, lẩm bẩm lầu bầu nói một câu trong miệng. Trình Hy Học được xưng là đương kim Thái Sơn Bắc Đẩu trong lĩnh vực kinh tế của cả nước, đáng tiếc là ánh mắt cũng thường thôi. Câu văn trong bài viết không thể nói là cực kỳ sắc bén, quan điểm cũng rất cấp tiến phân tích rằng việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thì hại nhiều hơn lợi. Điều thứ nhất là rất dễ làm mất mát tài sản quốc hữu, thứ hai là dễ nảy sinh ra các hủ bại. Điều thứ ba nêu ra là khi hùn vốn đầu tư với các công ty nước ngoài thì các công ty trong nước vốn đang nhỏ yếu sẽ rất dễ dàng bị các công ty đa quốc gia biến thành bị phụ thuộc. Bài viết nhấn mạnh điều này thực tế là lấy lợi ích trong ngắn hạn để đổi lấy tổn thất về lâu dài. Trình Hy Học hùng hồn liệt kê ra mấy tỉnh đang tiến hành sự điều chỉnh kết cấu sản xuất đã dẫn tới phát sinh các vụ án có liên quan đến hủ bại.
Cùng với điều này chính là việc các thương hiệu trong nước sau khi chung vốn với các tập đoàn đa quốc gia thì trở thành công ty phụ thuộc, thậm chí có những nơi thương hiệu cũng mất hết. Nhìn bề ngoài thì thấy có vẻ thu được số vốn đầu tư mấy trăm triệu đô, thậm chí tỷ đô, nhưng sau vài năm nhìn lại thì việc mở cửa cho các tập đoàn đa quốc gia vào như vậy thật ra là biến thành tự chui đầu vào giỏ. Mười mấy năm vất vả tạo ra thương hiệu thế mà chỉ bị hủy hoại trong chốc lát, hơn nữa mười mấy năm vất vả thành lập con đường tiêu thụ của riêng mình lại bị các công ty đa quốc gia thoải mái chiếm thành của bọn họ. Không thể phủ nhận rằng ánh mắt của Trình Hy Học rất nhạy bén, quan điểm cũng có những điểm đặc sắc riêng, và quả thật cũng đã vạch ra được đủ loại tật xấu trong việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, sau đó lại từ những điểm xấu này để tiến hành châm biếm làm cảnh tỉnh mọi người. Tuy nhiên ông ta lại thiên hướng quá lớn về chỉ trích khuyết điểm, không nêu đến các ưu điểm. Quả thật, điều chỉnh kết cấu sản xuất đúng thật là làm tài sản của quốc gia bị mất mát, làm một số thương hiệu bị biến mất, nhưng không để cho các doanh nghiệp xông pha biển lớn, vật lộn với sóng bão thì không thể nào đây lại là một nền kinh tế thị trường thực sự. Mà một doanh nghiệp muốn phát triển thực sự thì phải có năng lực và sức mạnh để trải qua các khảo nghiệm ngặt nghèo của nền thị trường. Nhưng trong bước đẩy mạnh nền kinh tế thị trường thì nhất định sẽ có một số các doanh nghiệp xuất phát bởi nguyên nhân bên trong bọn họ mà tự bị đào thải, do đó rất nhiều thương hiệu vốn rất nổi danh rồi cũng từ từ biến mất. Mặc dù có thương hiệu đã thu phục được lòng người, nhưng kết quả đó không phải là do chính tự thị trường lựa chọn. Nhà máy từng danh chấn một thời của tỉnh Yên là nhà máy sản xuất đồng hồ và nhà máy sản xuất TV thì hiện tại đã phải đóng cửa vì phá sản, trong nước còn có các thương hiệu bị biến mất như hải sản Đông Lạnh Hương Tuyết, xe đạp Phi Cáp, máy giặt Song Âu. Đương nhiên những thương hiệu này không có căn cơ, giá trị để tiếp tục phát triển nên bị biến mất, không đáng nhắc tới, đóng cửa là tất nhiên, không đóng cửa mới là việc bất bình thường. Quá trình được thị trường lựa chọn đó chính là quá trình khôn thì sống mà dại thì chết. Chung vốn cũng vậy mà không chung vốn cũng vậy, thương hiệu này ngã xuống thì lại có thương hiệu mới nổi lên. Nếu đem tất các việc này mà quy tội cho việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thì đúng là không phải. Cho dù có lý giải gì đi nữa, phê phán nhẹ nhàng thì bảo tư tưởng này là bảo thủ, mà nặng nề ra là phải nói là tìm xương trong trứng gà. Không có việc thì tự tìm lấy việc để làm, Hạ Tưởng hiểu rõ rằng Trình Hy Học là nhân vật đại biểu cho học giả kinh tế trong nước. Được một số người tôn xưng thành Thái Sơn Bắc Đẩu. Học thuyết của ông ta có ảnh hưởng rất sâu rộng tới nhiều tầng lớp thượng tầng của quốc gia. Mà tất cả các học giả cao cấp cũng không phải chỉ có thân phận bình thường như các học giả khác, mà bọn họ chính là các cố vấn cho Trung ương và Quốc vụ viện. Ngôn luận của bọn họ được phát ra, nhất là trên một tờ báo lớn như tin tức hàng ngày của quốc gia như thế này chính là một tín hiệu chính trị cực kỳ mãnh liệt. Chính là thế lực bảo thủ tiến hành công khai khiêu chiến với thế lực cải cách. Cũng may là Hạ Tưởng lại đọc lại một lần nữa bài viết thì thấy rằng trong bài không nhắc tới câu nào tới quá trình điều chỉnh kết cấu sản xuất của tỉnh Yên. Nếu không chỉ cần có một đoạn nào đó nhắc tới tên tỉnh Yên thôi thì Diệp Thạch Sinh sẽ rất khiếp sợ, không biết chừng thì sẽ từ thái độ ủng hộ công khai biến thành thái độ mập mờ, thậm chí còn có thể trì hoãn công cuộc này. Tính cách cơ bản của Diệp Thạch Sinh là theo thiên hướng bảo thủ, hơn nữa đang là bí thư tỉnh ủy, đối với việc gió chuyển hướng trong chính trị thì cực kỳ mẫn cảm. Không dám có chút buông lỏng nào. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì Hạ Tưởng cũng tin rằng sau khi Diệp Thạch Sinh đọc xong bài viết này thì sẽ do dự mất nửa ngày. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không biết là trước đó Diệp Thạch Sinh đã nhận được điện thoại của Phó Thủ tướng Hà, vì thế cũng ít nhiều chuẩn bị sẵn tâm lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.